Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 55. Ngón tay hắn gảy nhẹ, một giọt máu tươi bay từ đầu ngón tay hắn ra, bay tới giữa bốn huyết châu kia. Hai tay hắn không ngừng biến hóa ra ấn ký, một đám pháp ấn bay ra, dung nhập vào trong giọt máu này. Khoảng chừng 3 tiếng sau, giọt máu biến từ màu đỏ sang màu vàng, tỏa ra kim quang chói mắt. Ngón tay hắn vẽ vòng tròn trong không trung, xung quanh giọt máu màu vàng lập tức xuất hiện một vòng xoáy, kéo huyết châu vào giữa. Bốn huyết châu ở xung quanh sáng lên huyết quang, giống như hơi kháng cự, bốn chữ diệt tuyệt tà sát sáng lên trong huyết châu, muốn chống cự lực xé của vòng xoáy này. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, bốn chữ mất đi, huyết châu cũng biến mất vào trong vòng xoáy. Một lát sau, vòng xoáy biến mất, một huyết châu có kim văn xuất hiện. Lâm. Trên huyết châu tỏa ra hồng quang, ngưng tụ thành hình dáng một người. Đồng thời ba quang điểm trong cơ thể hắn bay ra, rơi vào trong hư ảnh màu đỏ, biến thành hỏa diễm trong đầu, ngực và bụng. Mạc Phàm vươn một tay ra, hư ảnh kia cũng vươn một tay ra. Đi. Mạc Phàm nheo mắt nói. Huyết thần đao ở trong tay hắn do dự một lát, lúc này mới chậm rãi thử thăm dò di chuyển về phía hư ảnh, giống như đứa bé gặp được thứ gì đó mới lạ, vào hai bước, lại lùi ba bước về, một lúc lâu còn chưa di chuyển tới trong hư ảnh. Mạc Phàm cũng không sốt ruột, hư ảnh này có khí tức của hắn, nhưng dù sao cũng không phải là bản thân hắn, huyết thần đao không dễ lừa như vậy. Đợi khoảng chừng gần nửa tiếng, lúc này huyết thần đao mới đến bên hư ảnh kia. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, tươi cười xuất hiện trên mặt hắn. Ý niệm của hắn vừa động, kim quang xuất hiện ở khắp nơi trên người hắn, hai tay hắn cũng thu lại. Huyết thần đao như cảm nhận được không đúng lắm, huyết quang chớp lóe, trong chớp mắt trốn khỏi hư ảnh. Huyết thần đao đánh lên người Mạc Phàm, kim quang trên người Mạc Phàm chớp lóe, chắn huyết thần đao ở bên ngoài. Kim quang này và kim tuyến bên trong huyết châu đều biến thành đại nhật Như Lai tâm kinh cảnh giới Phật. Đại nhật Như Lai tâm kinh thoát thân và một đóa thập nhị liên hoa trong Phật hải là chí bảo Phật môn, chuyên khắc chế tà vật, lực khắc chế với huyết thần lực càng mạnh. Có thể nói đại nhật Như Lai tâm kinh là một trong những khắc tinh lớn nhất của huyết hải ma kinh. Tuy thời gian tu luyện của hắn ngắn, nhưng hẳn là đủ để đối phó huyết thần đao. Huyết thần đao sửng sốt, lại tiếp tục xông về phía Mạc Phàm. Đúng lúc này, trong hư ảnh có từng sợi kim tuyến vươn ra, quấn lên trên huyết thần đao. Kéo về phía hư ảnh kia. Huyết thần đao bị những kim tuyến này cản trở, trong chớp mắt hình thể tăng vọt, muốn thoát khỏi đống kim tuyến. Muốn trốn, đâu dễ như vậy. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nói. Không dễ dàng gì hắn mới chuyển được những thứ này đi, sao có thể để nó quay trở về. Bỗng nhiên ba hỏa diễm trong hư ảnh của hắn trướng to, hỏa diễm lan từ kim tuyến tới huyết thần đao. Huyết thần đao vừa gặp hỏa diễm này, huyết quang lập tức nhạt đi. Ba hỏa diễm này chính là ba hồn của hắn, huyết thần đao này là một phần của hắn, tất nhiên sẽ không để hắn khống chế. Huyết thần đao dần nhạt màu đi, kim tuyến ùa lên bao tất cả huyết thần đao lại, biến mất vào bên trong huyết thần đao. Không lâu sau, huyết thần đao biến từ huyết sắc thành bán hồng bán kim. Kim sắc hình thành một số đồ án tương tự phản văn, khắp nơi đều là huyết thần đao. Dưới khiên dẫn của kim tuyến, huyết thần đao chậm rãi biến mất vào trong hư ảnh. Sau đó biến mất vào trong huyết châu. Không lâu sau, huyết thần đao cũng biến mất vào trong huyết châu. Mạc Phàm cười khẽ, hắn thở phào nhẹ nhõm, tán đi kim quang trên người. Tốn chút sức, cuối cùng huyết thần đao cũng chịu rời đi. Như vậy hắn không chỉ không cần lo lắng Lâm Thiên Nam sẽ dùng huyết thần đao đối phó hắn, hắn cũng không cần quan tâm nhân quả huyết hải khi tu luyện huyết hải ma kinh. Cho dù có nhân quả, cũng là nhân quả giữa thanh kiếm này và huyết hải. Ngoài ra có đại nhật Như Lai tâm kinh hạn chế, nhân quả này sẽ dần bị mất tác dụng. Môi hắn khẽ mở, một chữ truyền từ miệng hắn ra. Dung. Hư ảnh trên huyết châu cộng cả tam hồn như ba hỏa diễm cùng nhập vào trong huyết châu bay về phía trường kiếm màu bạc, chỉ trong chớp mắt đã nhập vào trong chuôi kiếm. Trường kiếm màu bạc lập tức biến thành trong suốt như ngọc. Trong huyết châu chảy ra chất lỏng như huyết dịch lan ra khắp trường kiếm. Chất lỏng đến chỗ nào, trường kiếm lập tức như sống lại, không chỉ không ít đi sắc bén so với trước, trái lại còn linh động hơn nhiều. Tiếng kêu ong ong phát ra từ trên trường kiếm, giống như là hưng phấn, cũng giống như là vui sướng kích động. Theo chất lỏng lưu chuyển trong trường kiếm,
kiếm minh trên trường kiếm cũng biến thành âm thanh Phật sướng và huyết long gào đan vào nhau. Âm thanh rất khác biệt, khiến cho thanh kiếm vừa chính vừa tà. Chất lỏng lưu chuyển trên thân kiếm vài vòng thì quay về vỏ kiếm, trường kiếm khôi phục lại màu bạc lúc trước, một sợi dây đỏ và kim tuyến xuất hiện ở hai bên trường kiếm, khí tức khiến người ta hít thở không thông tỏa từ trên thân kiếm ra. Mạc Phàm nhướng mày, lộ ra vẻ bất ngờ. Có thể nói để huyết thần đao dung nhập vào trong thanh kiếm này là hành động tạm thời của hắn, nhưng xem ra kết quả quá kinh người. Hắn có cảm giác hiện giờ hắn không phát huy ra được bao nhiêu uy lực của nó, nếu uy lực của nó được phát huy ra toàn bộ, chém địa cầu thành đôi là chuyện nhỏ, gặp thần có thể chém thần, gặp ma cũng có thể diệt ma. Chỉ trong phút chốc lông mày hắn giãn ra. Trong kiếm có thần hồn hắn thông qua diễn thiên thần quyết tu luyện ra, trận pháp chu tiên, huyết mạch hồng liên. Còn có lực lượng của Đại Nhật Như Lai Tâm Kinh và Huyết Hải Ma Kinh, tuy tính chất chỉ thiếu chút nữa, nhưng mấy thứ trên đã đủ để kinh thế hãi tục rồi. Có điều kiện như vậy, nếu không tạo ra được uy lực như thế, vậy thì sẽ thành trò cười của vô số người. Sau này gọi ngươi là Hồng Liên đi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Thanh kiếm này có huyết thần lực, lại có Phật Tông Phật lực, huyết là hồng sắc, liên là hoa của Phật Tông, tượng trưng cho thuần khiết, Hồng Liên là thích hợp nhất. Hắn vừa mới nói xong, trường kiếm trôi nổi xung quanh hắn phát ra kiếm minh như người, gật đầu với hắn. Đồng thời chỗ tay cầm kiếm một mặt xuất hiện hai chữ Hồng Liên bằng triện cổ, một mặt khác xuất hiện đồ án Hồng Liên. Những thứ này vừa xuất hiện, trường kiếm chỉ bên ngoài sơn động. Đi thôi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Máu loãng trong huyết hồ là huyết của cùng kỳ, là thuốc bổ đối với Hồng Liên mới luyện thành. Ngoài ra nếu tiểu hồ này vẫn tồn tại, gần đây sẽ không ngừng có người tử vong, tới bổ sung huyết dịch, cung cấp nuôi dưỡng tàn hồn của cùng kỳ. Hồng Liên hấp thu huyết của cùng kỳ, nơi này sẽ không xuất hiện chuyện quỷ dị nữa. Hồng Liên đạt được chấp thuận của hắn, vốn đang cọ sát trên người hắn, lúc này mới hóa thành một đạo ngân quang bay ra khỏi sơn động, bay thẳng tới đáy huyết hồ. Nước trong huyết hồ nhanh chóng giảm đi với tốc độ mắt thường có thể thấy, Hồng Liên cũng càng ngày càng sắc bén hơn, một kiếm ảnh chậm rãi dâng lên. Trôi nổi trong không trung. Mạc Phàm cảm nhận được khí tức của Hồng Liên, cũng không để ở trong lòng. Đã giải quyết chuyện huyết thần đao, tới lúc chuẩn bị đại chiến ở Hoa Sơn rồi. Trong số những người tuyên bố muốn đi vào Hoa Hạ, hắn chỉ từng gặp phân thân của Phượng Hoàng là người biến dị ngũ cấp. Phải biết rằng ở tu chân giới người biến dị ngũ cấp tương đương với cao thủ Nguyên Anh Kỳ, có khả năng Phượng Hoàng kém người biến dị ngũ cấp ở tu chân giới một chút. Nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Cộng thêm Lâm Thiên Nam người tu luyện huyết thần công, hắn có cảm giác cho dù Lâm Thiên Nam chưa ngưng tụ thành huyết anh, cũng không khác biệt lắm, không phải người dễ đối phó. Ngoại trừ hai người hắn đã biết ra, còn có một số người như gia tộc Wiki, Hải Thần và Pháp Thần Horus hắn chưa từng gặp. Cho dù thực lực của những người này không bằng Phượng Hoàng và Lâm Thiên Nam, sẽ không kém quá nhiều, thậm chí còn có khả năng mạnh hơn. Đối phó những người này, hắn không thể lơ là chút nào, nhất định phải chuẩn bị thật kỹ. Nghĩ như vậy hắn nhíu mày, tính toán cẩn thận. Luyện chế Hồng Liên, hắn cần chưa tới một ngày. Cách đại chiến ở Hoa Sơn còn hai ngày mấy tiếng. Đối với phần lớn mọi người, có khả năng hơn hai ngày sẽ không thể làm được gì. Nhưng với hắn mà nói, lại rất có ý nghĩa. Nhưng thần nguyên của hắn vừa mới phân chín, chưa được củng cố. Hơn hai ngày tăng tu vi lên một cấp nữa thì khả năng không lớn, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Chỉ suy nghĩ một lát, hắn vươn một tay ra, thanh quang lóe lên trên tay hắn, một thứ như vỏ cây già tụ tập ở trong tay hắn. Nếu vứt thứ như vậy ở trên đất, chỉ sợ không có ai thèm nhìn. Nhưng ở tu chân giới hơn 400 năm sau, có không biết bao nhiêu người vì cướp đoạt thứ này mà nhấc lên chiến tranh trong phạm vi rộng. Vì lớp vỏ cây già này không phải thứ gì khác. Đúng là một trong cửu đại thánh thuật trong mộ Thanh Đế. Thanh Đế là nhất đế muôn đời của yêu tộc, một mình tu cửu thuật, từng dẫn dắt yêu tộc bá chiếm tu chân giới ngàn năm. Trong ngàn năm Thanh Đế còn sống, không ai dám ra tay với yêu tộc. Sau khi Thanh Đế mất, 9 loại thánh thuật do Thanh Đế nắm giữ cũng tiến vào trong mộ của Thanh Đế. Hơn 400 năm sau, bỗng nhiên mộ của Thanh Đế mở ra, gần như tất cả đại thế lực đại tông môn đều phái người đi vào mộ Thanh Đế. Tìm kiếm cửu đại thánh thuật. Năm đó, người mang theo một đám đệ tử thần nông tông tiến vào mộ Thanh Đế là hắn. Lúc ấy hắn tiện tay cứu một đám thụ yêu,
cuối cùng được một lão thụ yêu mấy chục vạn năm tặng cho vỏ cây già này, cũng chính là sát sinh chi thuật một trong cửu đại thánh thuật khiến Chiến Tu đỏ mắt. Vì một khi tu thành thuật này, phàm là giết một đối thủ, thực lực sẽ tăng lên một chút. Đây là nguyên nhân từ khi Thanh Đế quật khởi, càng đánh càng mạnh. Kiếp trước hắn không phải là Chiến Tu, tu luyện thuật này chỉ lãng phí. Sau khi hắn đạt được thánh thuật này cũng không tu luyện, vốn định lưu lại cho Phượng Vũ, nhưng Phượng Vũ từ chối. Cho nên thánh thuật này chỉ khắc sâu vào trong thức hải của hắn, vẫn chưa tu luyện, cũng chính là thánh thuật duy nhất chưa từng hiện thế trong cửu đại thánh thuật. Vỏ cây già này không phải ngọc giản, mà là hình thái nguyên hình của thánh thuật. Nếu là ngọc giản, hắn không có khả năng sử dụng lúc này. Lĩnh ngộ thánh thuật này, hơn 2 ngày là đủ rồi, lĩnh ngộ xong cũng đến thời gian quyết chiến. Mạc Phàm nhìn vỏ cây già này, cười nhạt nói. Hắn đặt vỏ cây già này ở chỗ mi tâm, một đạo quang bắn ra từ chỗ mi tâm, một số văn tự cổ xưa của yêu tộc lập tức xuất hiện trên vỏ cây già này. Những văn tự này bay từ trên vỏ cây ra, chui vào trong mi tâm hắn. Hắn nhắm hai mắt lại, toàn bộ thần thức trầm vào bên trong, dốc lòng lĩnh ngộ những văn tự này. Theo những yêu văn tiến vào trong cơ thể hắn, từng đạo đường vân tỏa ra thanh quang xuất hiện trên da hắn. 2 ngày sau, trong lúc Mạc Phàm ở bên trong bế quan, đám A Hào đã đến bên cạnh bát cực chi địa của Hoa Hạ. 8 người nhìn thoáng qua bia biên giới đại biểu cho lãnh thổ Hoa Hạ, lại nhìn thoáng qua phía xa. Bắt đầu. 2 chữ truyền từ miệng A Hào ra. 8 người cùng lấy khay ngọc Mạc Phàm đưa cho bọn họ, để khay ngọc lên trên đất, 2 ngón tay không hẹn mà cùng để trước ngực, chú ngữ tương tự truyền từ miệng bọn họ ra. Ong ong, khay ngọc lập tức chấn động, tỏa ra bạch quang, một trận pháp hình tròn vĩ đại cũng mở ra theo. Theo trận pháp hình tròn chuyển động, đại quang môn chớp lóe trong trận pháp xuất hiện. Sơn môn này cao 9 trượng, rộng 3 trượng, giống như cửa vào thiên cung, có vẻ rất dễ trông thấy ở trong vùng vô cùng hoang vắng này. Bởi vì địch từ bát phương tới, vốn có không ít người và vệ tinh chú ý Hoa Hạ. 8 cánh cổng này vừa cùng xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Mau nhìn, xung quanh Hoa Hạ xuất hiện 8 quang môn. Có người kêu lên, đây là truyền tống môn trong truyền thuyết sao? Chắc là vậy rồi. Người nào lớn mật như vậy, vậy mà thành lập truyền tống môn quanh Hoa Hạ. Nhiều cao thủ muốn vào Hoa Hạ như vậy. Có thể không khai chiến ở ranh giới thì không khai chiến tốt hơn, như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều tổn thương. Có người hạ truyền tống môn ở bát phương Hoa Hạ, rõ ràng là muốn dẫn những người kia vào Hoa Hạ. Không phải là hội ngũ lão và tông môn ẩn thế, hoặc Mạc Phàm đấy chứ. Có người suy đoán trên diễn đàn tên là Thần. Tuy hội ngũ lão và tông môn ẩn thế trở mặt với Mạc gia, nhưng sẽ không làm loại chuyện này. Trừ Mạc Phàm có hành động điên cuồng như vậy. Những người đó đều là cao thủ Mạc gia. Có người hiểu biết về Mạc gia nói. Mạc gia mở những truyền tống môn này là muốn làm gì? Có người tò mò hỏi. Mọi người mau nhìn video clip, Mạc Phàm muốn. Câu này vừa xuất hiện trên diễn đàn, một video được truyền lên được rất nhiều người tải xuống. Trong clip là một mỹ nữ mặt lạnh như băng xương, mỹ nữ này mặc bộ đồ trắng, cầm một thanh bảo kiếm trong tay. Đồng tử dưới lông mày nhíu lại như có trên vạn đóa hoa, lóe lên làm người ta không thể bỏ qua sắc bén. Đây là cao thủ thần kinh của Bạch Gia Giang Nam, Bạch Tử Hàn. Lúc này dưới chân Bạch Tử Hàn là một khu sân hình tròn màu trắng kích cỡ vạn mét được mấy ngọn núi chống đỡ, sừng sững trên biển mây. Bát phương sân, mỗi góc có một truyền tống môn tương tự bát cực chi địa Hoa Hạ, nhưng nhỏ hơn nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giữa sân là một chữ chiến được viết theo truyện cổ rất bắt mắt. Nhìn thấy sân và truyền tống môn, một đống bình luận xuất hiện ở phía dưới. Đây là Hoa Sơn, Ngạo Lai Phong, tôi từng tới đây rồi. Có người nói, Ngạo Lai Phong do 8 ngọn núi tạo thành, mỗi một ngọn núi đều như một thanh trường kiếm cắm thẳng lên trời. Bởi vì thế núi thẳng tắp, lại quanh năm giấu trong mây mù, là nơi chưa được khai phá ở Hoa Hạ. Nhưng nơi này ngăn được một đống người bình thường, nhưng không ngăn được những người có tư cách xem diễn đàn thần như bọn họ. Bạch Tử Hàn bái Mạc Phàm làm vi sư, mới có tu vi hôm nay, chắc chắn Bạch Tử Hàn nhận được mệnh lệnh của Mạc Phàm, mới lập đài chiến đấu ở Ngạo Lai Phong, Mạc Phàm đây là muốn nghênh chiến với những cao thủ kia, luận kiếm ở Hoa Sơn sao? Có người sửng sốt, vô cùng khiếp sợ nói.
Thông tin này vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới lập tức sôi trào. Ở một nơi bí mật trong Trung Châu Hoa Hạ, trước một chiếc bàn dài được điêu khắc bằng gỗ lim. Ngũ lão ngồi ngay ngắn trên ghế bành, vẻ mặt nghiêm túc. Phía sau bọn họ, đám Âu Dương Nhược Tuyết, Long Bác cũng nhíu mày, trong mắt đều là khó xử. Nhất là Âu Dương Nhược Tuyết, cô cắn chặt môi, trong đôi mắt lóe lên ánh lửa, ước gì có thể tìm người đánh một trận. Chuyện xảy ra gần đây được bàn tán xôn xao trên diễn đàn thần, bọn họ thân là người thủ hộ của Hoa Hạ nên không thể không biết. Luận kiếm ở Hoa Sơn, vậy mà Mạc Phàm lại làm càn như vậy. Các vị lão gia tử, chuyện đã đến nước này rồi, mọi người nói một câu đi. Âu Dương Nhược Tuyết thấy không ai nói chuyện, không nhịn được nói. Bọn họ đã đến đây một tiếng, mà không ai mở miệng nói. Luận kiếm ở Hoa Sơn, lá gan của tiểu tử này đúng là không nhỏ. Hoàng Phủ Thái Ất thở dài, hơi hâm mộ Mạc Phàm tuổi trẻ khí thịnh, nhưng có chút bất đắc dĩ nói. Mạc Phàm đối mặt với những người đó, tuy pháp thần Horus rất ít khi lộ diện, nhưng ông ta từng có giao tế vài lần, mỗi người đều vô cùng nguy hiểm. Nếu Mạc Phàm có thể luyện chế truyền tống môn, hoàn toàn có thể lập sân ở bát phương diệt trừ từng người, trái lại còn có chút khả năng thắng. Mạc Phàm lại lập truyền tống môn ở bát phương, đài chiến đấu ở Hoa Sơn, lấy một địch tám, trái lại rất dũng cảm, nhưng chẳng khác nào muốn chết. Sư phụ, lá gan của tên tiểu tử kia lớn không phải ngày một ngày hai, người hãy nghĩ biện pháp đi, chúng ta không thể ngồi nhìn mặc kệ được. Trong lòng Âu Dương Nhược Tuyết như có lửa đốt nói. Chúng ta muốn quản, thật sự có thể quản được sao? Hoàng Phủ Thái Ất liếc mắt nhìn Âu Dương Nhược Tuyết một cái, không đáp hỏi ngược lại. Vẻ mặt Âu Dương Nhược Tuyết ngây ngốc, trong đôi mắt hiện lên vẻ không cam lòng. Tất nhiên cô hiểu ý của Hoàng Phủ Thái Ất, quả thật chuyện này nằm ngoài phạm vi năng lực của bọn họ. Bởi vì lần này địch tới từ bát phương, so với khi chiến tranh người tiến vào đều mạnh hơn, nếu xử lý không tốt, lực lượng Hoa Hạ sẽ bị tổn hao nặng. Hơn nữa đến bây giờ ngay cả tông môn ẩn thế cũng đứng về phía đối diện Mạc Phàm. Hiên Viên Gia Gia, chúng ta thật sự mặc kệ Mạc Phàm sao? Âu Dương Nhược Tuyết rời mắt nhìn Hiên Viên Vô Kỳ ngồi giữa, hỏi. Trong ngũ lão người có quyền nói chuyện nhất là Hiên Viên Vô Kỳ, nếu Hiên Viên Vô Kỳ cứu Mạc Phàm, có lẽ Mạc Phàm còn cứu được. Giữa bàn dài, vẻ mặt Hiên Viên Vô Kỳ vô cùng bình tĩnh. Ông ta bưng chén trà cảnh Thái Lam trước người lên, khẽ nhấp một ngụm, lúc này mới mở miệng. Nhược Tuyết, chuyện Mạc Gia Giang Nam giao cho 5 người các cháu đi đối phó với cánh của Mạc Gia, đừng để lại cán chuôi cho tông môn ẩn thế, chuyện Mạc Phàm cháu cũng không cần quan tâm, ngũ lão chúng ta sẽ xử lý. Hiên Viên Vô Kỳ đứng dậy nói. Tuy chỉ một câu, nhưng ông ta giống như dùng hết sức lực để nói. Thân là người đứng đầu của ngũ lão Hoa Hạ, ông ta đưa ra rất nhiều quyết định quan trọng, nhưng ít khi khiến ông ta khó xử như hôm nay. Bởi vì cho đến bây giờ không ai có thể khiến ông ta do dự giữa tông môn ẩn thế và bên thứ ba, nếu là trước đây ông ta sẽ không do dự đứng về phía tông môn ẩn thế, Mạc Phàm là ngoại lệ. Hiên Viên Gia Gia, ông đây là muốn. Mắt Âu Dương Nhược Tuyết mở to, ngay cả khuôn mặt tuyệt mỹ cũng trắng bệch. Những lời này không thể rõ ràng hơn nữa, ngũ lão muốn vứt Mạc Phàm đứng bên tông môn ẩn thế. Hiên Viên Vô Kỳ bảo bọn họ đối phó người Mạc Gia, thực ra là bảo bọn họ giúp Mạc Gia chạy trốn, tránh bị tông môn ẩn thế truy đuổi. Chắc là những người đó sắp tới Hoa Hạ rồi, chúng ta nên đi xem thôi. Hiên Viên Vô Kỳ không trả lời, đứng dậy nói. Đám Âu Dương Phi Long, Hoàng Phủ Thái Ất khẽ thở dài một cái, nhìn thoáng qua Âu Dương Nhược Tuyết với vẻ thương hại, cũng đứng dậy rời đi theo. Nhược Tuyết, hiện giờ tên tiểu tử kia ở nơi nào cháu cũng biết rồi đó. Muốn đi gặp thì đi gặp cậu ta lần cuối đi, chuyện diệt Mạc Gia để đám Long Bác đi làm. Hiên Viên Vô Kỳ mới đi được vài bước, bỗng nhiên dừng bước lại, nói xong mới rời đi. Thân thể Âu Dương Nhược Tuyết run lên, giống như bị sét đánh, đôi mắt lập tức đỏ bừng. S. Ân Ngoại Sơn, trên biển mây Tần Vô Nhai bế quan lúc trước. Trên hai mặt gương trôi nổi trong không trung mỗi mặt bắn ra một đạo quang mang, chiếu ra một vài hình ảnh. Những hình ảnh này không phải hình ảnh gì khác, đúng là truyền tống trận ở bát phương Hoa Hạ và đài chiến đấu trên Hoa Sơn, cùng với hình ảnh người từ bát phương tới. Trước hình ảnh, mỗi tay Trúc Thiên Cực ôm một mỹ nữ diêm dúa lòe loẹt, một tay cầm ly rượu, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thú vị, Mạc Phàm này đúng là không biết sống chết,
lần này tôi phải xem cậu ta có chết hay không. Trúc Thiên Cực cười đắc ý nói. Thiếu gia, bát cực đấu chuyển tinh bàn không phải là thứ bình thường, hay là chúng ta báo cáo Mạc Phàm này với phía trên trước, rồi đưa ra quyết định. Huyết Nô chau mày, do dự một lát nói. Những thứ trên người Mạc Phàm biểu lộ ra đều không nên có ở địa cầu, người như vậy tốt nhất nên xác nhận thân phận mới ra tay, nhớ đâu là trích tiên của môn phái nào đó, vậy thì phiền phức rồi. Ông ta có cảm giác Mạc Phàm là trích tiên của đại môn phái nào đó, khả năng này rất cao. Báo cáo, ông cảm thấy thân phận của cậu ta sẽ cao sao, hơn cả thánh tử của Nho Môn à? Trúc Thiên Cực nói với vẻ khinh thường. Lúc Cơ Như Long được thánh môn đón đi, vẫn luôn ra lệnh cho anh ta, nhất định phải diệt trừ Mạc Phàm. Phải biết rằng Cơ Như Long là thánh tử của thánh môn là một trong 10 đại môn phái ở tu chân giới. Nếu anh ta có thể diệt trừ Mạc Phàm, ngày khác quay về tu chân giới sẽ bám vào được thánh tử của thánh môn, thậm chí có khả năng có cơ hội bám vào thánh chủ của thánh môn, cơ hội một bước lên trời như vậy sao có thể bỏ qua. Phần lớn Mạc Phàm là đệ tử của tông môn nào đó, nhưng không thể cao hơn Cơ Như Long của thánh môn, nếu không sao có thể lén lút trích biếm một đệ tử tới địa cầu. Chuyện này, Huyết Nô cau mày, không nói gì nữa. Truyền lệnh của tôi, bảo hội ngũ lão không tha một người của Mạc gia, nếu không đừng nghĩ đến chuyện được tông môn ẩn thế ủng hộ, sau đó truyền lệnh với người chúng ta phái tới ở gần 8 truyền tống môn, những người đó tiến vào Hoa Hạ cũng được, nhưng nhất định phải thông qua truyền tống môn, nếu không bọn họ không vào được Hoa Hạ, nói với bọn họ, đây là mệnh lệnh của tông môn ẩn thế. Trúc Thiên Cực ra lệnh. Nếu muốn diệt Mạc Phàm, không thể để lại một người Mạc gia. Còn những thế lực ngoại quốc, nếu đến đây nhiều như vậy, vậy thì cùng đi đối phó Mạc Phàm, để Mạc Phàm biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Dạ. Huyết Nô do dự một lát, rời khỏi biển mây. Trúc Thiên Cực nhìn hình ảnh trong gương, khóe miệng nhếch lên nụ cười âm hiểm, giống như đã nhìn thấy cảnh Mạc Phàm bị giết, Mạc gia bị diệt sạch. Đúng lúc này trong hư ảnh lóe lên dị tượng. Đất đai run rẩy, không gian lay động, năng lượng dao động sôi trào hừng hực. Một đám bóng người từ xa lại gần, chậm rãi xuất hiện trong hình ảnh. Đến rồi, sắp bắt đầu rồi sao? Trước mắt Trúc Thiên Cực sáng lên, cười vui sướng nói. Chỉ trong phút chốc, trước 8 truyền tống môn đều có một người hoặc nhiều người xuất hiện. Phượng Hoàng của Nguyệt Hạ Chi Dực ở phía đông. Pháp Thần Horus ở phía nam. Huyết Ma Lâm Thiên Nam ở phía tây. Hải thần Bruce ở phía bắc. Ở phía đông bắc là một người mặc áo bào âm dương. Ở phía đông nam là lão tổ Thanh Bang. Ở phía tây bắc, Peter sở trưởng của Hắc Ám Giáo Đình. Ở phía tây nam, Elaili khổ tu của thần điện. Chỉ trong chớp mắt, khí tức xung quanh truyền tống môn áp lực đến mức khó mà hô hấp nổi, giống như có đại quân tới gần. Cho dù là người Mạc gia, hội ngũ lão hay tông môn ẩn thế ở xung quanh truyền tống môn, tất cả đều lộ ra vẻ cảnh giác. Những người này nhìn thấy truyền tống môn thì lông mày nhướng lên, hơi dừng lại một chút, nhưng làm như không nhìn thấy truyền tống môn, lập tức đi vào trong Hoa Hạ. Đứng lại, muốn tiến vào Hoa Hạ gặp gia chủ Mạc gia chúng tôi, nhất định phải thông qua truyền tống môn. Đám Chu Hiệt lấy pháp khí hoặc phóng khí tức, tức giận nói. Giọng nói như sóng biển phóng về phía đám Phượng Hoàng ở trên bầu trời. Đám Phượng Hoàng bước chậm lại, trong mắt lóe lên chút dị sắc. Quay đầu lại nhìn với vẻ đầy hứng thú. Hoa Hạ đã đến mức này, vậy mà còn có người dám nói với bọn họ như vậy. Nếu chúng tôi không làm theo thì sao? Phượng Hoàng nhíu mày nhìn chằm chằm Chu Hiệt đứng trên truyền tống trận, hỏi với vẻ khinh thường. Bà là người của Nguyệt Hạ Chi Dực đúng không? Chu Hiệt không kiêu ngạo không xiểm nịnh hỏi. Không sai. Phượng Hoàng gật đầu. Không đi cửa này, vậy đợi Nguyệt Hạ Chi Dực nhặt xác đi. Vẻ mặt Chu Hiệt lạnh lẽo, đi vào trung tâm truyền tống trận nói. Trên mặt Phượng Hoàng không chút biểu cảm, bỗng nhiên bà ta nhíu mày, trong mắt hiện lên sắc bén. Nếu Hoa Hạ là Hoa Hạ trước đây, bà ta tiến vào Hoa Hạ sẽ cố kỵ một phen. Nhưng hiện giờ không có người hạn chế, bà ta muốn tiến vào Hoa Hạ thế nào thì vào thế đó, so với thông qua truyền tống môn, bà ta càng thích đi trước mặt tất cả người Hoa Hạ, quang minh chính đại tiến vào. Một người vô danh ở Mạc gia cũng dám uy hiếp bà ta, đúng là không biết sống chết. Chỉ dựa vào cô cũng muốn diệt Nguyệt Hạ Chi Dực chúng tôi thấy cô không có cơ hội tìm được những người khác của Nguyệt Hạ Chi Dực chúng tôi đâu. Bà có thể thử một lần, không chỉ có tôi,
còn có truyền tống trận pháp và lực lượng của sư phụ tôi nữa. Ý niệm của Chu Hiệt vừa động, hư ảnh Mạc Phàm xuất hiện bên ngoài người cô, khí tức trên người cô đâu chỉ mạnh gấp vài lần. Lực lượng của Mạc Phàm sao? Phượng Hoàng hơi híp mắt, trong mắt lóe lên sắc bén. Với tu vi của Chu Hiệt có thể giết phần lớn người của Nguyệt Hạ Chi Dực, cộng thêm lực lượng của Mạc Phàm, nếu không có bà ta ở đây, Chu Hiệt có thể hoành hành không sợ Nguyệt Hạ Chi Dực. Vậy cô có thể thử xem, tôi sẽ không đi qua truyền tống môn này, nếu cô truyền tống đi, tôi sẽ giết sạch những người họ Mạc ở ven đường, mãi đến khi Mạc Phàm xuất hiện mới thôi, cô có thể thử xem, là cô giết nhiều người của Nguyệt Hạ Chi Dực hơn, hay tôi giết họ Mạc nhiều hơn. Phượng Hoàng lạnh lùng nói. Bà! Chu Hiệt nhíu mày, trong mắt hiện lên chút do dự. Nếu Phượng Hoàng làm như vậy, vậy thì phiền phức rồi. Cũng là tình huống như vậy, có một đám người xuất hiện trước mặt A Hào. Hạ nhân của Mạc gia, cô muốn đi đối phó Nguyệt Hạ Chi Dực chúng tôi không, nếu muốn tôi cũng bắt đầu ra tay rồi. Phượng Hoàng lạnh giọng hỏi. Không đợi Chu Hiệt mở miệng, tông môn ẩn thế ở cách đó không xa cười đắc ý. Bọn họ còn tưởng Mạc gia có biện pháp tốt gì, dẫn đám Phượng Hoàng vào trong truyền tống trận, không ngờ chỉ vậy mà thôi, không thể chế trụ đám Phượng Hoàng, trái lại bị đám Phượng Hoàng cản tay. Người Mạc gia vô dụng. Đám người nói một câu chào phúng, khống chế phi kiếm đến trên chỗ Phượng Hoàng. Phượng Hoàng đúng không, chúng tôi là người của tông môn ẩn thế, mọi người muốn đi vào Hoa Hạ đối phó Mạc Phàm cũng được, tông môn ẩn thế chúng tôi sẽ không can thiệp, nhưng nhất định phải thông qua truyền tống trận này mới được. Truyền tống trận này sẽ mang mọi người tới Hoa Sơn của Hoa Hạ chúng tôi, ở đó đã dựng chiến đài xong, Mạc Phàm sẽ xuất hiện ở đó quyết đấu với mọi người. Một đệ tử nho môn ở trong đó đứng ra nói. Tông môn ẩn thế, cậu là Tần Vô Nhai sao? Phượng Hoàng nghiêng đầu, lạnh lùng nói. Vẻ mặt người của tông môn ẩn thế sửng sốt, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. Tần Vô Nhai bị Mạc Phàm phong ấn, gần như tất cả mọi người đều biết, Phượng Hoàng lại hỏi bọn họ có phải Tần Vô Nhai hay không, rõ ràng là sát muối vào vết thương của bọn họ. Phượng Hoàng, bà đừng có mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Tông môn ẩn thế chúng tôi còn chưa bị diệt, nơi này vẫn là Hoa Hạ. Đệ tử kia chỉ dưới chân, tức giận nói. Nói xong chưa, những lời này Tần Vô Nhai nói còn được, các cậu sao, tôi cho mấy người hai lựa chọn, thứ nhất là cút sang một bên, thứ hai là coi các cậu như người Mạc gia, giết chết. Phượng Hoàng thản nhiên nói. Sắc mặt một đám đệ tử tông môn ẩn thế xanh hồng bất định, không dám nói gì nữa. Tuy bọn họ là đệ tử của tông môn ẩn thế, nhưng người cấp bậc như Phượng Hoàng giết bọn họ không khác gì giết con chó, thậm chí ngay cả sức lực của chó cũng không dùng được. Một đám người ngươi nhìn ta ta nhìn người, muốn nhường đường. Trước người bọn họ, một trận pháp hình tròn lóe lên. Trận pháp không lớn lắm, đường kính chừng hai thước, đồ án bên trên giống như sơn hà địa lý. Theo trận pháp chuyển động, bóng dáng một lão giả chậm rãi xuất hiện ở bên trong, không phải người khác. Đúng là Hoàng Phủ Thái Ất Đông Lão trong Ngũ Lão Hoa Hạ. Nhìn thấy Hoàng Phủ Thái Ất, mấy đệ tử của tông môn ẩn thế như thấy được sức mạnh của mình. Phượng Hoàng, chúng tôi không đủ tư cách, vậy Hoàng Phủ Lão gia tử đủ tư cách rồi chứ? Tuy Hoàng Phủ Thái Ất không phải người của tông môn ẩn thế, nhưng thực lực và danh vọng đều tương xứng với Tần Vô Nhai, nghe nói có quan hệ huyết mạch với Đông Hoàng Thái Nhất Đại Năng thời thượng cổ trong truyền thuyết. Không phải Phượng Hoàng mới hỏi bọn họ có phải Tần Vô Nhai hay không sao, bây giờ Hoàng Phủ Thái Ất tới rồi. Đông Lão Hoàng Phủ Thái Ất sao? Phượng Hoàng không để ý đám đệ tử tông môn ẩn thế, khẽ nâng mí mắt đánh giá Hoàng Phủ Thái Ất một lát. Đúng là Lão Phu, Phượng Hoàng tiểu thư muốn tiến vào Hoa Hạ, vậy mời đi vào thông qua truyền tống môn, nếu không có khả năng bà không gặp được Mạc Phàm. Trong đôi mắt thâm thúy của Hoàng Phủ Thái Ất lóe lên tinh quang, nói không nặng không nhẹ. Cùng lúc đó, không chỉ có phía Đông, phía Tây, phía Nam, phía Bắc, Âu Dương Phi Long, Phương Hạo Thiên và cô Kình Thương cũng chắn trước mặt đám Lâm Thiên Nam. Cũng nói những lời và thái độ như vậy. Ngụ ý rất rõ ràng, nếu bọn họ không vào Hoa Hạ qua truyền tống môn, hội Ngũ Lão sẽ ra tay. Phượng Hoàng cũng không tức giận, trái lại lộ ra chút hứng thú. Hoa Hạ rộng lớn như vậy cuối cùng cũng có một người giống người tới. Phượng Hoàng tiểu thư có ý gì? Hoàng Phủ Thái Ất nhíu mày, hỏi. Tôi có thể thông qua truyền tống trận diệt tiểu tử tên Mạc Phàm của Hoa Hạ các ông, nhưng phải xem Nhất Lão trong Ngũ Lão Hoa Hạ có đỡ được một kích của tôi hay không.
Phượng Hoàng lạnh lùng nói. Bà ta vừa nói xong, hỏa diễm cực nóng dấy lên trên người bà ta. Khí tức vô cùng cường đại cũng phóng thích trên người hải thần, Horus và Lâm Thiên Nam ra. Bọn họ nhiều người tới Hoa Hạ như vậy, Diệt Mạc Phàm đã thành kết cục định sẵn. Không có bất luận nhân tố nào có thể thay đổi chuyện này. Bởi vì không có bất luận kẻ nào có thể đỡ được hợp lực của nhiều người mạnh như vậy. Ngoại trừ Diệt Mạc Phàm, bọn họ có chuyện quan trọng hơn là đánh tan cả Hoa Hạ. Tông môn ẩn thế Hoa Hạ đã danh tồn thực vong, Mạc Phàm vừa chết, cả Hoa Hạ chỉ còn lại Hội Ngũ Lão. Nếu đánh tan Hội Ngũ Lão, cả Hoa Hạ sẽ như một đầu dê béo, bại lộ trước mặt bọn họ. Hiện giờ Nhất Lão trong Ngũ Lão đã ở ngay trước mặt bọn họ, xem Nhất Lão trong Ngũ Lão có thực lực gì trước vậy. Phượng Hoàng vừa mới nói xong, sắc mặt đám đệ tử tông môn ẩn thế thay đổi, nhìn về phía Hoàng Phủ Thái Ất. Hoàng Phủ Thái Ất giống như dự đoán được, trong đôi mắt thâm thúy không có một chút gợn sóng. Tiếp một chiêu của Phượng Hoàng Tiểu Thư thì chưa chắc, luận về tu vi tôi không phải đối thủ của Phượng Hoàng Tiểu Thư, nhưng có một số lời tôi muốn nói cho Phượng Hoàng Tiểu Thư. Ông ta chỉ là cao thủ thần cảnh, Phượng Hoàng đã là người biến dị ngũ cấp, hai người hơn kém nhau một cấp bậc lớn. Nếu người mấy trăm năm không ra tay ở Hoa Hạ không xuất hiện, có rất ít người là đối thủ của Phượng Hoàng. Có lẽ ông ta đỡ được một chiêu của Phượng Hoàng, nhưng chuyện này không có ý nghĩa gì đối với ông ta, cho nên không cần thiết phải thử. Đường đường là Đông Lão Hoa Hạ, thậm chí ngay cả một chiêu của tôi cũng không dám tiếp. Phượng Hoàng nhíu mày, trong mắt hiện lên chút khinh thường nói. Sắc mặt Hoàng Phủ Thái Ất như thường, trên mặt không có chút tức giận. Tuy tôi già rồi, nhưng vẫn có lá gan này, chẳng qua Phượng Hoàng Tiểu Thư đánh bại tôi, cho dù là đánh tan Hoa Hạ chúng tôi thì sao? Ở độ tuổi này của ông ta có thể làm ông nội Phượng Hoàng, sao ông ta không biết ý đồ của Phượng Hoàng? So chiêu với ông ta là giả, muốn dẫm lên Hoa Hạ mới là thật. Nếu là lúc trẻ, cho dù ông ta thua cũng sẽ không do dự đại chiến một lát. Bây giờ ông ta đã sớm cua độ tuổi đó, vấn đề suy nghĩ không phải là mặt mũi. Ông đã không chịu, vậy tôi chỉ có thể đi ngang qua Hoa Hạ tìm Mạc Phàm. Phượng Hoàng nhíu mày, lạnh lùng nói. Nói xong bà ta vòng qua Hoàng Phủ Thái Ất, muốn vượt ranh giới tiến vào Hoa Hạ. Phượng Hoàng Tiểu Thư cứ việc đi đi, nhưng tôi phải nhắc nhở Phượng Hoàng Tiểu Thư, nếu bà không thông qua truyền tống môn này, chắc chắn tám vị sẽ không thể cùng gặp được Mạc Phàm, có khả năng chỉ có một, cũng có thể là hai, đến lúc đó mấy người giết Mạc Phàm, hay là Mạc Phàm giết từng người thì tôi không biết. Cho nên so với việc mấy người qua truyền tống môn, Lão Phu càng thích mấy người trực tiếp tiến vào Hoa Hạ, cả đám gặp Mạc Phàm. Hoàng Phủ Thái Ất giống như không có ý ngăn cản, vô cùng bình tĩnh nói. Vậy vì sao ông còn muốn tôi tiến vào truyền tống môn? Sắc mặt Phượng Hoàng như thường, chỉ tò mò hỏi. Không phải những lời Hoàng Phủ Thái Ất nói không có đạo lý, bà ta vô cùng tự tin với thực lực của mình, nhưng Mạc Phàm diệt phân thân của bà ta dễ dàng. Thực lực cũng không thể khinh thường. Trong số bọn họ một người đi đối phó Mạc Phàm, quả thật không dễ như vậy, cùng tiến vào truyền tống trận có lợi với bọn họ hơn. Hoàng Phủ Thái Ất là Đông Lão trong Ngũ Lão, lại ra mặt làm một số chuyện có lợi với bọn họ. Trong mắt Hoàng Phủ Thái Ất hiện lên chút bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua đám đệ tử tông môn ẩn thế ở phía sau, lập tức khôi phục như thường. Nếu không vì tông môn ẩn thế, sao bọn họ lại ra mặt bảo đám Phượng Hoàng tiến vào truyền tống môn? Ông ta không có ý giải thích, không nhanh không chậm nói tiếp. Nguyên nhân của câu hỏi này, Phượng Hoàng Tiểu Thư tự mình suy nghĩ đi, tôi muốn nói cho bà điểm thứ hai, từ nơi này tới Hoa Sơn hơn 1.000 km, trong đó có một vùng lớn là nơi hoang vu không có người ở, nếu Phượng Hoàng Tiểu Thư thật sự muốn hoành hành ở Hoa Hạ, có khả năng chúng tôi sẽ dùng một số vũ khí khiến bà sợ hãi. Bà có thể gặp Mạc Phàm hay không chúng tôi không biết, cho dù bà có bản lĩnh gặp được Mạc Phàm, có phải đối thủ của cậu ta hay không, Lão Phu cũng không biết. Hửm! Phượng Hoàng nhíu mày, cuối cùng trên mặt cũng lộ ra dị sắc. Tuy bà ta đã là người biến dị ngũ cấp, lực sinh mệnh vô cùng cường đại, nhưng không đến mức không sợ vũ khí tiên tiến. Nhất là một số vũ khí tiên tiến chuyên nhằm vào người biến dị bọn họ, lại càng khiến vô số người biến dị nghe mà sắc mặt thay đổi. Chỉ trong phút chốc vẻ mặt bà ta khôi phục như thường. Vũ khí tiên tiến, Đông Lão thật sự dọa Phượng Hoàng tôi sợ rồi, có cơ hội Phượng Hoàng sẽ thử vũ khí tiên tiến của Hoa Hạ một lần, nhưng không phải bây giờ, nếu có cơ hội thì nói tiếp, nếu Hội Ngũ Lão đã vứt bỏ Mạc Phàm,
vậy tôi sẽ diệt trừ cậu ta giúp các ông, tránh để Hoa Hạ các ông lại gây ra gió tanh mưa bão. Khuôn mặt Phượng Hoàng như hàn băng nói, giống như diệt Mạc Phàm là giúp Hoa Hạ. Vũ khí tiên tiến có thể uy hiếp được bà ta, nhưng Hoa Hạ không phóng vũ khí tiên tiến dễ dàng như vậy. Sở dĩ bà ta lựa chọn tiến vào truyền tống trận, không phải vì sợ chuyện này, mà so với đụng chạm điểm mấu chốt của Hoa Hạ, diệt trừ Mạc Phàm càng quan trọng hơn. Đợi Mạc Phàm chết rồi, lại động vào những vũ khí tiên tiến này cũng không muộn. Phượng Hoàng tiểu thư mời. Hoàng Phủ Thái Ất làm tư thế mời, nói với vẻ khinh thường. Phượng Hoàng thu hỏa diễm trên người, bước từng bước trong không trung xuống, hạ xuống truyền tống trận. Bà ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua truyền tống môn chọc trời, lập tức biến mất ở bên trong không thấy. Đi thôi, chúng ta cũng vào thôi. Hoàng Phủ Thái Ất đi vào, thở dài nói với vẻ bất đắc dĩ. Một khi Phượng Hoàng tiến vào bên trong, thì có ý nghĩ Mạc Phàm chỉ còn đường chết. Hoàng Phủ Thái Ất vừa nói xong, ông ta cũng vào trong truyền tống môn với Phượng Hoàng. Mấy đệ tử tông môn ẩn thế thấy Phượng Hoàng và Hoàng Phủ Thái Ất rời đi, khóe miệng hơi nhếch lên, khống chế pháp khí đến bên cạnh Chu Hiệt. Mục đích Mạc Tiên Sinh nhà cô thành lập truyền tống môn đã đạt được, cô không đi gặp Mạc Tiên Sinh nhà cô lần cuối à? Một đệ tử tông môn ẩn thế cười nói. Sư huynh, anh đừng nói như vậy chứ, Mạc Tiên Sinh thần thông quảng đại, nói không chừng có thể ngăn được cơn sóng dữ. Một đệ tử tông môn ẩn thế khác giả mù sa mưa nói. Ngăn cơn sóng dữ, cậu coi cậu ta là thần à, cho dù là thần cũng vô dụng, đều phải chết, bởi vì trong số người tới có bán thần. Bán thần, thật hay giả thế, chúng ta nhanh đi thôi, đi chậm sẽ không thấy được Mạc Tiên Sinh còn sống. Mấy đệ tử tông môn ẩn thế cười nói, cũng biến mất vào trong truyền tống môn. Chu Hiệt đứng tại chỗ nhíu mày, trong đôi mắt lóe ra sắc bén. Một lát sau, cô áp chế lửa giận trong lòng, lúc này mới tiến vào truyền tống môn. Đồng thời ở mấy phương hướng khác, đám hải thần, pháp thần Horus cũng lần lượt vào trong truyền tống môn. Ngoài bọn họ ra, còn có không ít cao thủ, đại thế lực, đại tông phái, đại giáo hội ở khắp nơi biết địa điểm ở Hoa Sơn, cũng nhao nhao đi về phía Hoa Sơn Hoa Hạ. Trong lúc này, vô số cao thủ tề tụ ở Hoa Hạ, đợi khai chiến. Theo đám Phượng Hoàng tiến vào truyền tống trận, rất nhiều vệ tinh di chuyển đến Hoa Sơn. Trên Hoa Sơn, đám Chu Hiệt, Bạch Tử Hàn đứng giữa đài chiến đấu Bạch Ngọc, tám thế lực đứng ở tám phương. Tông môn ẩn thế, hội ngũ lão và một số người quan sát chiến đấu phân bố ở bốn phía, hoặc tiếp tục dùng pháp khí đứng trong đám mây, hay dẫm lên trên đám mây. Cho dù là ở trên đài chiến đấu, hay là ở bên ngoài, không một ai là hạng người vô danh. Chỉ cần hơi nhìn kỹ một lát, có thể phát hiện một số người danh chấn bát phương đã lâu không xuất hiện. Thế trận lớn trước nay chưa từng có, bầu không khí cũng áp lực không giống bình thường. Không ít người ở xung quanh không tự chủ được ngừng thở, mắt cũng không chấp nhìn chằm chằm trên đài chiến đấu Bạch Ngọc. Chúng tôi đến rồi, Mạc Phàm đâu? Trên đỉnh kim tự tháp trôi nổi trong không trung, giọng pháp thần Horus lanh lảnh hỏi. Ông ta đeo mặt nạ hoàng kim, mặc trường bào Pharaoh Ai Cập cổ đủ màu sắc, cầm một quyền trượng hoàng kim hình rắn cao cỡ một người trong tay, giống như thần linh phụ trách thẩm phán trong bích họa Ai Cập. Sư phụ tôi sẽ lập tức tới ngay. Vẻ mặt Chu Hiệt lãnh khốc, mở miệng nói. Một hậu bối lại khiến nhiều người đợi mình cậu ta như vậy, đúng là kiêu ngạo. Trong mắt Horus lóe sáng sắc bén, cao giọng nói. Ông ta mới mở miệng, một đạo lôi đình đánh xuống, trên bầu trời lập tức bị mây đen che khuất, giống như trời phẫn nộ. Xung quanh, vẻ mặt không ít người thay đổi, trong chớp mắt ánh mắt nhìn Horus kỳ lạ hơn nhiều. Pháp thần Horus, một vị Pharaoh cuối cùng ở Ai Cập 400 năm trước, pháp thuật vô cùng mạnh, có được lực lượng khống chế bão cát và động vật. Lúc thọ nguyên của ông ta sắp hết, ông ta quyết định đi vào trong vô tận hắc dạ ở đế vương Hạp Gốc, dung hợp với thần cách mà thần linh để lại. Lúc Horus xuất hiện, nước sông Nin dâng cao, sa mạc nhấc lên từng đợt hắc phong bạo trăm năm chưa từng xảy ra, rắn hổ mang và bò cạp ở trong sa mạc đều chạy về phía đế vương Hạp Gốc, Horus khống chế kim tự tháp từ trong vô tận hắc dạ ra. Sự xuất hiện của ông ta dẫn tới độc lập của Ai Cập, hơn nữa sau đó vài chục năm đến bây giờ, không ít đại thế lực đều biết ở trong vô tận hắc dạ Ai Cập, có một thần linh thủ hộ Ai Cập, giống như tông môn ẩn thế Hoa Hạ. Không giống với tông môn ẩn thế Hoa Hạ, nếu trên địa cầu có thần linh, vậy chính là Horus.
Đám Chu Hiền nhíu mày, trong mắt xuất hiện vẻ giận dữ. Sư phụ tôi là hậu bối, nhưng ông là người sống mấy trăm năm, lại cùng đối phó một hậu bối như sư phụ tôi, mấy người có bản lĩnh thật. Tần Kiệt nói. Hửm. Tần Kiệt vừa mới nói xong, không chỉ pháp thần Horus, đám Phượng Hoàng cũng nhíu mày theo. Nhất là pháp thần Horus, trước mắt ông ta sáng lên. Ông ta không quan tâm đám Tần Kiệt, trái lại nhìn về phía đám Hiên Viên Vô Kỳ của hội ngũ lão cách đó không xa. Hiên Viên Vô Kỳ, chúng tôi đã làm theo yêu cầu của ông, cùng thông qua truyền tống môn tới nơi này, nhưng tên tiểu tử Mạc Phàm không ở đây, chúng tôi ra tay với mấy người của Mạc gia, hẳn là các ông không ngăn cản đúng không? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đám Hiên Viên Vô Kỳ. Đám Hiên Viên Vô Kỳ nhíu mày, trên mặt lộ vẻ do dự. Chỉ cần ở trong phạm vi đài chiến đấu, chúng tôi sẽ không ngăn cản. Viên Viên Vô Kỳ nói. Được lắm, tôi sẽ không bắt nạt các cậu, nếu trong vòng một phút Mạc Phàm tới đây, các cậu có thể bình yên vô sự. Nếu cậu ta không tới, tôi sẽ giết một người trong số mấy cậu. Nếu một phút sau cậu ta vẫn không tới, tôi lại giết một người nữa. Đợi 9 người chết hết, cậu ta vẫn chưa tới, tôi sẽ giết một người thân của mấy cậu thông qua linh hồn mấy cậu. Horus vươn tay ra điểm lên không trung, một chiếc đồng hồ cát xuất hiện trong không trung. Một đám tiểu bối vốn uy hiếp bọn họ, ở trong này có nhiều người như thế mà dám nói chuyện với bọn họ như vậy, nếu không trừng phạt, sao có thể lập uy trước mặt toàn thế giới. Ngoài ra khí tức trên người đám Tần Kiệt đã ngưng thực, cho dù là người có thiên phú chắc tuyệt như ông ta, ở tuổi này cũng không đến được cảnh giới đó, nếu đối phó với Mạc Phàm, Vatya không thể để lại những người này. Nếu không sau này sẽ là uy hiếp đối với bọn họ. Xung quanh có không ít người chau mày, trên mặt lộ vẻ bất mãn. Trong số 8 thế lực tiến vào Hoa Hạ, Mạc Phàm không có một chút liên quan tới pháp thần Horus, phần lớn là pháp thần Horus thấy Mạc Phàm quá cường đại, không muốn thành mối nguy cho ông ta, lúc này ông ta mới ra tay đối phó Mạc Phàm. Cây cao vượt rừng bị gió quật, chuyện này còn chưa tính, vậy mà Horus còn ra tay với đám Tần Kiệt. Bất mãn thì bất mãn, nhưng không ai mở miệng ngăn cản. Những lời Horus nói không chỉ đại biểu cho ông ta, cũng đại biểu cho ý của 8 người khác. Ngay cả hội ngũ lão đều không ngăn cản, bọn họ lại càng không có năng lực ra mặt. Ông! Tần Kiệt nghiến răng, một tay đặt lên trên kiếm. Kiệt thiếu, đừng để ý đến ông ta, đợi Mạc tiên sinh tới đây. Tất nhiên sẽ thu thập ông ta. A Hào đè tay Tần Kiệt lại, lạnh lùng liếc Horus một cái nói. Đợi một phút thì một phút, nếu ra tay một phút cũng không có. Mấy người không muốn mình chết cũng được, chỉ cần mấy người giết chết một người trong đó, trước khi Mạc Phàm tới tôi sẽ không ra tay, là mặc cho số phận hay giết chết người khác, mấy người tự mình chọn đi. Trong mắt Horus hiện lên tàn nhẫn, nói. Ông ta vừa nói xong. Sờ phinh thú bay quanh ông ta bay về phía đám Tần Kiệt. Đôi cánh vĩ đại mở ra, cơ thể như có thể che lấp mặt trời bay đến giữa đài chiến đấu Bạch Ngọc, gió như bão nhấc lên. Sắc mặt mọi người ở đây lại thay đổi. Đám tông môn ẩn thế và Phượng Hoàng thì cười, Mạc Phàm chưa tới, thu thập đám người Mạc gia trước cũng không tệ. Sắc mặt đám Tần Kiệt lập tức âm trầm như nước, thực lực của bọn họ mạnh hơn trước không ít. Nếu đám Horus ra tay, bọn họ không có cơ hội phản kháng, có khả năng không đợi được tới lúc Mạc Phàm tới, bọn họ đã bị giết sạch. Chẳng lẽ bọn họ thật sự phải tàn sát lẫn nhau? Nếu ông muốn ly gián chúng tôi, thì tỉnh lại đi, muốn giết chúng tôi thì cứ tới đây. A Hào nắm chặt tay nói. Không ai ra tay, được lắm, giết cả đám quá phiền phức, phế tu vi của các người trước thì hơn. Horus nhíu mày nói. Tiếng sư tử giống như sấm minh vang lên. Bỗng nhiên lôi điện xung quanh sờ phinh lượn vòng quanh đám Tần Kiệt ở trên không mãnh liệt hơn, cánh nó dang rộng ra. Bầu trời đen lại hoàn toàn, chỉ có một đạo lôi điện màu đen từ trên trời giáng xuống, giống như diệt thế đánh về phía đám Chu Hiệt, khí tức hủy thiên diệt địa lập tức đánh xuống. Chỉ trong chớp mắt linh khí trong cơ thể đám Chu Hiệt bị đè ép căn bản không thể thuyên chuyển, đừng nói tới phản kháng, bóng ma tử vong hàng lâm trên đỉnh đầu mọi người. Lúc lôi điện màu đen sắp đánh xuống đỉnh đầu đám Chu Hiệt, bỗng nhiên bạch quang trên đài chiến đấu Bạch Ngọc sáng lên, một trận pháp hình tròn dâng lên dưới chân đám Chu Hiệt, trôi nổi trên đỉnh đầu bọn họ. Lôi điện màu đen rơi lên trên trận pháp, giống như tảng đá rơi vào trong nước, nổi lên một vùng gợn sóng liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, khí tức cường đại khác khiến tim người ta đập nhanh như thủy triều nhanh chóng tuôn tới.
Trong chớp mắt vẻ mặt mọi người sửng sốt, nhìn về phía giữa đài chiến đấu Bạch Ngọc. Giữa đài chiến đấu Bạch Ngọc, theo trận pháp kia hiện lên, bên trong bạch quang chói mắt mơ hồ hiện ra bóng người. Bạch quang thu lại hoàn toàn, vẻ mặt Mạc Phàm vô cùng lạnh nhạt xuất hiện giữa đài chiến đấu Bạch Ngọc. Nhìn thấy Mạc Phàm, trước mắt không ít người sáng lên, trong mắt hiện lên chờ mong. Có người cười lạnh lùng, cũng có người lắc đầu thở dài. Sư phụ, Mạc tiên sinh, chủ nhân, đám Chu Hiệt thấy Mạc Phàm thì thở phào nhẹ nhõm, cung kính nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn đám Chu Hiệt một cái, xác nhận 9 người không có chuyện gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đám Phượng Hoàng đều đứng trên đỉnh kim tự tháp, những người khác cho dù là đứng dưới đáy hay giữa kim tự tháp, đều không khác gì con kiến, cho dù đám Chu Hiệt có năng lượng trong cơ thể hắn, hắn phái đám Chu Hiệt bày truyền tống môn và đài chiến đấu này đúng là nguy hiểm. May mà hắn kết thúc bế quan tới đúng lúc, 9 người không có chuyện gì. Mọi người lui xuống trước đi, ở đây giao cho tôi là được. Sư phụ, người hãy cẩn thận. Chu Hiệt do dự nhìn đám người xung quanh một lát, vẫn gật đầu. Bọn họ ngay cả quái vật Sphinx cũng chưa chắc đối phó được, càng không nói tới những người khác, vẫn nên rời khỏi đài chiến đấu thì hơn. Thân thể Mạc Phàm nhoáng lên một cái, rời khỏi giữa đài chiến đấu. Ngón tay hắn hơi vạch ra, giữa đài chiến đấu và đài chiến đấu phân ra, biến thành một vòng tròn đường kính gần 10 mét, bay về phía ngoài đài chiến đấu Bạch Ngọc. Đám Chu Hiệt rời đi, lúc này hắn mới nhìn về phía Sphinx quái vật hung thần ác sát trên đỉnh đầu hắn, trong mắt hắn lóe lên sắc lạnh. Tuy chỉ liếc mắt một cái, trong chớp mắt nhiệt độ quanh đài chiến đấu Bạch Ngọc đều giảm xuống rất nhiều. Một quái vật ngủ say mấy ngàn năm, bắt nạt một đám đứa bé rất vui à, nếu ngươi đã có hứng thú như vậy, vậy ta chơi với ngươi. Mạc Phàm lạnh giọng nói. Tượng Sphinx được ghi lại trong sách lịch sử thế giới, tất nhiên không có khả năng hắn không biết. Ngoại trừ những chuyện này, hắn còn biết một số chuyện không có trong sách lịch sử. Trong một lĩnh vực cổ xưa ở tu chân giới, nơi đó có một đám cổ thần nguyên thủy tương đồng với Pharaoh Ai Cập, không chỉ sau khi chết xây kim tự tháp, bên cạnh kim tự tháp thường có một số thú trấn mộ, đợi linh hồn chủ nhân bọn họ quay về. Thú trấn mộ là linh thú của chủ nhân kim tự tháp khi còn sống, chủng loại vô cùng kỳ lạ, cơ bản là dạng nào cũng có. Loại đầu dài gương mặt người và cơ thể sư tử tên là tinh không thạch thú, là thú trấn mộ thông thường. Không những khống chế được thuộc tính lôi trong hư không, còn có thể nắm giữ lực lượng thạch đầu. Khi hắn tới tinh vực cổ xưa đó, thấy tượng đất Sphinx ở khắp nơi, bỗng nhiên có cảm giác như du lịch Ai Cập ở địa cầu. Bây giờ sao, hắn không có cảm giác du lịch, muốn giết người thì có. Một thú trấn mộ cũng dám ra tay với người của hắn, đúng là không biết sống chết. May mà hắn tới đúng lúc, nếu không đám Chu Hiệt chưa chắc đã sống sót được. Một tay hắn vươn về phía Sphinx, bỗng nhiên mắt nheo lại, mấy chữ truyền từ miệng hắn ra. Nhiệt xúc, còn không xuống cho ta. Dưới giọng nói như sấm, năm ngón tay hắn mở ra, một đại thủ màu đen tự nhiên xuất hiện trên cổ Sphinx. Dưới bàn tay to này, không để Sphinx thú có bất luận chống cự gì, thậm chí không đợi pháp thần Horus phản ứng kịp, đại thủ như kìm thép bóp chặt lấy Sphinx thú. Xuống đây! Đại thủ của Mạc Phàm dùng lực kéo. Sphinx thú như sao băng rơi xuống đài chiến đấu Bạch Ngọc. Rầm, một tiếng thật lớn, quang hoa trên đài chiến đấu đại phóng. Sphinx thú phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngã mạnh xuống đài chiến đấu Bạch Ngọc. Tay còn lại của Mạc Phàm mở ra, kiếm minh ong ong, hồng liên xuất hiện trong tay hắn. Hắn chỉ bước một bước đã tới trước người Sphinx thú, quang hoa lóe lên trên trường kiếm lập tức chém về phía đầu Sphinx thú. Đúng lúc này, đám pháp thần Horus cũng phản ứng kịp, kim quang trên người đại phóng. Tiểu tử, dám đả thương thần thú của tôi, muốn chết à? Pháp thần Horus nổi giận quát, cầm trượng kim xà trong tay dùng lực gõ xuống kim tự tháp. Kim tự tháp và Sphinx thú cùng sáng lên kim quang, bao phủ toàn bộ kim tự tháp và Sphinx thú ở bên trong. Kim quang thu lại, Sphinx thú xuất hiện dưới chân pháp thần Horus, kim tự tháp thì đến dưới kiếm Mạc Phàm. Hồng liên trong tay Mạc Phàm chém lên kim tự tháp, giống như chém qua miệng đậu hủ, xuyên vào bên trong kim tự tháp, kiếm khí vô cùng sắc bén lộ ra ở mặt khác, chém kim tự tháp cao như một tòa nhà cao tầng. Tuy không phải chém lên người Sphinx thú, nhưng mọi người ở đây đều khiếp sợ. Đám đồ đệ của Mạc Phàm ở trước mặt Sphinx thú này, ngay cả ngón tay cũng không cử động được.
Sở phình thú này ở trước mặt Mạc Phàm, không khác gì người khổng lồ và con chim sẻ. Nếu không phải pháp thần Horus ra tay, có khả năng sau này sông Nin không còn tượng sở phình nữa. Mạc Phàm nhíu mày, thu hồi hồng liên, nhìn về phía pháp thần Horus trong không trung. Là ông muốn một phút giết một người Mạc gia tôi đúng không? Mạc Phàm nghiêng đầu, lạnh nhạt hỏi. Không sai. Pháp thần Horus nhíu mày, không giấu giếm nói. Cho dù là tổ tiên của ông cũng không dám nói chuyện với tôi như vậy. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vì sự tồn tại của hắn, những cổ thần nguyên thủy trên tinh cầu ở tu chân giới không gặp vận rủi bị diệt, hắn cũng được những cổ thần này coi là chúa cứu thế. Hắn biết được từ miệng những cổ thần này, trên vạn năm trước cổ thần tới địa cầu, còn để lại một số truyền thừa, Horus chỉ là hậu bối của những cổ thần này mà thôi. Mạc Phàm, cậu muốn chết à? Horus nhíu mày, trong mắt lóe lên lửa giận. Ông ta sống mấy trăm năm, riêng hậu bối không biết truyền bao nhiêu, Mạc Phàm là một tiểu tử chưa tới 20 tuổi mà dám nói chuyện với ông ta như vậy. Tôi thử xem cậu có bản lĩnh gì trước. Trên trường kim xà trong tay Horus chớp lóe kim quang, chỉ về phía Mạc Phàm ở phía xa. Một đạo kim quang bắn nhanh mà ra, bắn về phía Mạc Phàm. Đạo kim quang này còn chưa tới trước người Mạc Phàm, một tay Mạc Phàm khẽ vung lên, một truyền tống môn xuất hiện trước người hắn. Kim quang biến mất vào trong truyền tống môn, khi trở ra đã tới một ngọn núi ở phía xa. Ngọn núi to như vậy bị kim quang bắn trúng, cho dù là cây cối trên núi hay là tảng đá đều biến thành hạt cát sụp xuống. Những người ở đây và nhìn màn hình thông qua vệ tinh đều trợn mắt há miệng. Một kích khiến cả ngọn núi hóa cát, chuyện này vô cùng khủng bố. Đừng nói là bắn trúng người, bắn lên trên hàng không mẫu hạm cũng xong đời. Đây là lực lượng của thần sao. Mạc Phàm làm như không thấy ngọn núi sụp đổ, tán truyền tống môn trước người đi. Thực lực của ông rất mạnh, nhưng một mình ông không phải đối thủ của tôi, mấy người lên hết cả đi. Cùng lên sao? Vẻ mặt không ít người sửng sốt, một lúc sau mới phản ứng kịp, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn kẻ điên. Khi pháp thần Horus ra tay, những người khác không có ý ra tay, chuyện này là chuyện tốt đối với Mạc Phàm. Không phải Mạc Phàm không nhìn thấy, một kích vừa rồi của Horus đã biến cả ngọn núi thành hạt cát. Nếu một kích này đánh trúng người Mạc Phàm, bây giờ Mạc Phàm đã không còn tồn tại. Người khủng bố như vậy, vậy mà Mạc Phàm nói pháp thần Horus không phải đối thủ của cậu ta, muốn cả đám Phượng Hoàng cùng tiến lên. Tiểu tử này đang tự tìm đường chết à? Trên biển mây sơn ngoại sơn, Trúc Thiên Cực cười mỉa nói. Một câu này của Mạc Phàm không chỉ chọc giận pháp thần Horus, cũng khiến đám Phượng Hoàng tức giận hoàn toàn. Trái lại Ngũ Lão còn bình tĩnh, năm người đều là người xử thế sâu rộng, Mạc Phàm làm như vậy cũng không kỳ lạ, dù sao cũng không thể thay đổi được kết cục. Trái lại vẻ mặt đám Bạch Tử Hàn sửng sốt, lo lắng ở trong mắt càng đậm hơn. Mạc Phàm, tôi rất thưởng thức sự dũng cảm của cậu, nhưng cậu quá tự đại rồi. Ở một phía Mạc Phàm, Lâm Thiên Nam khẽ nâng mí mắt, lạnh lùng nói. Lâm Thiên Nam, anh giết người của gia tộc Wiki, hay là đã sớm gia nhập gia tộc Wiki? Mạc Phàm lắc đầu cười hỏi. Lâm Thiên Nam, nghe thấy mấy chữ này, không ít người như bị sét đánh, thân thể chấn động, không ít người vội nhìn về phía Lâm Thiên Nam. Hôm nay Lâm Thiên Nam mặc tây trang hoa văn ngựa vằn màu đen, tóc dài được buộc ra sau lưng, mấy sợi tóc rối bay theo gió. Cả người nhìn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng huyết phân xâm nhiễm nửa bầu trời trên đỉnh đầu khiến không ai dám tới gần anh ta. Bởi vì vừa rồi có người trẻ tuổi không cẩn thận cách huyết phân quá gần, nên hóa thành một thây khô rơi xuống đất. Nhưng có ai ngờ người đàn ông này lại là Lâm Thiên Nam. Lần này không chỉ những người ở xung quanh, ngay cả đám hội Ngũ Lão, Phượng Hoàng, thậm chí là Trúc Thiên Cực ở trong sơn ngoại sơn đều nhíu mày. Lâm Thiên Nam là ai? Trúc Thiên Cực tò mò hỏi. Người lợi nhất nhất Hoa Hạ đứng trước Mạc Phàm, biến mất đã lâu rồi, xem ra bây giờ tu luyện huyết thần công, thiếu gia, huyết thần công là công pháp bị cấm. Huyết Nô nhìn chằm chằm Lâm Thiên Nam nói. Ông ta đã để ý Lâm Thiên Nam từ lâu, nhưng mà Trúc Thiên Cực không hỏi, ông ta không dám mở miệng. Huyết thần công thì thế nào, giết tên tiểu tử Mạc Phàm này trước rồi nói sau. Trúc Thiên Cực cười nói. Lâm Thiên Nam nhíu mày. Trên người chớp lóe huyết quang, lộ ra dáng vẻ lúc trước của anh ta. Mặc áo bành tô lục sắc, dưới mái tóc ngắn tán loạn là đôi mắt cuồng dã sắc bén như dao.
Tôi có quan hệ với người của gia tộc Wiki hay không thì sao, cậu còn vì chuyện này mà không chết à? Lâm Thiên Nam không hề sợ hãi, trong giọng nói đều là khinh thường. Quả thật anh ta gia nhập gia tộc Wiki, còn nhận được yêu cầu của gia tộc Wiki tiêu diệt Mạc Phàm, anh ta là Lâm Thiên Nam, là người hạ huyết độc với Kiêu Long, nhưng những chuyện có thể làm được gì? Không có gì, tôi chỉ tò mò, muốn biết mà thôi, sau đó có cần tới châu Âu diệt gia tộc Wiki này không? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Gia tộc Wiki không phải tìm hắn gây phiền phức một lần, hắn vẫn chưa diệt trừ tận gốc đám người này. Nếu Lâm Thiên Nam gia nhập gia tộc Wiki, vậy gia tộc đó có thể biến mất. Vậy sao, trong cơ thể cậu còn có huyết thần đao, cậu sống rời khỏi nơi này trước hãy nói. Lâm Thiên Nam cười lạnh lùng, cơ thể trôi nổi trong không trung hạ xuống đài chiến đấu Bạch Ngọc. Lâm Thiên Nam vừa cử động, đám âm dương sư mặc thần bào, khổ tu của thần điện, đám người của Hắc Ám giáo đình cũng hạ xuống theo. Phượng Hoàng và Hải Thần cầm thiết bổng vẫn đứng yên không động, đứng trong không trung. Hai người không cùng lên sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn hai người một cái hỏi. Bọn họ đủ đối phó cậu rồi, yên tâm, cho dù cậu chết, tôi sẽ không tha cho người Mạc gia cậu, không ai có thể giết người của Nguyệt Hạ Chi Dực chúng tôi mà không phải trả giá thật lớn. Phượng Hoàng lạnh lùng nói. Có những người ở phía dưới là đủ rồi, bà ta rất tin tưởng bọn họ. Ông thì sao? Mạc Phàm không để ý đến Phượng Hoàng nữa, rời mắt nhìn Hải Thần. Tôi sao? Tôi chỉ đến xem Mạc tiên sinh danh chấn thiên hạ có thực lực thế nào, tôi không có hứng thú giết cậu. Hải Thần nâng thiết bổng vĩ đại lên nói. Bởi vì những lời này của ông có thể còn sống rời khỏi Hoa Hạ, nhưng nếu ông tới đây, vậy phải để lại vài thứ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vậy sao, vậy tôi rất chờ mong cậu vượt qua cửa ải của bọn họ thế nào, sau đó khiến tôi để lại vài thứ ở lại thế nào. Hải Thần hơi nhếch miệng, cười với vẻ khinh thường. Mạc Phàm thấy hai người không định nhúng tay, cũng không có ý khuyên nữa, rời mắt đảo qua sáu người kia, muốn ra tay. Bỗng nhiên trước người hắn không xa, bỗng nhiên trong không gian bắn ra một đạo kiếm quang sắc bén. Kiếm quang này chỉ có kích thước một ngón tay, giống như đâm một cái động nhỏ ở trong không trung. Không ít người nhìn thấy đạo kiếm quang này, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ còn có người tới nữa? Ngay cả Mạc Phàm cũng nhướng mày, trong mắt lóe lên dị sắc. Đây là... Ngay sau đó kiếm quang một phân hai, một đạo hướng về phía trước một đạo hướng xuống dưới, cắt không gian ra thành lỗ hổng cao cỡ một người. Một đôi tay như ngó sen vươn từ trong lỗ hổng ra, hai tay dùng lực xé lỗ hổng, một bóng người cao gầy đi từ trong ra. Bóng người này có mái tóc dài đen tuyền, mặt như bạch ngọc, trên gương mặt trái xoan tiêu chuẩn là ngũ quan tinh xảo, nhất là đôi mắt, giống như ngôi sao trên bầu trời đêm. Cô ta mặc trên người một bộ cung trang, chẳng qua lúc này cho dù là cung trang hay trên mặt cô ta đều có vết bẩn. Nhưng như vậy vẫn khó mà che giấu được dung nhan tuyệt thế của cô ta. Vị mỹ nữ này không phải ai khác, đúng là Ân Tố Tố của Thái Tố Cung. Phía sau cô ta, đám Tần Vô Nhai, Côn Bằng, Quỷ Vô Tà, Băng Đồ Tiên Tử cũng vô cùng chật vật đi từ trong ra. Nhìn thấy những người này, ở đây lập tức dậy sóng. Tần Vô Nhai tự mình thoát ra rồi sao? Những người này ra ngoài, lần này có trò hay để coi rồi. Đám pháp thần Horus đã khiến trận chiến này trở thành đại chiến thế giới, lại thêm những người này nữa, chỉ sợ 500 năm trước và 500 năm sau đều không có cuộc chiến quy mô lớn như vậy. Lần này đúng là không tới vô ích. Có người hưng phấn nói. Bình thường hai cao thủ tuyệt thế tranh đấu đều hấp dẫn vô số người vây xem, ngoại trừ một số cao thủ trong truyền thuyết. Hôm nay Mạc Phàm tụ tập gần hết cao thủ thế giới. Đám Tần Vô Nhai vốn nhìn thoáng qua Mạc Phàm, trong mắt lóe lên hung quang, nhưng thấy mấy người ở xung quanh, lông mày bọn họ nhíu lại, trong chớp mắt liền hiểu rõ nguyên nhân. Mạc Phàm, bản lĩnh của cậu lớn thật, tôi xem hôm nay cậu ứng phó chuyện này thế nào. Tần Vô Nhai lạnh lùng nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn đám Tần Vô Nhai một cái, cười nhạt. Gần đây hắn luôn bế quan, không để ý tới Cửu U Cung. Vậy mà bọn họ ra được cả rồi. Ngón tay hắn khẽ gảy, một đạo quang bay về phía mi tâm Ân Tố Tố. Đây là công pháp tôi đồng ý với cô, cho cô. Vẻ mặt Ân Tố Tố sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm thay đổi rất nhiều. Các người đều ra cả rồi, muốn ra tay cùng không? Mạc Phàm không để ý tới Ân Tố Tố, vẻ mặt không thay đổi chậm rãi hỏi.
Cái gì? Mắt không ít người mở to, vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Một người vô cùng kinh ngạc hỏi. Nhìn dáng vẻ của đám Tần Vô Nhai không có ý ra tay với Mạc Phàm, vậy mà Mạc Phàm mời đám Tần Vô Nhai ra tay cùng. Tuy Tần Vô Nhai bị Mạc Phàm đánh bại một lần, nhưng cũng là cao thủ tuyệt thế trong tông môn ẩn thế, cùng một cấp bậc với quỷ thần Thiên Chiếu Nhật Quốc, lão tổ Thanh Bang, sở trưởng Peter của Hắc Ám Giáo Đình, Erlai khổ tu của thần điện. Nếu đám Tần Vô Nhai gia nhập, phần thắng không lớn của Mạc Phàm sẽ nhỏ hơn nhiều. Ông không nghe nhầm đâu, cậu ta đúng là mời đám Tần Vô Nhai chiến cùng. Tuy người bên cạnh cũng không tin vào lỗ tai mình, nhưng vẫn nuốt nước bọt nói. Chuyện này, xung quanh lặng ngắt như tờ, gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập của không ít người. Đám Tần Vô Nhai nhíu mày, trong mắt tràn đầy lửa giận. Mạc Phàm, cậu đang tự tìm đường chết sao? Tự tìm đường chết? Mạc Phàm lắc đầu. Tôi chưa bao giờ làm chuyện tự tìm đường chết, mà là các người, nếu như lần này các người vẫn ở thế yếu, tôi sẽ không tha cho các người, mà giết sạch. Nếu nha đầu Ân Tố Tố này có thể ra khỏi Cửu U Cung, chuyện hắn đồng ý tất nhiên hắn sẽ không nuốt lời. Hắn không giết đám Tần Vô Nhai, đã xem như tha cho bọn họ một lần, nếu tới tiếp sẽ phải chết. Đám Tần Vô Nhai nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ do dự. Lúc trước bọn họ không phải đối thủ của Mạc Phàm, tuy vừa mới qua không bao lâu, nhưng tu vi của Mạc Phàm càng thêm thâm bất khả trắc, thêm mấy bọn họ cũng không có tác dụng. Trừ chuyện đó ra, còn không nên liên kết với bên ngoài đấu người mình. Nhưng bảo bọn họ lui ra, ông ta cũng không nói nên lời. Ông ta còn chưa mở miệng, một hư ảnh xuất hiện ở một bên đài chiến đấu Bạch Ngọc, bên trong lộ ra Trúc Thiên Cực đang cười đắc ý. Tần trưởng môn, chuyện này hoàn toàn là Mạc Phàm gieo gió gặt bão, mấy người từng khuyên cậu ta một lần, cậu ta không chỉ không nghe, còn giết một vị thần sứ trước đó, rồi nhốt bọn họ lại, người như vậy tông môn chúng ta không cần bảo vệ, tôi lấy thân phận thần sứ ra lệnh cho mấy người rời khỏi nơi này. Trúc Thiên Cực lấy ngọc bài tượng trưng cho thân phận thần sứ ra nói. Đám Tần Vô Nhai nhìn thấy ngọc bài này, lông mày nhíu lại sau đó lập tức giãn ra. Bọn họ không phải đối thủ của Mạc Phàm, cũng không cần thiết phải ra tay với Mạc Phàm nữa, cho dù thắng hay thua đều không có ý nghĩa, nhưng bọn họ không tiện ra mặt. Lúc này Trúc Thiên Cực ra mặt, không khác gì cho bọn họ một bậc thang. Hy vọng cậu có thể sống sót, tôi xem cậu giải quyết chuyện này thế nào. Tần Vô Nhai lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái nói. Nếu Mạc Phàm không phong ấn bọn họ, cho dù thực lực của đám Phượng Hoàng cao tới đâu, cũng không dám nghênh ngang tiến vào Hoa Hạ như bây giờ. Tông môn ẩn thế bị Mạc Phàm chèn ép, mối họa đến rồi, xem Mạc Phàm giải quyết thế nào. Nói xong ông ta dẫn đám côn bằng rời khỏi đài chiến đấu Bạch Ngọc, chọn một góc không có ai đặt chân. Những đệ tử tông môn ẩn thế khác nhau nhau đi qua, đứng sau lưng đám Tần Vô Nhai. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đài chiến đấu Bạch Ngọc. Đám pháp thần Horus thấy đám Tần Vô Nhai rời đi thì nheo mắt lại, trong mắt lóe lên sắc bén. Mạc Phàm, cậu chuẩn bị nhận lấy cái chết chưa? Chết sao? Bây giờ người bên trong đài chiến đấu ngoại trừ tôi ra, đều phải chết, đài sinh tử, khởi. Mạc Phàm nheo mắt, sắc bén hiện lên trong mắt hắn. Giọng nói hắn vừa vang lên, hào quang dâng lên bên cạnh vùng đất gần đài chiến đấu Bạch Ngọc, bao trọn đài chiến đấu Bạch Ngọc ở bên trong. Màn hào quang này chiếu sáng tới nơi cao 100 mét, một trận pháp phức tạp xuất hiện trên đỉnh chóp đài chiến đấu Bạch Ngọc. Màn hào quang và trận pháp vừa xuất hiện, cho dù là người ở trong trận pháp hay ở ngoài, sắc mặt đều thay đổi. Đài sinh tử sao? Đài sinh tử là một loại có vẻ cực đoan trong đài chiến đấu, phần lớn đài chiến đấu đều dựng ra vì giải quyết tranh cãi, thứ nhất là vì tính công bằng, thứ hai là tiền đề giải quyết vấn đề đảm bảo hai người không thương tổn tới tính mạng, hay không tạo thành hủy diệt và ảnh hưởng khá lớn với những người khác. Đài chiến đấu này của Mạc Phàm vừa trải qua va chạm kịch liệt với sơ phinh thú, lại không xảy ra chút chuyện gì, như vậy sẽ tránh thương tổn mang tính hủy diệt đối với Hoa Sơn. Phải biết rằng Mạc Phàm đại chiến ở cửa địa ngục, đã khiến nơi đó từ sơn cốc thành một vùng biển, chiến đấu ở đây còn cao hơn trước một tầng, sau này Hoa Hạ không còn Hoa Sơn cũng không biết chừng. Nhưng đài sinh tử thì khác. Đài sinh tử ngoại trừ hai điểm trên ra, còn có chức năng thứ ba, trừ phi người thắng ở trên đài sinh tử muốn tha, hoặc một bên trong đó chết, nếu không sẽ không chết không ngừng, người trên đài chiến đấu sẽ không thể rời đi. Trừ phi là dùng lực lượng cường đại phá vỡ đài sinh tử.
Bình thường không phải không thể phá vỡ đài sinh tử này, nhưng khả năng này không tính là lớn. Cho nên có câu nói, nhất thượng sinh tử thai, sinh tử bất do nhân. Nếu không phải có thâm cừu đại hận không chết không được, rất ít người sử dụng đài sinh tử. Vậy mà Mạc Phàm bày đài sinh tử, cậu ta điên rồi. Nếu Mạc Phàm thắng chắc thì không sao, nếu không thì như tự chui đầu vào giỏ. Mạc Phàm, xem ra cậu thật sự muốn chết, không phải cậu muốn tôi ra tay sao, vậy tôi sẽ làm như cậu mong muốn. Hai tay Phượng Hoàng ôm ngực, mắt híp thành đường ngang, lạnh lùng nói. Nơi này vốn không cần bà ta ra tay, bà ta cũng không muốn ra tay lần nữa, Mạc Phàm lại xây đài sinh tử, nhất định phải không chết không ngừng mới được, đây tuyệt đối là khiêu khích bà ta. Bùm một tiếng, liệt hỏa hừng hực giấy lên trên người Phượng Hoàng. Bên ngoài đài chiến đấu Bạch Ngọc, tuy những người khác được ngăn cách với đài chiến đấu, nhưng có thể nhìn thấy không gian xung quanh Phượng Hoàng bị đốt tới vặn vẹo. Tiểu tử Hoa Hạ, nếu là đài sinh tử, vậy tôi muốn xem cậu có thể sống được mấy phút trong đài sinh tử này. Hải thần nói. Khi nói chuyện, cơ thể cao to của ông ta hạ xuống mặt đất. Keng, âm thanh kim khí va vào nhau vang lên, kình phong cuồng liệt lan từ người ông ta ra xung quanh. Thấy Phượng Hoàng và Hải thần gia nhập, tất cả mọi người nhìn đài chiến đấu lại rộ lên. Bọn họ vốn có chút tiếc nuối, có khả năng không thể nhìn thấy Phượng Hoàng người biến dị ngũ cấp trong truyền thuyết và Hải thần ít lộ diện ra tay. Bây giờ xem ra bọn họ không cần phải lo lắng, cuối cùng 8 người cũng cùng đối phó Mạc Phàm rồi. Chỉ trong chớp mắt hô hấp không ít người dừng lại, nhìn chằm chằm trên đài chiến đấu Bạch Ngọc, một mình Mạc Phàm khiêu chiến 8 cao thủ thế giới. Trên đài chiến đấu Bạch Ngọc, đám người của Hắc Ám Giáo Đình, Thần Điện, người đàn ông mặc thần bào âm dương hơi nhếch miệng, lộ ra tươi cười lạnh lùng, khí tức trên người tăng lên. Mạc Phàm ngược bọn họ thê thảm như vậy, cũng tới lúc thu lại vốn lẫn lãi rồi. Sắc mặt mấy người khác tương đối bình tĩnh, nhưng khí tức không yếu đi chút nào. 8 người với 8 khí tức khác nhau đè về phía Mạc Phàm. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt đứng giữa 8 người, ngón tay hắn sáng lên, trường kiếm Hồng Liên lại xuất hiện trong tay hắn. Cùng lúc đó, âm thanh đùng đùng vang lên trong cơ thể hắn, tóc dài ra theo cơ thể hắn cao to hơn, rất nhanh đã dài tới sau lưng, áo bào trắng xuất hiện trên người hắn. Tiên thiên chi thể xuất hiện. Linh khí cường hoành như khói báo động phóng lên trời. Mấy người đến đây đi. Mạc Phàm nói. Tôi thử trước xem. Hải thần hơi nhếch miệng nở nụ cười cuồng dã, trong mắt ông ta chớp lóe lam quang, một vùng nước biển màu lam xuất hiện xung quanh Mạc Phàm, hình thành một vùng thiên lập phương thủy lập phương, bao Mạc Phàm ở bên trong. Đối diện hải thần, pháp thần Horus hừ lạnh một tiếng, trong chớp mắt bầu trời ảm đạm hơn, tầng mây thật dày tụ tập từ bát phương tới. Lôi điện ngưng tụ thành các loại binh khí bắn từ trong tầng mây ra, gió thì hóa thành từng đạo tỏa liên, xuất hiện rồi lại biến mất, chờ cơ hội mà động. Lâm Thiên Nam và Phượng Hoàng thì đơn giản hơn nhiều, trên người hai người đều lóe lên hồng quang tương tự nhau, bước từng bước về phía Mạc Phàm. Ở bốn phương hướng khác, trên người sở trưởng của Hắc Ám Giáo Đình và người đàn ông mặc thần bào âm dương chớp lóe hào quang, biến mất tại chỗ. Lão Tổ Thanh Bang, khổ tu của thần điện không trao đổi với nhau. Bóng dáng nhoáng lên một cái, như tia chớp tiến về phía Mạc Phàm, sóng xung kích xuất hiện trước người bọn họ. 8 người cùng ra tay, Mạc Phàm nhíu mày nhìn thoáng qua nước biển màu lam bao hắn ở bên trong. Thứ này có thể giam được tôi sao, chảm. Hồng Liên trong tay hắn chớp lóe ánh sáng rực rỡ, hai đạo kiếm quang đường ngang đường dọc lấy hắn làm tâm chém ra xung quanh, nước biển hình tứ phương lập tức bị cắt thành 4 khối. Nhưng 4 khối nước biển mới được mở ra. Bốn khối nước biển lập tức biến thành dáng vẻ của hải thần. Bốn năng lượng của thiết bổng vĩ đại tăng vọt, mỗi một cái đều như thiên trụ nhấc lên 4 đạo gió xoáy đánh về phía đỉnh đầu Mạc Phàm. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, hỏa diễm từ sâu trong đồng tử xuất hiện. Đốt! Không đợi 4 thiết bổng đánh lên người hắn, hỏa diễm màu đỏ chanh xuất hiện trên 4 hải thần. 4 nhân ảnh bị hồng liên nghiệp hỏa đốt, hải thần lập tức khôi phục thành nước biển màu lam, nhanh chóng bốc hơi dưới hỏa diễm. Vào lúc này, âm thanh giống như máy bay ném bom vang lên trên bầu trời, một cây thiết bổng hơi nước xuất hiện, thiết bổng tới chỗ nào, không gian xếp thành từng tầng như gợn sóng. Âm thanh rất to, cho dù là ở ngoài đài chiến đấu Bạch Ngọc, cũng có không ít người vội vàng bịt lỗ tai. Bọn họ đều là cao thủ, các phương diện chịu lực mạnh hơn người khác nhiều, ngăn cách với đài chiến đấu mà bọn họ vẫn không thể chịu đựng được,
đầy đủ để thấy động tĩnh của Thiết Bổng và uy lực mạnh cỡ nào. Mạc Phàm cũng nhíu mày, nhưng không sợ. Thuẫn lai. Tay còn lại của hắn mở ra, hỏa diễm màu vàng xuất hiện trên tay hắn, chỉ trong chớp mắt một chiếc khiên bằng đồng cổ lục giác cao cỡ một người xuất hiện trong tay hắn, khí tức hùng hậu, phong cách cổ xưa xuất hiện trên chiếc khiên này. Hắn cầm chiếc khiên vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, linh khí không giữ lại chút nào tụ tập về phía cánh tay hắn, quang hoa sáng lên, trực tiếp đánh về phía Thiết Bổng của hải thần. Không đợi tay cầm khiên của hắn chạm vào Thiết Bổng, không hiểu sao tay cứng lại. Hửm! Hắn nhíu mày nhìn về phía cánh tay. Không biết từ lúc nào, khắp người hắn bị từng sợi dây như rắn quấn lấy. Tiểu tử, cậu một đấu tám, không phải đánh một. Giữa không trung, pháp thần Horus liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ khinh thường, cười lạnh lùng nói. Lúc tỏa liên quấn lấy Mạc Phàm, hào quang trên Thiết Bổng của hải thần sáng tới mức tận cùng, đã tới trước người hắn. Răng rắc, không gian trực tiếp nứt ra. Giống như một cá mập thời tiền sử há to cái miệng rộng cắn Mạc Phàm, Thiết Bổng giống như thiên trụ cũng đánh lên tay cầm khiên của Mạc Phàm. Rầm rầm, một tiếng vang thật lớn giống như kinh lôi san bình địa. Khiên trong tay Mạc Phàm chỉ đỡ được một lúc, liền vỡ ra thành từng mảnh. Sắc mặt Mạc Phàm khẽ đổi, năm ngón tay nắm chặt, trên tay hắn chớp lóe ánh sáng ngũ sắc, một quyền đánh lên Thiết Bổng của hải thần. Có can đảm, chưa có ai dám đỡ Thiết Bổng này của tôi đâu. Trong hơi nước, hải thần hơi bất ngờ cười nói. Nga quốc bọn họ phát hiện được truyền thừa của Titan nhất tộc sâu trong biển cực Hàn ở phương Bắc, Thiết Bổng này là thần khí truyền thừa. Thiết Bổng này không chỉ có uy lực ngự thủy định hải, vừa động có thể nhấc lên sóng thần gió bão trên biển, tuy từ Titan nhất tộc, nhưng tương tự với Kim Cô Bổng trong truyền thuyết Hoa Hạ. Trừ chuyện đó ra, Thiết Bổng trong tay ông ta chỉ nặng 100 cân, nhưng ở trong tay người khác thì nặng 10.000 cân. Hơn nữa được thêm lực lượng của ông ta vào, một chiếc tàu tuần dương cũng không đỡ được Thiết Bổng của ông ta, càng không nói tới một người. Lúc trước có không ít cao thủ thể thuật đỡ Thiết Bổng của ông ta, đến nay còn chưa có người đỡ Thiết Bổng mà sống sót. Vậy mà Mạc Phàm lại dùng tay, ông ta rất chờ mong. Vậy sao, vậy tôi muốn xem Thiết Bổng này của ông có nặng như vậy không? Trong mắt Mạc Phàm lóe lên sắc bén, hắn không nói nhiều lập tức vươn ra. Keng! Âm thanh như trống chiều chuông sớm vang lên. Côn ảnh của Thiết Bổng nhoáng lên một cái, trong chớp mắt đài chiến đấu bạch ngọc quanh Mạc Phàm sáng tới mức tận cùng, trực tiếp vỡ nát ra. Ở chỗ Mạc Phàm và nơi cách hắn 100 mét, không gian đánh sang hai bên, giống như bia rộng bị tách ra. Theo đài chiến đấu vỡ nát, ánh sáng ngũ sắc trên tay Mạc Phàm cũng vỡ ra. Mạc Phàm nhíu mày, cơ thể lập tức lùi về sau, lùi liên tục hơn 10 thước mới dừng lại. Sân bị lê ra một đạo hố sâu. Hắn vừa mới dừng lại, cơ thể lại căng cứng, phong tỏa hắn mới tránh lại xuất hiện rồi. Tiểu tử, còn chưa xong đâu. Trên bầu trời, Horus như quần lâm thiên hạ, ngón tay chỉ phía dưới. Ngay sau đó lôi điện trên bầu trời ngưng tụ thành binh khí đánh xuống rầm rầm. Mạc Phàm nheo mắt, ý niệm của hắn vừa động, ánh sáng ngũ sắc sáng lên trên người hắn. Hắn vừa mới làm xong những chuyện này. Rầm rầm, ở xung quanh Mạc Phàm hoàn toàn bị lôi điện màu đen bao trùm. Trong phạm vi của lôi điện, đài chiến đấu màu trắng vỡ nát ra, lôi điện đánh xuống chiến đài màu trắng, sơn thể bị cháy đen một vùng, biến thành cháy đen dưới gió núi thổi qua. Tất cả lôi điện hạ xuống, bỗng nhiên ánh sáng ngũ sắc trên người Mạc Phàm tắt đi. Cùng lúc đó, tiếng phượng minh thanh thúy vang lên. Mạc Phàm chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, một bóng dáng cao gầy đã tới trước người hắn. Hai tay hắn chắn trước người theo bản năng, một quả đấm xuyên qua không gian vỡ nát đánh tới. Rầm, không gian truyền tới âm thanh đánh trống, giống như không gian cộng sinh với đài chiến đấu, Mạc Phàm như đạn bay ra khỏi nòng súng bay ngược về phía sau. Hắn còn chưa bay được bao xa, không gian trở nên yên tĩnh. Một huyết ảnh nhoáng lên một cái, Lâm Thiên Nam xuất hiện trên không chỗ Mạc Phàm, một trường vươn ra, huyết thủ ấn tràn đầy trời đất xuất hiện đè Mạc Phàm như tấm bèo trôi. Rầm rầm, cả đài chiến đấu bạch ngọc run rẩy kịch liệt, rất lâu sau mới dừng lại, tám sơn phong dưới đài chiến đấu cũng lùn đi mấy chục mét. Mọi người quan sát chiến đấu đều trợn mắt há miệng. Chuyện này, đám hải thần tấn công nhìn có vẻ khí thế không tràn đầy, nhưng có thể phá đài chiến đấu, uy lực tuyệt đối kinh thế hãi tục. Nếu không có đài chiến đấu bạch ngọc này, có khả năng ngọn núi này đã sớm không còn tồn tại,
bọn họ cũng không có biện pháp lạnh nhạt đứng ở đây như vậy. Nhưng mà, Mạc Phàm bị làm sao vậy? Một số người sùng bái Mạc Phàm nắm chặt tay, cảm thấy khó hiểu hỏi. Rõ ràng Mạc Phàm muốn lấy một khiêu chiến tám, nhưng dưới tay đám hải thần lại không có đường sống đánh trả. Làm sao cái gì, không đủ thực lực. Có người nói với vẻ khinh thường. Đây là tám cao thủ, mỗi người đều uy chấn thế giới. Lúc bọn họ nổi tiếng thế giới, Mạc Phàm còn chưa sinh ra đâu. Song quyền nan địch tứ thủ, một mình Mạc Phàm địch tám, bị thua là chuyện chắc chắn, không có gì kỳ lạ. Tiểu tử này kiêu ngạo như vậy, không phải cũng thường thôi sao? Ở biển mây sơn ngoại sơn, Trúc Thiên Cực cười khinh miệt nói. Bên cạnh anh ta, đôi mắt huyết nô nhìn đài chiến đấu Bạch Ngọc, không hé răng. Không chỉ Trúc Thiên Cực, trên mặt một số đệ tử tông môn ẩn thế cũng lộ ra hớn hở. Mạc Phàm đã chết rồi sao, cũng quá nhanh rồi, tôi còn chưa xem đã mà. Một đệ tử của tông môn ẩn thế cười đắc ý nói. Không phải Mạc Phàm rất kiêu ngạo sao, ngay cả tông môn ẩn thế của bọn họ cũng không để vào mắt, ở trong đài chiến đấu Bạch Ngọc này hoàn toàn là bị ngược. Lúc này mới chưa được vài giây đã kết thúc rồi. Cách bọn họ không xa, Ngũ Lão im lặng không nói, sắc mặt đám Bạch Tử Hàn thì trắng xanh. Chu Hiệt nhíu mày, rút trường kiếm ra muốn vào trong đài chiến đấu Bạch Ngọc. Đừng đi, sư phụ của cô sẽ không sao đâu. Đôi mắt trống rỗng của Bạch Tử Hàn nhìn đài chiến đấu Bạch Ngọc, đè tay Chu Hiệt nói. Cô vừa mới nói xong, tiếng kêu kinh ngạc truyền từ đám người ra. Không chỉ đám người, đám Phượng Hoàng ở bên trong đài chiến đấu cũng nhíu mày, nhìn một góc trong đài chiến đấu Bạch Ngọc. Trong góc này có ánh sáng ngũ sắc sáng lên, bóng dáng Mạc Phàm lộ ra, khóe miệng hắn có chút máu tươi. Nhìn thấy Mạc Phàm, Lâm Thiên Nam nhíu mày, đại thủ ấn được nâng lên, dưới đài chiến đấu Bạch Ngọc bị nghiền nát chỉ có một góc áo, không có bóng dáng của Mạc Phàm. Thoát được nhanh đó, nhưng đây là đài sinh tử cậu định ra, thoát được có tác dụng sao? Một kích của Lâm Thiên Nam vồ hụt, nhưng anh ta không tức giận, lạnh lùng nói. Trốn, tôi tới đây chưa từng nghĩ tới chuyện chạy trốn, chỉ vì anh quá chậm, không thương tổn được tôi mà thôi. Mạc Phàm lau máu tươi ở khóe miệng, ý niệm vừa động, quần áo rách nát cũng khôi phục như lúc ban đầu. Những người này tiến vào Hoa Hạ, hắn lập đài sinh tử này là muốn giết tám người này, sao có thể bỏ trốn. Một trưởng của Lâm Thiên Nam thất bại. Chỉ vì tốc độ của anh ta không nhanh mà thôi. Nếu anh ta có thể nhanh hơn chút nữa, quả thật có thể thương tổn được hắn. Vậy sao, vậy trái lại cậu có thể cho chúng tôi nhìn xem, cậu sử dụng được bao nhiêu lần bí pháp, còn nữa, cẩn thận sau lưng cậu. Lâm Thiên Nam nhíu mày, lạnh lùng nói. Anh ta vừa mới nói xong, lão tổ Thanh Bang đã tới phía sau Mạc Phàm, hai tay ông ta di chuyển như song long hí châu, tiếng long ngâm vang lên. Phía sau lão tổ Thanh Bang, một hắc long dài trăm thước cỡ thùng nước đột nhiên xuất hiện, dáng vẻ trông rất sống động, long thể ngưng thực, cùng với long thể là phóng thích ra khí tức cường đại của long và quyền đạo tinh thần, không chỗ nào không khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mắt không ít người ở đây mở to, cả đám rộ lên. Long sao? Đây là ma long quyền chỗ dựa của lão tổ Thanh Bang để thành danh sao? Sở dĩ Thanh Bang có thể ở loạn thế như Nhật Thiên, chiếm một vị trí riêng ở nước ngoài, ngoại trừ thế lực của Thanh Bang ra, không thể thiếu một nhân tố là lão tổ của Thanh Bang. Ma long quyền của ông ta chưa từng giết long, nhưng dựa vào quyền thuật ngưng tụ thành chân long còn mạnh hơn long, không một ai chết dưới tay ông ta không phải là cao thủ tuyệt thế. Tiểu tử, cậu hủy Thanh Bang của tôi, hôm nay tôi diệt cậu trước, Thiên Bang. Trong mắt lão tổ Thanh Bang lóe lên ánh sáng lạnh, một quyền không lưu tình đánh về phía tim Mạc Phàm từ phía sau. Quả đấm của ông ta vừa động, hắc long che lấp mặt trời ở phía sau lập tức lộ ra biểu cảm hung ác, cao giọng cuồng ngâm, tràn đầy trời đất đè về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm không thèm nhìn lão tổ Thanh Bang, cơ thể đột nhiên cử động, hỏa diễm thần kỳ phóng lên trời, một quyền tương tự không do dự nghênh đón một quyền của lão tổ Thanh Bang. Theo một quyền này của hắn, hỏa diễm ngưng tụ thành một hỏa long không kém hắc long của lão tổ Thanh Bang, đánh về phía hắc long kia. Dầm, một tiếng kinh thiên động địa vang lên. Hắc long và hỏa long nổ tung, đài chiến đấu ở giữa Mạc Phàm và lão tổ Thanh Bang nứt ra, kình phong như bão lan sang hai bên. Ở trong kình phong Mạc Phàm không cử động, lão tổ Thanh Bang cũng không nhúc nhích chút nào. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên chút dị sắc.
Cơ thể hắn cũng không phải là toàn thịnh, nhưng lão tổ Thanh Bang này có thể ngăn được một quyền của hắn, đúng là không đơn giản. Nhưng hắn cũng đơn giản sao? Ý niệm của hắn vừa động, hồng liên trong tay còn lại của hắn như cảm nhận được tâm tư của hắn, bay tới một bên của hắn, năm ngón tay hắn nắm chặt, trong chớp mắt hỏa long vỡ ra ngưng tụ lại, một quyền bá đạo lại đánh về phía lão tổ Thanh Bang. Sắc mặt lão tổ Thanh Bang khẽ đổi, cũng đánh ra một quyền nghênh đón Mạc Phàm, chẳng qua yếu hơn trước vài phần. Nhưng đúng lúc này, một đạo tràn ngập khí tức thần thánh xuất hiện, khổ tu của thần điện Mạc Trường Bào làm bằng sợi đay xuất hiện trước người hắn. Thần nói, toàn bộ tội ác đều không có tác dụng với ta. Trên người khổ tu này không có một chút năng lượng dao động, bàn tay gầy không nghênh đón một quyền của Mạc Phàm. Bùm! Một quyền rất bình thường, không chỉ cản một quyền của Mạc Phàm xuống, trong chớp mắt hỏa long to lớn ở phía sau Mạc Phàm cũng tan thành mây khói. Bát nan thần thể. Mạc Phàm nheo mắt, hơi bất ngờ nói. Bát nan thần thể là một loại thể chất của ma tộc, loại thể chất này phải trải qua 8 loại tu hành thống khổ nhất, ví dụ như nhổ tất cả lông chim trên cánh thiên sứ của mình, sau khi lông chim mọc dài ra lại nhổ 8 lần, cuối cùng kéo cánh mình, sau khi kéo dài ra thì kéo thêm 8 lần nữa. Sau khi trải qua khổ tu tàn nhẫn như vậy, mới có được bát nan thần thể, cơ thể không chỉ vô cùng mạnh, còn có được lực lượng tiêu hao toàn bộ. Tiểu tử, cậu biết không ít nhỉ, nhưng muộn rồi. Lúc này một giọng nói vang lên sau lưng Mạc Phàm. Giọng nói này vừa vang lên xong, một người đàn ông mặc thần bào âm dương và sở trưởng của hắc ám giáo đình như quỷ mị xuất hiện sau lưng Mạc Phàm. Hai người cầm binh khí giống như quần đùi, lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía Mạc Phàm, chỉ trong chớp mắt đã tới tim và gáy. Cả quá trình chưa tới 1/10 giây, người quan sát chiến đấu ở xung quanh còn chưa phản ứng kịp. Nhưng mà... keng, một tiếng, âm thanh kim khí va chạm vang lên, trường kiếm hồng liên của Mạc Phàm gần như dán sát vào da đầu hắn, đỡ binh khí của hai người. Hai người cho rằng hai người ở gần đây, tôi không biết sao. Mạc Phàm liếc mắt nhìn hai người một cái, lạnh nhạt nói. Mạc Phàm vừa nói xong, đám hải thần đã di chuyển tới, kim tư tháp đè về phía Mạc Phàm. Biết thì thế nào, chuyện này còn xa mới đủ, tiểu tử. Không đợi kim tự tháp hạ xuống, ý niệm của Mạc Phàm vừa động, ánh sáng ngũ sắc chói mắt xuất hiện trên người hắn. Bóng dáng Mạc Phàm và Hồng Liên cùng biến mất tại chỗ, chỗ một quyền của lão tổ Thanh Bang và khổ tu của thần điện đánh tới trống không, xuất phát từ quán tính đánh về phía người đàn ông mặc thần bào âm dương và sở trưởng của hắc ám giáo đình. Sắc mặt bốn người thay đổi, vội vàng dừng tay, kim tự tháp đang hạ xuống cũng dừng lại. Mọi người nhíu mày nhìn khắp xung quanh đài chiến đấu. Sau lưng cách đám Lâm Thiên Nam không xa, ánh sáng ngũ sắc sáng lên, Mạc Phàm xuất hiện. Đã biết, quả thật không đủ. Mạc Phàm lạnh nhạt gật đầu, nói. Sau khi hắn nhất chiến ở cửa địa ngục, thực lực tăng lên không ít, nhưng đám người này không có một người là kẻ yếu. Ma Long Quyền tương tự với Long Quyền hắn đưa cho A Hào, nhưng biến hóa ít đi nhiều, hẳn là bản giản hóa. Quyền pháp bản giản hóa, có thể tu luyện tới mức này đúng là không đơn giản. Bát nan thần thể, gần như tương đương với niết bàn sống không bằng chết, ngoại trừ một số người có nghị lực mạnh không ai sẽ chọn trải qua khổ tu này. Tuy hai người khác chỉ đánh một kích bất ngờ, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được âm dương điên đảo của âm dương thuật và lực thẩm phán của ma thần. Nếu hắn bị hai người này đâm trúng, sẽ không khác bị huyết thần đao của Lâm Thiên Nam đâm trúng. Bốn người này vô cùng khó chơi cộng thêm đám Phượng Hoàng, chỉ dựa vào biết đúng là không đủ. Thế nào? Cậu chuẩn bị bó tay chịu trói à? Pháp thần Horus nheo mắt, cười nói. Bó tay chịu trói, ông còn chưa có bản lĩnh này. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tiểu tử, tôi xem cậu có thể mạnh miệng tới khi nào. Horus nheo mắt, trên kim tự tháp có vô số đạo hào quang màu vàng bay ra, giống như rắn hổ mang há to miệng như bồn máu bay về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm không thèm nhìn những thứ này, hắn vươn một tay ra. Đan lai. Hai chữ này vừa vang lên, viên cầu màu đen lập tức bay từ người đám Bạch Tử Hàn ra, bay về phía Mạc Phàm. Chẳng trách, cách đó không xa Phượng Hoàng nhíu mày, nghi ngờ trong mắt lập tức biến mất. Bà ta từng giao đấu với Mạc Phàm một lần, tuy chỉ là phân thân, nhưng cảm nhận được Mạc Phàm yếu hơn trước một phần. 9 viên kim đan, vừa vặn là 1/3 kim đan trong cơ thể Mạc Phàm. Pháp thần Horus nhìn viên cầu màu đen bay về phía Mạc Phàm. Trong mắt hiện lên âm u lạnh lẽo.
Mạc Phàm, lúc này mới biểu lộ bản lĩnh, muộn rồi. Lúc trước Mạc Phàm không lấy mấy viên kim đan này, bây giờ mới lấy, đâu dễ lấy như vậy. Ông ta vung tay lên, văn tự hình chêm liên tục xuất hiện trước người ông ta. Giống, vừa rồi thiếu chút nữa sơ phình thú bị Mạc Phàm giết gầm lên giận dữ, lập tức xông về phía 9 viên kim đan của Mạc Phàm, trong chớp mắt đã tới trước 9 viên kim đan của hắn. Sơ phình thú há cái miệng to như bồn máu, giống như có thể nuốt trôi thiên hạ, nuốt 9 viên kim đan của Mạc Phàm xuống. Vẻ mặt không ít người ở đây thay đổi. Rất rõ ràng thực lực của Mạc Phàm không phải đối thủ của đám Phượng Hoàng, lấy lại 9 viên kim đan cũng không tính là lớn, ít nhất có thể đẹp hơn trước một chút. Dù sao đó cũng là 9 viên kim đan, vô số người cả đời cũng không ngưng tụ được một viên. Nhưng 9 viên kim đan này bị Sơ Phinh thú nuốt, Mạc Phàm sẽ không có một chút phần thắng nào. Tiểu tử này xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Trúc Thiên Cực cao giọng cười nói. Mạc Phàm gieo hỏa diễm ở trong cơ thể anh ta, mình thì bị con xúc sinh kia ăn kim đan, đúng là báo ứng. Trong đám người, không ít người lắc đầu thở dài, xoay người định rời đi. Trước khi chiến Mạc Phàm không lấy lại toàn bộ kim đan, dùng trạng thái ứng chiến tốt nhất, sẽ tạo ra sơ hở lớn cho đám pháp thần Horus, sai lầm cấp thấp như vậy không nên xuất hiện trên người Mạc Phàm. Bọn họ vốn chờ mong cuộc chiến này, bây giờ xem ra là Mạc Phàm tìm một đám cao thủ tới giết cậu ta. Trận chiến chẳng có gì đẹp mà nhìn. Sơ phinh thú nuốt 9 hắc cầu kia xong thì đắc ý gầm lên với Mạc Phàm, bay trở về bên cạnh pháp thần Horus. Mạc Phàm, bây giờ cậu còn gì muốn nói? Horus cười lạnh lùng nói. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Ông cảm thấy kim đan của tôi dễ nuốt như vậy à? Mạc Phàm nâng mắt nhìn pháp thần Horus, lạnh giọng hỏi. Vậy cậu bảo nó nhả ra thử xem. Pháp thần Horus nheo mắt lại, cười hỏi. Sơ phinh thú này không thể làm gì được Mạc Phàm, nhưng ở trên địa cầu không có thứ gì nó không nuốt được, phàm là thứ bị sơ phinh thú nuốt vào bụng, chỉ trong chớp mắt đã biến thành tảng đá, kim đan của Mạc Phàm cũng không ngoại lệ. Khi ông ta an giấc ngàn thu trong đế vương hạp gốc, thạch nhân thạch thú muôn hình muôn vẻ, phần lớn là bị sơ phinh thú nuốt sau đó tiết ra thứ gì đó. Mạc Phàm lắc đầu cười, ánh mắt lạnh nhạt nhìn pháp thần Horus. Pháp thần Horus, tôi nhớ rõ tôi từng nói với ông tôi và ông không có thủ oán. Pháp thần Horus vốn nhíu mày, nhưng sau đó đắc ý trên mặt không giảm trái lại còn nhiều hơn. Lúc này Mạc Phàm còn nói như vậy với ông ta, người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi, xương cốt mềm không như bình thường. Tiểu tử, trên thế giới này không có một ai không có thủ oán với tôi lại không thể tới tìm người ta gây phiền phức, chỉ cần tôi muốn tôi có thể tìm. Cậu không có thủ oán với tôi cũng không có tác dụng. Pháp thần Horus cười nói. Quả thật thế giới này không phải không có thủ oán thì bình yên vô sự, nhưng ông có biết vì sao tôi không lấy lại tam nguyên để ở ngoài trước khi ra tay không? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Những người khác ở xung quanh nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Lấy lại tam nguyên chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu Mạc Phàm, vô cùng đơn giản. Nhưng Mạc Phàm không làm như vậy. Trái lại đợi 8 người ngược mới ra tay. Chẳng lẽ, sắc mặt đám pháp thần Horus cùng khó coi, trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh. Vì sao? Thứ nhất, kim đan của tôi vĩnh viễn đều là của tôi muốn cho người nào thì cho, nhưng tôi không cho, ai cũng đừng mơ lấy được, đừng nói là thú trấn mộ của ông, cho dù là thần thú hỗn độn tới, ăn thế nào thì phải nôn ra thế đó cho tôi. Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc, vô cùng bá đạo nói. Nói xong hắn nheo mắt lại, bỗng nhiên 18 viên hắc cầu xuất hiện phía sau hắn. Cùng lúc đó, vẻ kỳ lạ xuất hiện trên người sơ phinh thú. Ngay sau đó vài tiếng rên rỉ truyền từ miệng sơ phinh thú ra, cơ thể của sơ phinh thú vặn vẹo, giống như có 9 thứ đang muốn thoát khỏi bên trong cao su dẻo. Giống, tiếng kêu thê lương vang lên, trên người sơ phinh thú xuất hiện 9 cái động lớn, 9 hắc cầu chui từ dưới đất ra. Keng keng keng. Âm thanh kim khí va vào nhau vang lên, 9 hắc cầu quay về phía sau Mạc Phàm, đứng vào vị trí của mình ở xung quanh hắn. Hắc cầu vừa quay trở về, khí tức trên người Mạc Phàm tăng lên gấp đôi, năng lượng cuồng bạo như gợn sóng lan ra xung quanh. 9 hắc cầu, khí tức trên người Mạc Phàm cũng tăng lên 9 lần, cho dù ngăn cách với đài chiến đấu Bạch Ngọc, vẻ mặt mọi người cũng đều thay đổi. Vẻ mặt những người định rời đi sửng sốt, vội vàng dừng bước lại,
sắc mặt vô cùng khó coi chậm rãi nhìn về phía đài chiến đấu Bạch Ngọc. Chuyện này, Mạc Phàm không để ý ánh mắt của những người xung quanh, nói tiếp. Thứ hai sao? Thứ hai, sở dĩ tôi không lấy lại Tam Nguyên, là vì lấy lại Tam Nguyên mấy người không phải đối thủ của tôi, có khả năng mấy người không thể thi triển thực lực của mình, mà tôi cũng rất muốn nhìn xem, những người tuyên bố muốn tiến vào Hoa Hạ có thực lực gì, có đáng để tôi ứng chiến hay không? Mạc Phàm ngừng vận khí, nói tiếp. Pháp thần Horus nhìn chín cái động trên người sở phinh thú không ngừng gào thét, trong đôi mắt dưới mặt hạ hoàng kim tràn đầy lửa giận, nghiến răng ken két. Mạc Phàm, bây giờ cậu cảm thấy chúng tôi đủ tư cách chưa? Có lẽ ba ngày trước thì đủ, bây giờ kém xa. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn không nhất nguyên cửu phân, quả thật sẽ gặp phiền phức lớn dưới tay tám người này, cho dù khu động đại bí pháp, thắng bại cũng chỉ 50-50. Hiện giờ hắn không chỉ nhất nguyên cửu phân, còn nắm giữ sát sinh thuật, trong tình huống cửu nguyên quay về, giết những người này dễ như giết chó. Vậy sao, tôi muốn xem chín viên kim đan của cậu quay về, có thể khiến cậu mạnh tới cỡ nào? Pháp thần Horus tức giận nói. Trên xà trượng hoàng kim trong tay ông ta sáng lên kim quang, chỉ về phía Mạc Phàm ở phía xa, một đạo hoàng quang chiếu lên một mặt kim tự tháp. Trên kim tự tháp trôi nổi trên không, xà tử huyết ngưng tụ thành hình rắn hổ mang há cái miệng to, từng đạo có thể khiến người ta hóa thành cát vàng truyền từ miệng chúng nó ra. Trên kim tự tháp có khoảng chừng trên vạn rắn hổ mang, trên vạn đạo hoàng quang như laser chi chít bao quanh Mạc Phàm. Mạc Phàm cười khẽ, giống như không nhìn thấy những hoàng quang này, ngay cả quang mang ngũ sắc vừa rồi cũng không phóng ra. Rầm rầm rầm, trên vạn đạo hoàng quang có thể hóa một ngọn núi thành cát vàng chiếu lên trước người Mạc Phàm cách ba thước, đã bị một bức tường vô hình đỡ lấy, không để lại một ấn ký màu vàng, càng không thể dao động được Mạc Phàm. Giống như vạn đạo ngọn đèn chiếu lên người Mạc Phàm, ngoại trừ chói mắt ra thì không làm được gì. Thấy một màn như vậy, tươi cười đắc ý trên mặt Trúc Thiên Cực và đám đệ tử tông môn ẩn thế biến mất. Chuyện này, những người khác cũng bị một màn trước mắt dọa sợ ngây người, vừa rồi trong cơ thể Mạc Phàm cũng có 18 viên kim đan, hiện giờ thêm 9 sao lại mạnh nhiều như vậy. Chuyện này, vẻ mặt Phượng Hoàng cũng khó tin, lần trước bà ta giao thủ với Mạc Phàm có 27 viên kim đan, hẳn là không mạnh như vậy mới đúng. Chẳng lẽ Mạc Phàm thật sự che giấu, muốn xem thực lực của bọn họ. Nghĩ vậy sắc mặt Phượng Hoàng thay đổi, trong đôi mắt lạnh lùng không còn khinh thường. Vẻ mặt pháp thần Horus thì càng sửng sốt, trong mắt đều là khó mà tin. Vừa rồi Mạc Phàm còn cần thông qua thần thể mới ngăn được lực lượng của ông ta, bây giờ không cần làm gì, vậy mà thực lực của ông ta không thể thương tổn được Mạc Phàm chút nào. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy à, đỉnh phong và không phải đỉnh phong, kém một chút cũng là một trời một vực, bây giờ tôi đang ở trên trời. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cửu vi cực sổ, tuy chỉ là cửu nguyên, nhưng lúc không có cửu nguyên hắn không đến cực sổ, có, vậy thì khác biệt hoàn toàn. Xuống. Hắn duỗi một tay về phía kim tự tháp, nhẹ giọng quát, âm thanh như tiếng sấm. Bùm, một tiếng thật lớn, bụi đất thổi lên bốn phía. Kim tự tháp rơi lên trên đài chiến đấu Bạch Ngọc, những hạt cát hình rắn cũng lập tức tản đi. Thân hình Mạc Phàm nhoáng lên một cái, trực tiếp biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện đã tới phía đáy kim tự tháp cao đến trăm thước. Tôi nghe nói kim tự tháp chỉ có hai thứ có thể đi đến đỉnh chóp, không biết là thật hay giả. Mạc Phàm nhìn đỉnh kim tự tháp, vẻ mặt không thay đổi nói. Theo truyền thuyết, kim tự tháp chỉ có hùng ưng dương cánh bay lượn và ốc sên không có tiếng tăm gì mới có thể đi tới đỉnh, có không ít người muốn đi lên đỉnh kim tự tháp, đều chưa lên tới đỉnh đã chết không lý do. Nếu pháp thần Horus mang kim tự tháp tới, hắn muốn thử xem có thể lên tới đỉnh kim tự tháp này không? Mạc Phàm, cậu dám? Pháp thần Horus tức giận nói. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, nâng một chân lên, khi hạ xuống bóng dáng nhoáng lên một cái liền đến giữa kim tự tháp. Bước thứ hai hạ xuống, hắn đến thẳng đỉnh chóp kim tự tháp. Lúc này một trận pháp do văn tự hình trên tạo thành trở nên sáng lên. Theo bước chân Mạc Phàm hạ xuống. Năng lượng cường đại trong trận pháp như suối phun xuất hiện, đẩy Mạc Phàm ra ngoài. Hóa ra là như vậy, không phải là không thể lên được đỉnh. Mạc Phàm đứng trên đỉnh chóp kim tự tháp, hiểu ra nói. Thần tộc cổ ở tu chân giới, kim tự tháp cũng không thể lên đỉnh. Hắn vẫn luôn tò mò vì sao lại vậy,
vì tôn trọng thần tộc cổ, hắn vẫn không có thử. Nhìn thấy trận pháp này hắn hiểu rõ rồi. Horus, lúc trước tôi nói với ông là không có thủ oán, bây giờ có rồi, chảm. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, mắt nheo lại, bỗng nhiên cơ thể trầm xuống. Rầm, một tiếng thật lớn, giống như cự nhân chúng tên ngã xuống đất, cả kim tự tháp nhoáng lên một cái, cát đá rơi từ trên kim tự tháp xuống. Đồng thời ba đường rãnh xuất hiện, từ đỉnh chóp kim tự tháp lan xuống phần đáy, kim tự tháp khổng lồ như núi bị chia ra thành ba phần, trận pháp trên đỉnh kim tự tháp cũng vỡ tan. Vỡ! Hắn di chuyển chân, từng đạo khe hở như mạng nhện lan đến chỗ ba phần kim tự tháp. Kim tự tháp hoàn hảo biến thành một đống đất đá lộn xộn chỉ trong phút chốc. Không phải pháp thần Horus muốn tranh hoa hạ sao, vậy hắn đạp nát thứ quý nhất của pháp thần, đỉnh kim tự pháp. Mạc Phàm, cậu dám hủy kim tự tháp của tôi phải giết cậu, dùng máu dùng thịt của cậu chữa kim tự tháp của tôi. Pháp thần Horus nhíu mày, trong mắt lóe lên hung quang, tức giận nói, kim tự tháp không chỉ là lăng mộ của bọn họ, tượng trưng cho tín ngưỡng, càng là nơi phát ra lực lượng. Giống như máy nhận tín hiệu, không có kim tự tháp lực lượng của bọn họ sẽ yếu đi nhiều, cho nên lúc này ông ta mới mang kim tự tháp tới. Tuy Mạc Phàm mạnh hơn trước nhiều, thì thế nào? Tay cầm xà trượng hoàng kim của ông ta nắm chặt, một đôi cánh hùng ưng màu vàng dương ra sau lưng ông ta. Đồng thời chiến giáp màu vàng lan tràn từ đầu ông ta xuống khắp nơi, chỉ trong phút chốc pháp thần Horus đã được kim giáp bao bọc, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt tràn đầy lửa giận. Đôi cánh sau lưng ông ta khẽ vỗ, gợn sóng xuất hiện xung quanh cơ thể, ông ta vung xà trượng hoàng kim lên, cơ thể xuyên qua những gợn sóng này, nhanh chóng xông về phía đỉnh đầu Mạc Phàm, giống như xuyên thời không. Bầu trời vì lúc trước tạm dừng mà vân khai nhật hiện, bây giờ lập tức đen lại, tiếng sấm kêu to. Dùng cơ thể của tôi chữa trị kim tự tháp, có thể, vậy thì bắt đầu giết từ ông trước. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, chân hơi cong lại, cơ thể hắn bay lên trời. Trực tiếp xuất hiện trên quỹ tích tiến lên của Horus. Chảm! Hồng liên trong tay khẽ lướt, không có quang mang rực rỡ, chỉ có một kiếm chém về phía pháp thần Horus với tốc độ rất nhanh. Bùm! Âm thanh đinh tai nhức óc nổ tung giữa hai người, ánh sáng chói mắt bao phủ hắc ám, cũng bao phủ mọi thứ ở bên trong. Trong hào quang này, bùm một tiếng, một bóng người đập vào quang bích bên cạnh đài chiến đấu Bạch Ngọc. Nghe thấy tiếng vang. Không ít người bất chấp ánh sáng mạnh khiến mắt không khỏe, vận khởi nhãn thuật nhìn về phía bóng người bay ra ngoài. Chỉ thấy pháp thần Horus cầm xà trượng hoàng kim chỉ còn một nửa trong tay, cả người biến thành hình chữ đại ra khảm bên trong quang bích. Chỗ ngực kim giáp bị mở ra, lộ ra vết thương huyết nhục mơ hồ nhìn thấy cả nội tạng. Mà ở nơi ban đầu, Mạc Phàm lùi một bước trường kiếm vẫn đứng thẳng. Một nửa xà trượng hoàng kim khác hóa thành trường xà màu vàng quấn lên trên hồng liên của Mạc Phàm. Cổ tay Mạc Phàm khẽ chấn động, trường xà hoàng kim bị chấn nát, hóa thành chất lỏng màu vàng rơi xuống đất. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Tuy pháp thần Horus không bị Mạc Phàm giết chết, nhưng bị một kiếm của Mạc Phàm chém bị thương. Phải biết rằng vừa rồi Mạc Phàm không có lực đánh trả, chỉ có thể dựa vào bí pháp mới không bị trọng thương. Bây giờ pháp thần Horus lại không đỡ nổi một kích của Mạc Phàm. Chuyện này, đám phượng hoàng nhíu mày nhìn pháp thần Horus, lông mày nhíu chặt lại, trong mắt hiện lên chút dị sắc. Những người khác không biết, nhưng bọn họ biết rất rõ. Sau khi pháp thần Horus kế thừa thần cách trong kim tự tháp, có thể biến ra hai loại hình thái tùy ý, một loại có được pháp thuật cường đại, loại còn lại là có được cơ thể bất diệt. Cơ thể bất diệt của ông ta không kém hải thần bao nhiêu. Chiến giáp bên ngoài cơ thể từng thôn thần chớ chú, được gọi là đại diện cho sông Nin, nghe nói chỉ có máu trong tim người phụ nữ mình yêu và lệ của chiến thần mới phá được. Áo giáp như vậy lại bị một kiếm của Mạc Phàm chém rách. Nếu không có áo giáp, có khả năng pháp thần Horus đã bị chém làm đôi. Trên bầu trời Mạc Phàm không để ý ánh mắt của những người khác, thân thể hắn nhoáng lên một cái, liền tới bầu trời trước người pháp thần Horus. Khôi giáp không tệ. Hình như còn mạnh hơn thần điện kia một chút. Mạc Phàm nói thẳng. Một kiếm vừa rồi của hắn không chỉ dùng lực lượng viên mãn của mình, còn có lực lượng lĩnh vực, cộng thêm sắc bén của Hồng Liên. Đừng nói là chém pháp thần Horus làm đôi, bát nan thần thể cũng là chuyện nhỏ, nhưng chỉ để lại một vết thương, yếu hơn hắn nghĩ rất nhiều. Phốc, trong màn hào quang, pháp thần Horus phun ra một ngụm máu. Lúc ông ta mới xuất quan từng dùng hình thái pháp sư triệu hoán hắc phong bạo. Cuốn sạch cả Ai Cập,
lại dùng hình thái này hoành đẩy trong 3 vạn dặm, cho dù là vũ khí nóng số 1 hay cao thủ bao vây tấn công, đều không để lại chút dấu vết trên người ông ta. Nhưng một kiếm của Mạc Phàm lại chạm ông ta gần chết, đây tuyệt đối là chuyện hiếm có, vậy mà Mạc Phàm còn nói khôi giáp của ông ta rất cứng. Nếu khôi giáp đủ cứng rắn, sao có thể bị chém rách? Mạc Phàm, cậu đủ rồi đó. Pháp thần Horus kêu lên. Cứng một chút cũng không sao, một kiếm không được thì 2 kiếm. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Hồng liên trong tay hắn kêu ong ong, vẫn là một kiếm đơn giản như cũ, chém về phía pháp thần Horus. Mạc Phàm, muốn giết tôi cũng không đơn giản như vậy, Horus nhãn. Cánh tay pháp thần Horus chấn động, thoát khỏi quang bích điên cuồng quát. Đôi mắt của ông ta một cái biến thành mặt trời, một cái biến thành mặt trăng, 2 đạo quang một trắng một đen xuất hiện trong mắt ông ta, như 2 đạo laser to bằng ngón cái chiếu về phía Mạc Phàm. Tôi cũng có thứ này, Hồng Liên Chi Đồng, khai. Mạc Phàm nhìn 2 đạo quang này, khóe miệng hơi nhếch lên. Chữ khai vừa vang lên, đôi mắt hắn lập tức biến thành hình 2 đóa hồng liên tiên diễm, đồng tử cũng biến thành nhụy hoa, khí tức quỷ dị dập dờn mà ra. Đồng thời 2 đạo huyết quang bắn từ nhụy hoa ra, đón 2 đạo quang của pháp thần Horus. 2 đạo hồng quang gặp 2 đạo quang mang một đen một trắng của pháp thần Horus, một hư ảnh mặt ưng thân người xuất hiện sau lưng Horus. Mạc Phàm nhìn thấy hư ảnh này thì nhướng mày, mắt cũng nheo lại. Hóa ra là ông ta, vậy cũng phá cho tôi. Ngay sau đó 2 đạo huyết quang của hắn đón lấy 2 đạo quang mang 2 màu của pháp thần Horus, hư ảnh người đàn ông này vỡ nát như thủy tinh. Sắc mặt pháp thần Horus thay đổi, Horus nhãn này của ông ta là năng lực có được sau khi dung hợp thần cách. 2 đạo thần quang, cho dù là thứ gì đều hóa thành hư vô dưới 2 đạo quang này. Bởi vì mỗi lần sử dụng ông ta đều thấy mắt không khỏe, cho nên số lần ông ta dùng không nhiều, nhưng chưa từng xảy ra loại chuyện như bây giờ, vậy mà để pháp thuật tương tự của Mạc Phàm phá vỡ. Lúc 2 đạo huyết quang của Mạc Phàm sắp biến mất vào trong mắt pháp thần Horus, một giọng nói hùng hậu truyền từ sau lưng tới. Vậy mà cậu cũng có loại thần thuật này, nhưng cậu không có nhiều người đối phó chúng ta, cậu chỉ có một mình. Giọng nói vang vọng bầu trời vừa vang lên, lam quang trên người hải thần tăng vọt, trong chớp mắt liền biến thành cao 10 thước, thiết bổng trong tay cũng biến thành dài 10 thước rộng 1 thước, giống như cây cột sắt lấy thế chém trời chém về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm không nóng lòng giết pháp thần Horus, ý niệm vừa động thu huyết quang trong mắt lại. Lĩnh vực hóa thể. Mạc Phàm xoay người, nhìn hải thần hình thể khổng lồ nói. Hải thần và hắn, tuy không đến nguyên anh kỳ chân chính, nhưng đã tiếp xúc với gần lĩnh vực. Lĩnh vực có rất nhiều tác dụng ở tu chân giới, ví dụ như một kiếm vừa rồi của hắn, pháp thần Horus dùng tốc độ siêu cấp chạm vào lĩnh vực của hắn, hắn dựa vào lĩnh vực chém ngược Horus 1 kiếm. Hải thần thì dung nhập lĩnh vực vào trong cơ thể ông ta, muốn thông qua lĩnh vực phát huy cơ thể tới mức cực hạn, uy lực cũng siêu phàm. Nhưng đối với hắn, phương pháp sử dụng lĩnh vực như vậy là phương pháp cấp thấp. Kiếp trước tuy hắn không tiến vào nguyên anh kỳ, nhưng cũng nắm giữ lĩnh vực, có thể nói sử dụng lĩnh vực đến cực hạn của kim đan kỳ, cao thủ nguyên anh đều thán phục chuyện này. Vừa rồi ông đánh tôi một gậy, bây giờ tôi trả lại ông một quyền. Hắn xoay người lại, bỗng nhiên 27 hắc cầu ở phía sau tản ra, vừa rồi chỉ có phạm vi 3 thước, lập tức biến thành 30 mét. Ngay cả hải thần đều bị hắc cầu bao ở bên trong. Một tay hắn nắm chặt, dùng lực giống như dương cung kéo về phía sau. Rõ ràng chỉ là một động tác nuôi lực đơn giản, Mạc Phàm làm rất chậm rãi, nhưng giống như kéo thứ gì đó rất nặng. Hắn vừa kéo như vậy, trong phạm vi hắc cầu có cơn gió thổi tới, toàn bộ xung quanh đều kéo về phía Mạc Phàm. Ngay cả không gian nơi đây cũng bị Mạc Phàm kéo, lập tức nghiêng ngả, giống như chất lỏng dinh dính, từng đợt lại từng đợt. Một tầng lại một tầng đánh về phía Mạc Phàm. Trong không gian tầng tầng lớp lớp, hải thần đứng lù lù bất động, nhưng mặt nhăn lại. Một quyền của Mạc Phàm lúc này so với một quyền lúc trước, một quyền đó như một quyền của đứa bé, một quyền này mới đúng là uy lực của thần thoại hoa hạ nên có, còn vượt xa uy lực ông ta nghĩ. Thú vị, lúc này mới được gọi là thần hoa hạ đương thời chứ, nhưng thần thoại có thể kết thúc rồi. Hải thần lạnh lùng nói. Mấy âm phù kỳ lạ truyền từ miệng ông ta ra, hơi nước trong không khí bên trong đài chiến đấu lập tức ngưng tụ thành thủy châu. Những thủy châu này nối đuôi nhau, làm thành một vòng tròn bao ông ta và Mạc Phàm ở bên trong. Lực lượng của biển lộ ra,
Trong chớp mắt không chỉ khí tức trên người hải thần mạnh hơn nhiều, mấy chữ vô cùng bá đạo cũng truyền từ miệng hải thần ra. Tôi là hải thần, ở những nơi có biển, tôi là thần. Mấy chữ vang lên, quả đấm của Mạc Phàm và không gian bắt đầu khởi động dừng lại theo ông ta nuôi lực, tươi cười đắc ý xuất hiện trên khóe miệng hải thần. Trúc Thiên Cực và một đám người ở xung quanh hơi thở phào nhẹ nhõm. Pháp thần Horus không phải đối thủ của Mạc Phàm, bất luận một ai trong đám hải thần có thể giết Mạc Phàm đều được. Mạc Phàm, quả thật với thực lực của cậu đủ để trở thành đương thời của Hoa Hạ, nhưng phóng nhãn ra toàn bộ thế giới, cậu còn kém xa. Hải thần nói với vẻ nghiêm túc. Mạc Phàm còn trẻ tuổi, thực lực đã vô cùng kinh người, nhưng trên thế giới còn nhiều người mạnh hơn Mạc Phàm nhiều, ông ta là một trong số đó. Nơi này rất cao, hơi nước ở trong không khí quá ít, nếu là ở trên biển hay nơi có nhiều nước, Mạc Phàm sẽ biết thực lực của hải thần này mạnh tới cỡ nào, chỉ sợ Mạc Phàm sẽ tuyệt vọng. Còn nữa, vừa rồi không thể làm gì tay cậu, vậy thì thử thêm lần nữa, nếu không được thì 100 lần. Hải thần nói tiếp. Nói xong thiết bổng trong tay ông ta chém mạnh về phía tay Mạc Phàm, giọt nước ở xung quanh cũng dũng mãnh lao tới chỗ Mạc Phàm. Dưới thiết bổng vĩ đại, trên mặt Mạc Phàm không có chút gợn sóng. Ông là hải thần, tôi cho ông nước biển. Ý niệm của hắn vừa động, trên đài chiến đấu Bạch Ngọc có lam quang sáng lên, truyền tống môn đặt ở phía đông Hoa Hạ cũng sáng lên theo, một vòng xoáy xuất hiện. Nước biển cuộn trào mãnh liệt xuất hiện trên đài chiến đấu Bạch Ngọc thông qua truyền tống môn, chỉ trong chớp mắt đài chiến đấu Bạch Ngọc được nước biển cao cỡ một người bao phủ. Nước biển này vừa xuất hiện, gần như tất cả mọi người ở xung quanh sửng sốt. Hải thần chỉ ngưng tụ thủy châu trong không khí, khí tức đã mạnh hơn trước rất nhiều, rõ ràng là càng nhiều nước thì hải thập sẽ càng cường đại. Mạc Phàm không chỉ không phá những hơi nước này, còn đưa tới lượng lớn nước biển. Mạc Phàm muốn chết à? Cậu ta điên rồi, đồ không biết sống chết. Có người kêu lên. Vẻ mặt hải thần khó coi, trong mắt hiện lên sắc bén. Mạc Phàm làm vậy đúng là tự tìm đường chết, nhưng đây là một loại sỉ nhục đối với ông ta. Mạc Phàm, tôi vốn không định giết cậu, nhưng bây giờ cậu khiến tôi không thể không giết cậu rồi. Hải thần trầm giọng nói. Vậy sao, vậy đợi ông đỡ một quyền của tôi rồi hãy nói những lời này. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Bỗng nhiên quả đấm bị định trụ của hắn kéo về phía sau, trong chớp mắt không gian được Mạc Phàm khiên dẫn mà đến bắn ngược lại, quả đấm của hắn đánh lên trên thiết bổng cự hình. Mạc Phàm, cậu đã muốn chết thì tôi thành toàn cho cậu. Trong mắt hải thần hiện lên tàn nhẫn, lại một âm phù truyền ra. Không đợi một quyền của Mạc Phàm đánh tới, nước biển mênh mông phóng lên trời, lĩnh vực do cột nước tạo thành lúc trước biến thành nước biển, lực của biển mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Hải diệt! Hải thần tức giận quát, nước biển trong lĩnh vực lập tức tụ tập về phía thiết bổng, chỉ trong chớp mắt đã bị hấp thu không còn, lam quang trên thiết bổng cự hình nhoáng lên một cái muốn đánh về phía quả đấm của Mạc Phàm nhỏ hơn gấp bội lần. Chỉ trong chớp mắt, keng một tiếng, âm thanh va chạm vang lên, thiết bổng trong tay hải thần nhanh chóng chấn động, từng đạo sóng âm lan tràn ra xung quanh. Sóng âm đến chỗ nào, không chỉ thiết bổng chấn động kịch liệt, tất cả mọi người đều chấn động. Rầm rầm rầm, trong chớp mắt màn hào quang quanh đài chiến đấu Bạch Ngọc vỡ nát. Vẻ mặt đám người đứng gần đài chiến đấu Bạch Ngọc sửng sốt, cơ thể lay động như đồng hồ báo thức, máu tươi chảy từ tai mắt mũi miệng bọn họ ra. Một đám lảo đảo ngã xuống đất. Chạy mau. Không biết người nào kêu lên. Sắc mặt những người khác thay đổi, vội vàng dùng chân khí bảo vệ nội tạng và đầu, nhanh chóng chạy về phía xa. Chỉ trong chớp mắt ngoại trừ đám Bạch Tử Hàn đứng trên đài Bạch Ngọc, Hôn Tần Vô Nhai đều rời đi theo đám người. Một số người chạy chậm bị sóng âm đẩy rơi xuống ngọn núi, giống như chim bị gãy cánh. May mà sóng âm không nhanh, lan tràn cũng không xa. Chỉ đến ngoài cây số thì dừng lại. Số người còn lại thấy sóng âm biến mất thì thở phào nhẹ nhõm, run như cầy sấy nhìn đài chiến đấu Bạch Ngọc. Chỉ thấy giữa sóng âm chỗ Mạc Phàm và Hải Thần đứng, Mạc Phàm giống như bình yên vô sự. Trái lại trên người Hải Thần có âm thanh xương cốt vỡ vụn, một ngụm máu tươi phun từ miệng ông ta ra, cơ thể to lớn của Hải Thần bay ngược về phía sau, giống như diều đứt dây. Hải Thần bay thẳng ra xa trăm thước. Đánh vào trên vách ngăn khác gần đài chiến đấu Bạch Ngọc lúc này mới dừng lại, từng đạo vết thương thấy xương xuất hiện trên người hải thần. Rõ ràng chỉ là một quyền, cơ thể hải thần như bị lóc từng miếng thịt. Tuy không chết, nhưng khí tức yếu hơn trước nhiều.
Trên thiết bổng cự hình của hải thần có một quyền ấn rất sâu, lồi ra ở một bên khác, ấn ký này không to nhưng rất dễ thấy. Miệng không ít người ở đây lập tức há thành hình chữ O, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hải thần mượn lực lượng của thủy, rõ ràng là đã đứng ở thế thượng phong, nhưng bị một quyền của Mạc Phàm đánh bay. Hơn nữa Mạc Phàm còn cố ý đưa nước biển tới, để thực lực của hải thần phát huy tới mức tận cùng, có nước biển như vậy mà vẫn bị Mạc Phàm đánh bay. Chỉ trong chớp mắt mọi người đã hiểu dụng ý của Mạc Phàm, sắc mặt cả đám lại thay đổi. Sở dĩ Mạc Phàm dẫn nước biển tới, là vì đánh bại ông ta lúc ông ta mạnh nhất. Trên đài chiến đấu Bạch Ngọc, sắc mặt đám Phượng Hoàng và Lâm Thiên Nam cũng vô cùng âm trầm. Tám cao thủ, chỉ trong giây lát có hai cao thủ bị Mạc Phàm ngược hoàn toàn, hai người này tuyệt đối không phải người có thực lực kém nhất trong tám người. Nhất là Hải Thần, chắc chắn thực lực nằm trong top 4. Tiểu tử này phiền phức hơn trước rất nhiều, chúng ta cùng lên đi, nếu không không dễ đối phó tiểu tử này như vậy. Trên mặt lão tổ Thanh Bang lộ vẻ nghiêm trọng, nói. Không dễ đối phó như vậy, không phải là không thể đối phó, một mình tôi là đủ rồi, mấy người muốn cùng ra tay cũng được. Trong mắt Phượng Hoàng lóe lên sắc bén, lạnh lùng nói. Bà ta vươn hai tay ra, bùm một tiếng, hỏa diễm hừng hực giấy lên trên người bà ta. Vòng sáng hỏa diễm nhanh chóng phóng đại, lan tràn ra xung quanh. Trong phạm vi vòng sáng, hỏa diễm giấy lên tất cả những nơi trên đài chiến đấu Bạch Ngọc, lửa mạnh cao chừng hơn 10 thước. Vòng sáng đến rìa đài chiến đấu Bạch Ngọc cũng thành một vùng biển lửa. Dưới lửa mạnh, cả không gian đều đang lắc lư, bầu không khí cũng vô cùng áp lực dưới hỏa diễm này. Ngay sau đó cơ thể bà ta chậm rãi bay lên, dừng ở giữa không trung. Lâm Thiên Nam liếc mắt nhìn Phượng Hoàng với vẻ hài lòng, khóe miệng cũng nhếch lên cười mỉa, rời mắt nhìn Mạc Phàm. Tôi vốn tưởng rằng đối phó cậu không cần thứ này, hay là nói cậu không đáng để tôi dùng toàn lực, nhưng cậu phiền phức hơn tôi nghĩ một chút, nhưng phiền phức này cũng không nhiều. Anh ta chỉ về phía xa, huyết vân luôn tán đi trên bầu trời nhanh chóng thu nhỏ lại bay về phía anh ta, chỉ trong chớp mắt đã nhập vào cơ thể anh ta. Đều xuất hiện cả đi. Trong mắt Lâm Thiên Nam chớp lóe huyết quang, một vùng huyết văn xuất hiện trên trán anh ta. Năm chữ vang lên, vô số huyết đan xuất hiện xung quanh anh ta, che kín đài chiến đấu Bạch Ngọc. Số lượng nhiều khiến da đầu người ta run lên, lực lượng còn mạnh hơn lĩnh vực hỏa diễm của Phượng Hoàng xuất hiện, không gian vì lực lượng này mà sợ run lên. Lão tổ của Thanh Bang cảm nhận được khí tức trên người hai người, lông mày nhíu lại, hai chữ truyền từ miệng ông ta ra. Còn chưa xong đâu. Hóa Long. Hai chữ này vừa vang lên, tiếng long ngâm xuất hiện, Hắc Long trông rất sống động xuất hiện trong cơ thể ông ta. Đuôi của Hắc Long quấn lấy lão tổ Thanh Bang, chui vào trong cơ thể ông ta. Chỉ trong chớp mắt một cự long biến mất vào trong cơ thể lão tổ Thanh Bang. Ken két, âm thanh như giang xào đậu vang lên, lân phiến màu đen xuất hiện trên khắp người lão tổ Thanh Bang. Tay ông ta biến thành như long chảo, chớp lóe quang mang sắc bén. Cái đuôi dài cũng xuất hiện sau lưng ông ta. Cơ thể ông ta không cao hơn nhiều, nhưng khí tức còn khủng bố hơn chân long vô số lần. Sau lão tổ Thanh Bang, người đàn ông mặc thần bào âm dương nheo mắt, trong mắt nở rộ sắc bén, ngôn ngữ của Nhật Quốc leng leng có lực vang lên. Vạn pháp loạn, âm dương đảo, ngã nhật chiếu. Bỗng nhiên áo bào âm dương hắc bạch trên người đàn ông rách ra, lộ ra nửa cơ thể vạm vỡ. Làn da và tóc dài của ông ta cũng biến thành nửa đen nửa trắng, khí tức hỗn loạn xuất hiện trên người ông ta. Khí tức trong đài chiến đấu Bạch Ngọc vốn đã khủng bố, người đàn ông mặc áo bào âm dương vừa biểu lộ thực lực, trong khủng bố lại có thêm nguy hiểm. Sở trưởng của Hắc Ám Giáo Đình thì nhếch miệng cười tàn nhẫn, dưới chân ông ta vừa động, một ma pháp trận màu đen cổ xưa xuất hiện dưới chân ông ta. Ông ta lấy đoạn đao màu đen có hình dạng quỷ dị ra, cười âm hiểm liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Phốc, trường đao đâm thẳng vào tim ông ta, máu tươi chảy lên trên đoạn đao, chảy qua tay ông ta rơi từng giọt vào trong ma pháp trận ở dưới chân. Ông ta giống như không biết đau, bàn tay tràn đầy máu tươi vỗ lên trên ma pháp trận. Chế tài. Huyết thủ ấn đánh lên trên ma pháp trận sáng lên, khí tức tang thương, nghiêm túc, hắc ám, tà dị xuất hiện. Sau đó, gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, tiếng ma quỷ cười, thét chói tai. Khóc lóc vang lên. Chỉ trong chớp mắt trời tối sầm hơn nhiều, trên đài chiến đấu Bạch Ngọc tràn đầy âm thanh quái dị,
một đám quỷ thủ màu đen vươn từ trong ma pháp trận ra, giống như quần ma hàng thế. Khổ tu của thần điện cũng không nhàn rỗi, đôi mắt bình tĩnh của ông ta nhìn Mạc Phàm một cái trước, sau đó trong mắt lóe lên dữ tợn mà khổ tu không nên có. Mạc Phàm, cậu hủy truyền thừa của thần điện chúng tôi, nếu không thành được thần, tôi chỉ có thể thành ma giết cậu. Khổ tu nói tiếng Anh với Mạc Phàm. Nói xong thánh quang trên người ông ta nhanh chóng tắt đi, cơ thể trắng nõn cũng chậm rãi biến thành màu đen. Không chỉ như vậy, cơ thể gầy khô của ông ta cũng nhanh chóng bành trướng, chỉ trong chớp mắt đã cao hơn 3 mét, có lân phiến cá sấu, gai xương của vong linh, móng tay quỷ vương, răng nanh của ma quỷ, cánh biên bức rơi, đuôi tích dịch thằn lằn cùng xuất hiện trên người ông ta. Chỉ trong mấy hơi, ông ta biến từ khổ tu thánh khiết thành ma quỷ hung dữ, điên cuồng, táo bạo, khí tức còn khủng bố hơn lão tổ thanh bang mấy phân, ép nhưng đang trong thời gian tiến hóa và bành trướng. Bầu không khí trong đài chiến đấu Bạch Ngọc vốn đã áp lực tới nổ mạnh, theo khổ tu biến hóa, trực tiếp đến cực hạn. Răng rác, từng đạo khe hở xuất hiện trên màn hào quang xung quanh đài chiến đấu Bạch Ngọc, sắp phá tan màn hào quang bất cứ lúc nào. Bên ngoài đài chiến đấu, ngoại trừ đám Bạch Tử Hàn ra, những người khác đều lùi ra ngoài cây số, lúc này cũng cảm nhận được ngực bị đè nặng, giống như có tảng đá to đè lên. Khí tức thật mạnh. Không ít người nghĩ thầm. Lần này xem Mạc Phàm làm sao bây giờ. Trúc Thiên Cực hơi nhếch miệng cười lần nữa, nói. Mấy người vừa rồi không phải là đối thủ của Mạc Phàm, bây giờ tất cả người còn lại lấy ra bản lĩnh thực, mỗi người đều không kém Mạc Phàm, xem Mạc Phàm có thể kiêu ngạo được bao lâu. Huyết Thúc, ông đoán xem Mạc Phàm này đỡ được mấy chiêu của bọn họ. Trúc Thiên Cực đứng trên biển mây, ôm một mỹ nữ hỏi. Hẳn là trong 5 chiêu, nếu sau 5 chiêu Mạc Phàm không còn quân bài khác chưa lật, cậu ta sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Huyết Nô nhìn đài chiến đấu Bạch Ngọc thông qua ảnh ngược của gương, thận trọng nói. Tam nguyên của Mạc Phàm đã khiến thực lực tới cực hạn, mạnh gấp 27 lần so với chưa tập hợp đủ, nhưng đám Phượng Hoàng và Lâm Thiên Nam thi triển thực lực không yếu hơn Mạc Phàm. Tuy bọn họ không thể giữ trạng thái này được lâu, nhưng cũng đủ giết Mạc Phàm. Cho dù Mạc Phàm có thực lực và kiến thức quỷ dị, nếu không có chuẩn bị khác, sau 5 chiêu sẽ phải chết. Trúc Thiên Cực nhíu mày, trong mắt hiện lên bất mãn. Huyết Thúc, xem ra ông rất coi trọng tiểu tử này, tôi thấy nhiều nhất là 3 chiêu, hoặc ngay cả 3 chiêu còn không được. 3 chiêu. Huyết Nô nhíu mày. Có lẽ Mạc Phàm không địch lại được, nhưng 3 chiêu thì hơi ít. Không đợi Huyết Nô nói xong, Trúc Thiên Cực hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt lập tức tràn đầy đùa giỡn, nâng cằm mỹ nữ trong lòng lên. Bảo bối, em nói xem mấy chiêu. Công tử, tu vi của em yếu kém, không nhìn ra là mấy chiêu, nhưng nếu tiểu tử này đắc tội công tử, em biết chắc chắn cậu ta sẽ sống không quá mấy ngày. Vị mỹ nữ kia mặc Trúc Thiên Cực đùa giỡn, làm nũng nói. Hô hô, như vậy mới đúng chứ. Trúc Thiên Cực cười to nói. Có nghe thấy không, Huyết Thúc, ông nên nhìn cô ấy mà học tập. Vẻ mặt Huyết Nô khó coi, do dự một lát nhưng vẫn mở miệng. Thiếu gia, cậu có cảm thấy quần áo trên người Mạc Phàm rất quen mắt không, rất giống đệ tử thân truyền của thần Nông Tông. Ở tu chân giới, mỗi tông phái đều không có cùng phủ đệ và ký hiệu. Theo Mạc Phàm lộ ra tiên thiên chi thể, ông ta cảm thấy rất quen thuộc. Thần Nông Tông, ông điên rồi à, ông đừng quên vị thần sứ lúc trước là người của thần Nông Tông, nếu cậu ta cũng vậy, cậu ta sẽ giết Phong Vô Duyến sao? Trúc Thiên Cực hơi nhíu mày, sau đó nói với vẻ khinh thường. Ngoài ra ông cảm thấy đệ tử thân truyền của thần Nông Tông sẽ trích lâm nơi như này sao? Linh khí trên địa cầu cằn cỗi như thế, thật sự không phải nơi tốt để đệ tử thân truyền của Đại Tông Môn trích lâm. Khả năng này không lớn, nhưng mà cậu đừng quên. Huyết Nô nói tiếp. Đủ rồi. Trúc Thiên Cực không kiên nhẫn quá to. Khóe miệng Huyết Nô giật giật, không nói gì nữa, tiếp tục quan sát đài chiến đấu Bạch Ngọc. Bên cạnh đài chiến đấu Bạch Ngọc, mặt đám Bạch Tử Hàn lại xám như cho tàn, lo lắng nhìn Mạc Phàm lẻ loi một mình ở bên trong. Bạch tiểu thư, chúng ta không cần tiến vào giúp đỡ sao, sư phụ của tôi. Chu Hiệt hỏi. Đi vào cũng vô dụng, chúng ta rút lui, nơi này quá nguy hiểm. Bạch Tiểu Hàn nhíu mày, nắm chặt tay lại. Chiến đấu cấp bậc này, cho dù chín bọn họ đi vào cũng như muối bỏ biển. Cho dù bọn họ không đi vào, hiện giờ ở đây cũng không an toàn. Đám người này vừa ra tay,
sẽ không khác long trời lở đất mấy. Thay vì đi vào tạo thêm phiền phức cho Mạc Phàm, còn không bằng đứng từ xa yên lặng quan sát thì hơn. Nhưng mà sư phụ tôi... Chu Huyệt quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Phàm, nói với vẻ không cam lòng. Cảm giác chỉ có thể nhìn mà không làm gì được này đúng là khó tiếp nhận. Chúng ta đi. Bạch Tử Hàn khu động Bạch Ngọc Bàn di chuyển ra xa. Đám Bạch Tử Hàn mới lùi ra xa, cuối cùng cơ thể của Khổ Tu Thần Điện cũng tiến hóa xong, khí tức trên người Pháp Thần Horus và Hải Thần cũng không kém lộ ra. Giống, tiếng gầm giận dữ truyền từ miệng Khổ Tu Thần Điện ra, ông ta không quan tâm những người khác, bóng người nhoáng lên một cái đến trước người Mạc Phàm. Móng vuốt như do hợp kim siêu cấp tạo ra lóe lên sắc bén, lập tức đánh về phía Mạc Phàm. Cùng lúc đó, trong mắt người đàn ông của Hắc Ám Giáo Đình cũng chớp lóe ô quang, trong trận pháp xung quanh ông ta, hai thủ độc nhanh chóng kéo dài, phát ra âm thanh khiến da đầu người ta run lên vồ lấy Mạc Phàm. Lão Tổ Thanh Bang và người đàn ông mặc thần bào âm dương không nói hai lời, một người tay như cự long, một người hai tay xuất hiện đồ án âm dương vĩ đại, lập tức lao về phía Mạc Phàm. Phượng Hoàng lạnh lùng liếc mấy người này một cái, trong đôi mắt lóe lên lạnh lẽo. Phượng Khởi. Hai tay bà ta đẩy lên trên, hỏa diễm trong đài chiến đấu Bạch Ngọc tăng vọt, hỏa diễm lung lay giống như đang hoan nghênh thứ gì đó. Ngay sau đó trên đỉnh chóp đài chiến đấu Bạch Ngọc, một Phượng Hoàng hỏa diễm to lớn trông rất sống động xuất hiện nhanh chóng thành hình trong không trung, bao trọn đài chiến đấu Bạch Ngọc ở bên trong. Không đợi Phượng Hoàng hạ xuống. Lợi chảo của Khổ Tu Ma hóa cách Mạc Phàm chỉ ba ngón tay. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ. Tôi diệt truyền thừa của thần điện ông, đó là vì thần điện ông đáng bị diệt, ông không tin thần thành ma có tác dụng sao? Khổ tu này nhìn không giống điện chủ của thần điện và Carter, ông ta như vậy khó mà tu được bát nan thần thể. Nhưng nếu khổ tu này khác với thành viên của thần điện, nhưng nhìn thần điện làm sằng làm bậy mà không thèm ngăn cản, ông ta cũng không khác đám điện chủ thần điện mấy. Chẳng qua điện chủ của thần điện là quái tử thủ, ông ta là lực lượng phía sau quái tử thủ mà thôi. Thần điện bắt người làm tế phẩm thì được, người khác diệt thần điện không được, người như vậy cũng nên chết. Một tay hắn nắm hồng liên, kiếm như sấm đi sau đến trước chạm lên người khổ tu ma hóa. Bùm, âm thanh không khí nổ mạnh vang lên, không gian trực tiếp nứt vụn, trên tay khổ tu ma hóa xuất hiện thêm bạch ấn, cơ thể cao lớn lùi về sau. Nhưng Mạc Phàm vừa định đuổi theo chém một kiếm nữa, dưới chân lập tức căng thẳng. Hắn nhíu mày nhìn dưới chân, không biết có một độc thủ xuyên qua lĩnh vực của hắn nắm chặt chân hắn từ lúc nào. Những độc thủ này nhanh chóng từ chân Mạc Phàm tiến lên trước, chỉ trong phút chốc đã bao lấy nửa người hắn, chui vào trong cơ thể hắn. Những chỗ xúc tua màu đen chạm vào, Mạc Phàm đều không thể nhúc nhích, giống như không còn là bộ phận trên cơ thể hắn. Thẩm phán. Người đàn ông của Hắc Ám Giáo Đình cười lạnh lùng, giọng nói trầm thấp vang lên. Những lời này vừa vang lên, một thập tự giá ác ma màu đen vĩ đại xuất hiện sau lưng Mạc Phàm. Những độc thủ quấn trên người Mạc Phàm kéo ra ngoài, một hư ảnh giống hệt Mạc Phàm được rút ra. Âm thanh kéo tơ vang lên, hư ảnh này của Mạc Phàm bị trói chặt trên thập tự giá ác ma màu đen. Trọng tài, Mạc Phàm, cậu có thể xuống địa ngục rồi. Người đàn ông của Hắc Ám Giáo Đình cười mỉa nói. Nghi thức chế tài này lấy cơ thể bất tử của ông ta làm môi giới, sau đó triệu hồi ra thần của linh hồn, để thần của linh hồn tới chế tài và thẩm phán người bị chế tài. Tất cả nghi thức đều công kích nhằm vào linh hồn, phần bị cắt bỏ sẽ được kéo vào địa ngục. Một phần kia biến mất, thì không thể nào sử dụng phần đó được nữa, phàm là người bị thẩm phán sẽ không thể sống sót. Câu này vừa vang lên, lưỡi hái tử thần. Răng cưa và dụng cụ tra tấn vươn từ trong thập tự giá ác ma màu đen ra, toàn bộ đều chém về hư ảnh Mạc Phàm. Không chỉ những dụng cụ tra tấn này đến bên cạnh Mạc Phàm, âm dương sư âm dương đảo ngược, lão tổ Thanh Bang cùng với pháp thần và hải thần cũng tới bên cạnh Mạc Phàm. Long chảo, âm dương bàn như cái thớt, xà trưởng hoàng kim và thiết bổng đều mang theo uy lực cường đại đánh về phía Mạc Phàm. Bốn người vừa ra tay. Màn hào quang trên đài chiến đấu Bạch Ngọc mới khép lại không lâu lại vỡ nát, đại động xuất hiện trên bầu trời. Thấy công kích linh hồn và công kích như thiên băng của bốn người ở ngay trước mắt, trên thập tự giá, Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khinh thường, không thèm nhìn ác ma ở sau lưng. Rốt thần của linh hồn, chỉ dựa vào một tiểu thần như ông, cũng muốn thẩm phán tôi sao? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn không biết nghi thức này, nhưng hắn biết rõ lực lượng mà nghi thức này mượn.
Người nắm giữ linh hồn ở ma tộc là Rod, chính là thuộc hạ của Harris, chủ thần linh hồn, một thần linh vô cùng bỉ ổi. Kiếp trước khi ở tu chân giới, Rod thấy hắn luôn xưng hô là chủ thần đại nhân, không dám có một chút bất kính. Đây không phải vì y thuật của hắn, cũng không phải vì thần nông tông, mà vì huyết mạch Hồng Liên của hắn. Nghe nói Harris thần của linh hồn đã từng là nô bộc của Hồng Liên nhất tộc, dựa vào linh khí của Hồng Liên nhất tộc ngưng tụ ra thần cách. Chuyện này khiến Hồng Liên nhất tộc miễn dịch với lực lượng của tử thần Rose, còn được Rose tôn sùng. Khi nói chuyện, một đóa liên hoa xuất hiện dưới chân hắn, đóa hoa mỹ lệ như máu. Liên hoa chiếu ra một đạo quang, bảo hộ linh hồn hắn ở bên trong. Khi lưỡi hái tử thần, răng cưa và dụng cụ hành hình đụng tới linh hồn hắn, giống như xẹt qua không khí không làm được gì. Lưỡi hái tử thần chế tài không có hiệu quả, xúc tua độc thủ lập tức lùi về sau như thủy triều, quay về dưới chân người đàn ông của Hắc Ám giáo đình. Vẻ mặt người đàn ông kia sửng sốt, trong mắt tràn đầy vẻ khó mà tin. Ông ta từng dùng nghi thức này vài lần, chưa từng xảy ra chuyện như vậy, thần linh lại bị một câu của Mạc Phàm dọa trở về. Mạc Phàm, rốt cuộc cậu là ai? Người đàn ông của Hắc Ám giáo đình hỏi. Mạc Phàm có thể đuổi thần linh đi, chuyện này quá khó tưởng tượng được. Tôi là ai ông không có tư cách biết, ông nên suy nghĩ về ông thì hơn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Người đàn ông của Hắc Ám giáo đình nhíu mày, chỉ cảm thấy trên người căng cứng, ông ta vội vàng cúi đầu. Những quỷ thủ màu đen ông ta triệu hồi ra vươn ra, không rời đi trái lại nắm chân ông ta. Không đợi ông ta phản ứng kịp, những quỷ thủ màu đen vội vàng với vào trong cơ thể ông ta lập tức cứng ngắc lại, vẻ hoảng sợ xuất hiện trong mắt ông ta. Không cần thôi động nghi thức, một thập tự giá ác ma màu đen xuất hiện sau lưng ông ta. Âm thanh tí tách vang lên, quỷ thủ màu đen rút ra, linh hồn của ông ta cũng được rút ra theo. Rõ ràng là ông ta cử hành nghi thức, không thương tổn được Mạc Phàm, chính ông ta lại bị nghi thức này giết chết, là ai đều không cam tâm. Nhưng dưới quỷ thủ màu đen này, cho dù ông ta lăn qua lăn lại thế nào, vẫn bị trói chặt trên thập tự giá, một dụng cụ tra tấn chém về phía linh hồn ông ta. Không, không, Mạc Phàm, cậu không thể giết tôi, không thể, tôi chết, cậu không sống yên ổn được đâu. Người đàn ông của Hắc Ám giáo đình kêu lên điên cuồng. Tôi không muốn giết ông đầu tiên, nhưng ông lại dùng nghi thức này với tôi không muốn giết ông, cũng không thể cứu ông, bởi vì nghi thức này không phải do tôi cử hành, là ông cử hành, còn chuyện tôi có thể sống yên ổn hay không, không nhọc ông quan tâm, tử. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn vừa nói xong, dụng cụ tra tấn hạ xuống, linh hồn của người đàn ông bị chém thành mảnh nhỏ, cơ thể ông ta cũng mềm nhũn, khí tức hết sạch. Đúng lúc này giọng nói lạnh như băng truyền tới. Mạc Phàm, cậu giết chết ông ta cũng không sao, nhưng cậu cũng phải chết. Mạc Phàm thu hồi ánh mắt, nhìn theo bóng dáng, chỉ thấy đám pháp thần Horus không để ý tới linh hồn của hắn, đã tới bên cạnh cơ thể hắn, trên tay bốn người chớp lóe hào quang, biến không gian xung quanh cơ thể hắn thành một vùng hắc động, đè về phía người hắn, cách cơ thể hắn chỉ một ngón tay. Trong hắc động quần áo của Mạc Phàm bay phấp phới, tóc dài tung bay nhưng không nhúc nhích. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không thèm để ý tới bốn người cùng ra tay, rời mắt nhìn về phía pháp thần Horus. Vừa rồi tôi nói muốn giết ông đầu tiên, nhưng người kia tự tạo nghiệt chết trước, vậy ông là người thứ hai đi. Mạc Phàm nheo mắt lại, trên linh hồn và trên cơ thể hắn cùng sáng lên hào quang màu lam. Dưới hào quang màu lam, linh hồn của hắn đến chỗ cơ thể lại đến vị trí của linh hồn. Công kích của bốn người cùng đánh về phía linh hồn hắn, giống như đánh lên quang ảnh, trực tiếp xuyên qua linh hồn của Mạc Phàm. Bốn người vốn sửng sốt, sau đó vẻ mặt thay đổi vội thu tay lại. Bọn họ đều công kích vật lý, không có tác dụng quá lớn với linh hồn, trái lại chỉ làm thương tổn đến mình. Lúc bốn người thu tay lại, cơ thể Mạc Phàm đã cử động rồi. Kiếm kỹ, Tam Liên Thành. Hắn vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, linh khí không giữ lại chút vào bên trong Hồng Liên, hắn tiến lên trước một bước, Hồng Liên đâm mạnh về phía trước. Rõ ràng chỉ là một kiếm, nhưng không như máy bay ném bom với tốc độ siêu âm xẹt qua bầu trời, không gian chấn động kịch liệt, sau đó bạo âm chấn động màng tai người ta lại xuất hiện. Một kiếm như vậy, chỉ trong chớp mắt đã đâm vào người pháp thần Horus. Pháp thần Horus cảm nhận được một kiếm này của Mạc Phàm, trong mắt hiện lên bối rối và khó tin. Cơ thể và linh hồn Mạc Phàm phân ly,
vì sao không có linh hồn mà Mạc Phàm vẫn đâm được một kiếm đáng sợ như vậy. Ông ta xoay người lại, xà trượng hoàng kim hóa thành một tấm khiên to đồ án hình xà, chắn trước người ông ta. Cũng đúng lúc này, một kiếm của Mạc Phàm cũng đâm tới. Khí kình như xoắn ốc xoay chuyển trên trường kiếm, toàn bộ đều nhập vào trong Hồng Liên, khí tức vô cùng sắc bén tỏa từ Hồng Liên ra bốn phía. Ở đây có không ít người lưng phát lạnh, giống như có một thanh kiếm chỉ về phía bọn họ. Bùm bùm bùm, ba tiếng thật lớn vang lên, Hồng Liên đâm vào tấm khiên của pháp thần Horus một cách dễ dàng. Không chỉ như vậy, chiến giáp hoàng kim trên người pháp thần Horus cũng bị đâm một cách dễ dàng, mũi kiếm Hồng Liên chui ra sau lưng pháp thần Horus. Cơ thể pháp thần Horus run lên, giống như bị sét đánh. Ông ta chậm rãi cúi đầu nhìn về phía tim, mắt mở to, vẻ khó mà tin xuất hiện trên mặt ông ta. Linh hồn và cơ thể Mạc Phàm tách ra còn chưa tính, một kiếm vừa rồi của Mạc Phàm chỉ để lại một vết thương trên người ông ta, một kiếm này thì xuyên qua ông ta luôn, chiến giáp và tấm khiên của ông ta như đậu hũ dưới kiếm của Mạc Phàm. Sao có chuyện này được? Pháp thần Horus lắc đầu, khó mà tin được nói. Ở trước mặt tôi không có gì là không có khả năng. Mạc Phàm thản nhiên nói. Một kiếm này là tuyệt kỹ thành danh của thiên tài kiếm đạo Mạc Vấn Kiếm, tên là Tam Liên Thành. Sở dĩ có cái tên này là vì lúc đại chiến thần ma, ma tộc đạt được ba tòa thành chúc phúc, lần lượt là Thiện Lương, Chính Nghĩa, Hỗn Loạn, ba tòa thành chúc phúc này đã vây khốn 10 vạn tu sĩ ở bên trong. 10 vạn tu sĩ không có biện pháp gì với ba tòa thành này, bị nhốt cửu thiên cũng không thể thoát ra. Cuối cùng vẫn là Mạc Vấn Kiếm vô cùng trẻ tuổi đi tới, một người một kiếm mở ba tòa thành. Bởi vậy mà Mạc Vấn Kiếm thành danh, một chiêu kiếm kỹ này của anh ta cũng được vô số người thèm nhỏ dãi. Tam Liên Thành được xưng là phòng ngự tuyệt đối đều bị một kiếm chém phá, cơ thể và chiến giáp của pháp thần Horus có là gì? Ông có thể chết rồi. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, linh khí rót vào trong trường kiếm một cách điên cuồng, vẻ mặt pháp thần Horus lập tức kỳ lạ. Không, Mạc Phàm, nếu cậu dám giết tôi, tất cả Mạc gia cậu sẽ chọn đời bị nguyền rủa luân hồi. Pháp thần Horus chịu đựng đau đớn, nghiến răng nói. À, mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, đáp, giống như có người nói chào buổi sáng với hắn, hắn gật đầu. Vẻ mặt pháp thần Horus ngây ngốc, trên mặt đều là sợ hãi. Rõ ràng là Mạc Phàm không sợ nguyền rủa của ông ta, lần này nguy rồi. Bảo, Mạc Phàm khẽ quát. Cơ thể ông ta bắt đầu bành trướng, giống như khí cầu được bơm đầy, từng đạo kiếm khí tràn từ trong lỗ chân lông, miệng, mũi, lỗ tai ông ta ra, tỏa ra bạch quang vô cùng chói mắt. Bùm, một tiếng nổ mạnh vang lên, bạch quang bao phủ pháp thần Horus ở bên trong. Bạch quang thu lại, mảnh nhỏ màu vàng nhiễm máu tươi trôi nổi trong không trung thổi ra xung quanh. Pháp thần Horus bị một kiếm nổ thành mảnh nhỏ, tử vong. Thấy pháp thần Horus tử vong. Trong mắt sờ phinh thú bị trọng thương xuất hiện một chút bi thương, giang cánh bay về phía nam. Ở đây cho dù là bên trong đài chiến đấu Bạch Ngọc hay bên ngoài, hoặc những người thông qua các phương thức khác nhau quan sát chiến đấu, sắc mặt bọn họ đều thay đổi. Những người này đều biểu lộ lực lượng cực hạn của mình, cùng bao vây tấn công Mạc Phàm. Không chỉ không thương tổn Mạc Phàm, trái lại bị Mạc Phàm giết hai. Nhất là Trúc Thiên Cực ở trên biển mây, sắc mặt anh ta âm trầm như nước. Mãi mà chưa khôi phục lại. Anh ta mới nói Mạc Phàm không chống đỡ được ba chiêu, qua ba chiêu Mạc Phàm không chỉ bình yên vô sự, còn giết hai người, chuyện này không khác gì tát vào mặt anh ta. Trên đài chiến đấu Bạch Ngọc, mấy người còn lại nhanh chóng phản ứng kịp. Mấy người đi đối phó cơ thể cậu ta, tôi đi đối phó linh hồn cậu ta cho. Người đàn ông mặc thần bào âm dương nói với Hải Thần và Lão Tổ Thanh Bang. Linh hồn của Mạc Phàm rời cơ thể. Cơ thể có hành động tự chủ, chuyện này không hợp với lẽ thường. Phải biết rằng cho dù là cao thủ Nguyên Anh rời thể, cơ thể chỉ có thể làm một số chuyện đơn giản, không thể phát huy được thực lực mạnh như thế. Nhưng nếu linh hồn xuất khiếu, không phải cơ thể không phát huy ra được uy lực mạnh, điều kiện tiên quyết là linh hồn phải đủ mạnh, cách cũng không thể quá xa. Hơn nữa lúc cơ thể Mạc Phàm cử động, linh hồn của cậu ta không thể động, trái lại cũng vậy. Như vậy chỉ cần bọn họ cùng đối phó linh hồn và cơ thể Mạc Phàm là được. Người đàn ông mặc thần bào âm dương vừa nói vậy, trong chớp mắt Hải Thần và Lão Tổ Thanh Bang hiểu ý người đàn ông mặc thần bào âm dương. Hai người một trước một sau đánh về phía cơ thể Mạc Phàm.
Lúc này khổ tu ma hóa cũng phản ứng kịp, ông ta do dự một lát lập tức xông về phía cơ thể Mạc Phàm. Người đàn ông mặc thần bào âm dương mở tay ra, nhoáng lên một cái liền đến bên cạnh linh hồn Mạc Phàm. Thân là âm dương sư, thể thuật không phải loại ông ta am hiểu nhất, ông ta am hiểu âm dương pháp thuật nhất, pháp thuật khống chế quỷ thần cũng là một loại trong đó. Quỷ thiết, một ấn ký màu vàng chữ nguyệt ngoạc xuất hiện trong tay ông ta, trực tiếp đánh về phía linh hồn Mạc Phàm. Linh hồn Mạc Phàm giống như không nhìn thấy người đàn ông mặc thần bào âm dương, cơ thể hắn cầm hồng liên, kiếm khí đại khai đại hợp một kiếm, đám hải thần tránh được một kiếm này. Người đàn ông mặc thần bào âm dương nhíu mày, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, phù văn vẫn khắc trên linh hồn của Mạc Phàm, phù văn mới ấn lên trên, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Người đàn ông mặc thần bào âm dương nhìn phía dưới, quỷ thủ màu đen giết người đàn ông của Hắc Ám giáo đình lại vươn ra. Ngay lúc ông ta dán phù ấn lên linh hồn Mạc Phàm đã nắm lấy chân ông ta. Chuyện này, trên mặt người đàn ông mặc thần bào âm dương tràn đầy khó hiểu. Ông ta không dùng nghi thức kia với Mạc Phàm, vì sao lại bị quỷ thủ này quấn lấy? Hơn nữa sở trưởng của Hắc Ám giáo đình đã chết, nghi thức nên ngưng hẳn rồi mới đúng, vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ, mắt ông ta mở to, trong mắt đều là khiếp sợ. Đây là bẫy. Không thể động vào linh hồn cậu ta. Người đàn ông mặc thần bào âm dương nghiến răng tức giận nói. Linh hồn Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt. Linh hồn ngoại phóng là một chuyện rất nguy hiểm, cho dù linh hồn của hắn mạnh hơn những người khác rất nhiều, nhưng bại lộ linh hồn trước mặt đám cao thủ như Phượng Hoàng là một hành động không sáng suốt. Sở dĩ hắn không để linh hồn quay về cơ thể, là vì nghi thức đó vẫn còn ở đây, nghi thức kia chưa kết thúc. Người nào động vào linh hồn của hắn đều bị thần của linh hồn công kích. Hắn có thể thông qua linh hồn ly thể khống chế cơ thể mình, giống như linh hồn vẫn ở trong cơ thể, quả thật linh hồn chỉ là cạm bẫy như lời người đàn ông mặc thần bào âm dương nói. Tuy chuyện này bị người đàn ông mặc thần bào âm dương vạch trần, nhưng như vậy đủ rồi, mục đích của hắn đã đạt được. Không sai, bị ông phát hiện rồi. Mạc Phàm cũng không giấu giếm, nói thẳng. Sắc mặt người đàn ông mặc thần bào âm dương trắng xanh, mồ hôi to như hạt đậu rơi từ trán ông ta xuống. Ông ta là một đạo tàn hồn của Amaterasu đại nhân Nhật Quốc, sau khi Abe Seimei bị Mạc Phàm giết chết, một âm dương sư còn trẻ tuổi tìm ông ta, hơn nữa không chỉ gọi ông ta dậy còn dâng thân xác cho ông ta. Ông ta thân là Amaterasu tái thế, đã lâu rồi không e ngại cái gì. Nhưng lúc này đối mặt với Mạc Phàm, ông ta lại cảm nhận được tử vong lần nữa. Một kiếm của Mạc Phàm giết pháp thần Horus, ông ta kém pháp thần Horus một chút nữa, cũng sẽ chết. Trong hai tay ông ta mỗi tay xuất hiện một thanh kiếm, không do dự chém về phía chân mình. Không trốn đi ông ta sẽ bị Mạc Phàm giết, muốn thoát khỏi nghi thức thẩm phán này, phải cắt hai chân đi mới được, nếu không thẩm phán sẽ không kết thúc. Phập, máu tươi chảy ròng ròng, hai chân ông ta bị quỷ thủ nắm lấy được chém ra. Đột. Hai màu huyền quang sáng lên trên người ông ta, ông chịu đựng đau nhức, cơ thể hóa thành một đạo lưu quang chạy ra ngoài. Lúc này rời đi thì muộn rồi, ông là người thứ hai, thể quy vu hồn. Mạc Phàm nhẹ giọng quát. Nếu tu sĩ Nhật Quốc này tới Hoa Hạ đối phó hắn, không đánh lại còn muốn chạy, đâu dễ như vậy. Ranh giới Hoa Hạ, Phàm là người dám bước vào đều phải chết. Tu sĩ Nhật Quốc này thì càng như vậy. Những lời này vừa vang lên. Cơ thể hắn đang chiến đấu với đám hải thần hơi sững sờ, lập tức hóa thành vô số quang hạt biến mất. Khi xuất hiện lần nữa đã đến chỗ linh hồn và cơ thể hắn nhoáng lên một cái rồi hợp hai thành một. Một tay hắn cầm hồng liên, nâng hồng liên lên trên đỉnh đầu, trường kiếm hạ xuống hoa phá trường không. Bùm một tiếng, không gian giống như bị lôi đình chấn nát, một đạo vết rạn xuất hiện trước người Mạc Phàm không xa, âm thanh ù ù truyền từ trong không gian ra. Không đợi người đàn ông mặc thần bào âm dương thoát khỏi đài chiến đấu Bạch Ngọc, thì lại sửng sốt, một đạo không gian liệt phùng xuất hiện phía trước người đàn ông mặc thần bào âm dương. Người đàn ông mặc thần bào âm dương trốn quá nhanh, muốn dừng lại cũng không thể dừng lại được, đâm đầu vào trong khe hở. Xoẹt, âm thanh như vải bị xé rách vang lên, người đàn ông mặc thần bào âm dương xuyên qua không gian liệt phùng, giống như đâm vào trên đao phong, cơ thể hai màu hắc bạch bị tách ra làm đôi. Một nửa màu đen một nửa màu trắng. Thi thể bị tách ra bay lên trước hơn 10 thước, lúc này mới rơi xuống đài chiến đấu Bạch Ngọc, huyết dịch, nội tạng dính huyết dịch, thi thể nhuộm đỏ đài chiến đấu Bạch Ngọc.
xung quanh, không ít người nhìn thi thể người đàn ông mặc thần bào âm dương, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều. Mấy người bao vây tấn công Mạc Phàm, lúc này mới qua một lát đã bị Mạc Phàm giết ba. Chuyện này, phía sau Tần Vô Nhai, đám đệ tử tông môn ẩn thế vốn đầy đắc ý, lúc này thì câm như hến. Sắc mặt Hải Thần, lão tổ Thanh Bang khó coi, e sợ đánh giá Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu đường đường là Mạc đại sư, vậy mà dùng phương pháp giết người đê tiện như vậy. Lão tổ Thanh Bang khinh thường nói. Đê tiện. Mạc Phàm lắc đầu cười, trên mặt đều là xem thường. Đám người này cộng tuổi lại còn nhiều hơn hắn nhiều, những người này cùng đối phó hắn, hắn chỉ mượn lực lượng của Rốt Thần của linh hồn giết người đàn ông mặc thần bào âm dương, liền biến thành phương pháp đê tiện. Không nói ở trên đài chiến đấu, mượn bất luận lực lượng nào có thể giết kẻ địch là chuyện rất bình thường, cho dù làm như vậy là đê tiện thì thế nào. Hắn dám chắc chắn, nếu lão tổ Thanh Bang có cơ hội giết hắn như vậy, nhất định sẽ sử dụng không chút do dự. Ông đã đánh giá tôi như vậy, vậy ông là người thứ ba. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn nhấc hồng liên, vừa định di chuyển thì tiếng phượng minh vang lên, cảm giác nóng nực và áp lực khó có thể hình dung từ trên trời giáng xuống. Hắn nhíu mày nhìn về phía đỉnh đầu. Chỉ thấy phượng hoàng hỏa diễm gần như che khuất cả đài chiến đấu Bạch Ngọc, xuất hiện trên không đài chiến đấu Bạch Ngọc. Cơ thể che trời, dáng vẻ trông rất sống động, lực hỏa diễm trác nhân tâm hồn cùng với khí tức hung hãn, bạo loạn bẩm sinh của phượng hoàng, đều khiến người ta có cảm giác như trời sắp sập xuống, mà thế hàng lâm. Trên phượng hoàng hỏa diễm vĩ đại, phượng hoàng tóc dài, quần áo bay phấp phới, đôi mắt lạnh lùng nhìn những người khác. Nhìn thấy Phượng Hoàng và Phượng Hoàng hỏa diễm dưới chân bà ta, trong mắt Trúc Thiên Cực, tông môn ẩn thế và một số người mâu thuẫn với Mạc gia hiện lên vui mừng. Tuy bọn họ chưa từng thấy uy lực nổ mạnh của vũ khí tiên tiến, nhưng nếu Phượng Hoàng hỏa diễm to như vậy nổ mạnh, chỉ sợ phạm vi cả Hoa Sơn sẽ bị san thành bình địa. Uy lực tấn công như vậy, cho dù Mạc Phàm là thần tiên cũng phải chết. Lần này Mạc Phàm chết chắc rồi. Trên mặt một số người xuất hiện chờ mong lần nữa. Cười hưng phấn nói. Đúng là phế vậy, mấy người cùng ra tay mà không thể đối phó được một người, còn chưa cút đi. Phượng Hoàng nhìn lướt qua đám hải thần, lạnh lùng nói. Sắc mặt đám hải thần khó coi, trong mắt hiện lên bất mãn. Bất mãn thì bất mãn, bóng dáng bọn họ nhoáng lên một cái, vẫn lập tức tránh ra. Phượng Hoàng chuẩn bị lâu như vậy mới tạo ra động tĩnh lớn như thế, chỉ nhìn thôi cũng biết là có khác biệt. Càng không nói tới chuyện chịu một kích của Phượng Hoàng. Phượng Hoàng thấy ba người lui ra, lúc này mới nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu có thể giết ba người trong tám người chúng tôi, không thể không nói thực lực của cậu không tệ, là tôi xem thường cậu rồi, nhưng cậu chỉ được đến đây thôi, ở dưới một kích của tôi, cho dù cậu có quân bài gì chưa lật, cậu đều phải chết không thể nghi ngờ, cậu tự mình ra tay, hay là tôi giết cậu cùng với những người ở gần Đại Sơn này đây? Phượng Hoàng kiêu ngạo hỏi, giọng điệu bá đạo khiến mọi người không thở nổi, giống như Mạc Phàm sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe lam quang, ngẩng đầu nhìn Phượng Hoàng hỏa diễm to lớn trên bầu trời. Nếu Phượng Hoàng hỏa diễm này nổ tung, uy lực tuyệt đối không kém một kích của Tiểu Lôi Sơn hắn luyện chế lúc trước, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Cho dù đài chiến đấu Bạch Ngọc có bảo hộ, ngọn núi Hoa Sơn này cũng sẽ bị hủy. Hơn nữa hỏa diễm sẽ không tắt nhiều năm. Quả thật Phượng Hoàng hỏa diễm này của bà đủ đáng sợ, cũng đủ giết tôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn phóng thích lôi điện cường đại như vậy ở cửa địa ngục, nhưng nếu Tiểu Lôi Sơn không phải do hắn luyện chế, để hắn chống đỡ lôi điện đó, cũng ít có khả năng sống sót. Hắn không đỡ được Tiểu Lôi Sơn, càng không nói tới Phượng Hoàng hỏa diễm này. Nghe Mạc Phàm nói vậy, không ít người lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Mạc Phàm đã tự mình thừa nhận không đỡ được một kích của Phượng Hoàng hỏa diễm rồi, chiến đấu này sắp kết thúc. Có một số người thì trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhìn thoáng qua đám Bạch Tử Hàn đứng cách không xa. Lúc này Mạc Phàm còn bình tĩnh như vậy, không giống như sắp thua. Nếu Mạc Phàm thua, chắc chắn sẽ bảo người Mạc gia rời đi trước, nếu không đợi cậu ta vừa chết đi, người Mạc gia không thể chạy trốn khỏi tay Phượng Hoàng và Lâm Thiên Nam. Thì sao? Phượng Hoàng nhíu mày. Lạnh lùng hỏi. Bất luận quân bài nào chưa lật của tôi đều chắn được một kích này của bà, trên cả địa cầu hẳn là không có ai có thể làm được chuyện này, bà cũng không được. Mạc Phàm thản nhiên nói.
Tuy Phượng Hoàng là người biến dị ngũ cấp, nhưng thực lực chân chính chỉ là giả anh, một kích của cấp bậc này, chỉ cần chút thời gian, bà ta hơi chuẩn bị sẽ không là vấn đề. Nếu không phải những người này tranh thủ thời gian giúp Phượng Hoàng đã không có thời gian dùng một kích này. Trên cả địa cầu, Mạc Phàm cũng quá kiêu ngạo rồi. Có người cau mày nói. Mạc Phàm có quân bài chưa lật có thể đỡ được một kích này hay không thì chưa biết, nhưng những lời Mạc Phàm nói rất dễ dẫn tới phiền phức. Phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không phải không có người càng khủng bố hơn đám Phượng Hoàng, Lâm Thiên Nam, Pháp Thần Horus, chỉ là không ai ra mặt mà thôi. Những lời này của Mạc Phàm không chỉ chọc giận Phượng Hoàng, còn đắc tội những người đó. Phượng Hoàng nheo mắt lại, trong đôi mắt giống như có thể nhìn thấy hỏa diễm bắt đầu khởi động. Xem ra cậu còn quân bài chưa lật, vậy cậu không cần chọn nữa, trái lại tôi muốn xem cậu còn quân bài gì chưa lật, có thể chứng minh những lời cậu vừa nói là đúng hay không. Nói xong trên người Phượng Hoàng giấy lửa, cả người chậm rãi chìm vào trong Phượng Hoàng hỏa diễm vĩ đại dưới chân. Chiêm chiếp, âm thanh Phượng Minh vang lên, đôi mắt Phượng Hoàng hỏa diễm sáng lên, nhìn về phía Mạc Phàm. Bầu trời bắt đầu lắc lư, giống như sợ lực lượng của Phượng Hoàng hỏa diễm vĩ đại. Một số người không cẩn thận ngã xuống đất, bò mãi mà không dậy nổi. Không ít người nuốt nước bọt, lùi về sau theo bản năng. Dưới tình huống cách ly với đài chiến đấu Bạch Ngọc, bên ngoài còn có động tĩnh lớn như vậy, một kích này sẽ càng thêm khủng bố, vẫn nên cách xa một chút thì hơn. Chỉ trong phút chốc không ít người lùi đến nơi cách 2.000 mét, dựa vào pháp khí trôi nổi ở giữa không trung, sau đó nhìn về phía đài chiến đấu Bạch Ngọc. Tuy đám hải thần, lão tổ Thanh Bang không rời khỏi đài chiến đấu Bạch Ngọc, nhưng cũng dùng pháp bảo hoặc năng lượng bảo vệ toàn thân. Phượng Hoàng hỏa diễm to lớn liếc Mạc Phàm một cái, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, nối với Phượng Hoàng hỏa diễm, phía dưới thì chiếu lên người Mạc Phàm cầm hồng liên. Cột sáng màu đỏ này vừa thành, giọng nói lạnh lùng của Phượng Hoàng vang lên. Phượng Lạc. Phượng Hoàng hỏa diễm lại kêu mấy tiếng, cơ thể to lớn lao nhanh xuống dưới, xuống theo cột sáng. Phượng Hoàng tới chỗ nào, bầu trời giống như giấy gặp hỏa diễm hừng hực, đến chỗ nào không gian chỗ đó bị đốt sạch. Khí tức vô cùng khủng bố lan ra bốn phương tám hướng, đè xuống phía dưới. Sắc mặt những người ở xung quanh chưa rời đi thay đổi, nhanh chóng rời đi như điên rồi. Dưới Phượng Hoàng hỏa diễm to lớn, trong mắt Mạc Phàm lóe sáng hào quang, khóe miệng hắn cũng nhếch lên. Nếu là vài phút trước, một kích như vậy của bà, quả thật có thể khiến tôi gặp phiền phức, nhưng bây giờ sao, tôi sẽ cho bà thấy thứ tôi chuẩn bị. Mạc Phàm nheo mắt lại, không thèm nhìn Phượng Hoàng hỏa diễm trên đỉnh đầu, ý niệm vừa động, phù văn của yêu tộc cổ xuất hiện trên người hắn. Phù văn của yêu tộc cổ vừa xuất hiện liền lan ra xung quanh, chỉ trong chớp mắt đã có ở khắp nơi trên đài chiến đấu Bạch Ngọc, khí tức yêu dị, tang thương, cổ xưa xuất hiện. Yêu văn đến gần chỗ pháp thần Horus, sở trưởng của Hắc Ám giáo đình, người đàn ông mặc thần bào âm dương chết, yêu văn lập tức sáng lên. Yêu văn sáng lên hợp lại với nhau, biến thành một nơi tương tự tinh vực. Sát sinh, thành thánh. Môi Mạc Phàm khẽ mở, bốn chữ truyền từ miệng hắn ra. Bốn chữ vang lên, hào quang bắn từ trong ba tinh vực ra, chiếu lên người Mạc Phàm. Hào quang này chiếu lên người Mạc Phàm, áo và tóc hắn không gió mà bay. Khí tức trên người hắn cũng vô cùng cường đại, giống như nhiệt kế để ở trong hỏa diễm, nhanh chóng tăng cao, phóng lên trời. Chỉ chưa tới một giây, một hắc cầu xuất hiện xung quanh hắn. Sau đó lại có một hắc cầu, rồi lại một cái nữa. Chỉ trong phút chốc, hắc cầu trên người Mạc Phàm từ 27 thành 49, khí tức cường đại khiến người ta không thể hô hấp tỏa từ người Mạc Phàm ra bốn phía, có thể cảm nhận được tốc độ tăng nhanh chóng. Gió mạnh điên cuồng thổi quét xung quanh. Sắc mặt không ít người thay đổi, số người còn lại thì mờ mịt. Đây là tình huống gì thế? Vì sao bỗng nhiên khí tức của cậu ta mạnh hơn nhiều, chẳng lẽ cậu ta không dùng toàn bộ thực lực? Vừa rồi kim đan của Mạc Phàm từ 18 thành 27, hiện giờ lại tăng thêm, phần lớn là che giấu thực lực. Không phải chứ? Có người ở bên cạnh tràn đầy khiếp sợ, nơm nớp lo sợ nói. Không phải cậu ta che giấu thực lực, mà cậu ta dùng ba người bị giết tăng thực lực, giết người tăng cấp. Tần Vô Nhai vừa chống lại cơn gió Mạc Phàm tạo ra, vừa nghiến răng nói. Bỗng nhiên thực lực của Mạc Phàm bạo tăng, lại liên quan tới ba nơi kia, đúng là nơi ba người bị Mạc Phàm giết.
Tuy ông ta không tin chuyện giết người có thể tăng tu vi, bình thường đều lấy tinh khí thần của người sống để tăng tu vi, người chết thì tinh khí thần sẽ tán đi, hiệu quả kém hơn nhiều, nhất là như pháp thần Horus, bị một kiếm của Mạc Phàm nổ thành mảnh nhỏ, tìm khắp nơi cũng không được. Nhưng không có khả năng tình cờ ở ba tinh vực như vậy được, ngay chỗ ba người tử vong. Chuyện này chỉ có một khả năng, Mạc Phàm có thể giết người tăng cấp. Tuy chuyện này rất khó tin, nhưng rất nhanh có nhiều người tin vài phần. Trong vòng một năm Mạc Phàm đã có thực lực mạnh như vậy, cho dù là thiên tài ngàn năm hiếm có cũng không theo kịp Mạc Phàm. Nếu có công pháp giết người tăng cấp, vậy thì dễ hiểu rồi. Giết người tăng cấp sao? Nghe thấy mấy chữ này, vẻ mặt không ít người ngẩn ra, trên mặt tràn đầy vẻ khó mà tin. Giết người tăng cấp, nếu có bản lĩnh này thì đáng sợ rồi. Ở trong mắt Mạc Phàm, bọn họ sẽ thành con mồi. Hơn nữa con mồi không nhanh, sẽ thành đan dược giúp Mạc Phàm tăng tu vi. Trên mặt không ít người tái mét, nhất là một số người lúc trước bất kính với Mạc Phàm. Mạc Phàm cầm công pháp đáng sợ như vậy, vậy mà bọn họ đắc tội Mạc gia. Trán không ít người ứa mồ hôi lạnh, không quan tâm chuyện gì nữa cẩn thận lùi về sau. Mạc Phàm có thể sống sót dưới tay đám Phượng Hoàng hay không bọn họ không biết, nhưng nếu Mạc Phàm còn sống, bọn họ sẽ thành nguyên liệu để Mạc Phàm tăng tu vi. Mặc kệ cuộc chiến này thắng hay thua, không nên mạo hiểm thì hơn. Bên trong đài chiến đấu Bạch Ngọc, sắc mặt đám Hải Thần và Lão Tổ Thanh Bang cùng với Trúc Thiên Cực ở hải ngoại hải xanh đỏ bất định, trên mặt Trúc Thiên Cực vừa xuất hiện tươi cười trong chớp mắt biến mất không thấy, cuối cùng không cười nổi. Trúc Thiên Cực thân là thần sứ, kiến thức cao hơn mọi người rất nhiều, cũng chính vì chuyện này mà sắc mặt anh ta khó coi nhất. Huyết Thúc, ở tu chân giới có công pháp giết người tăng cấp không? Trúc Thiên Cực nuốt nước bọt, chậm rãi quay đầu hỏi. Có, nổi tiếng nhất là sát sinh đại thuật trong cửu đại thánh thuật của thánh đế nhất đế vạn cổ của yêu tộc, nhưng thuật này đã biến mất trong mộ thanh đế, không lưu truyền ra. Huyết Nô nhìn chằm chằm Mạc Phàm ở giữa đài chiến đấu Bạch Ngọc, giống như đã dùng hết tất cả sức lực, vô cùng gian nan nói. Thanh đế nhất đế vạn cổ của yêu tộc sao? Thân thể Trúc Thiên Cực run lên, giống như bị sét đánh. Phàm là có chữ đế. Ngay cả giày anh ta cũng không thể chạm tới, càng không nói tới nhất đế vạn cổ. Chuyện này, tôi cũng không biết rồi. Huyết Nô hữu khí vô lực nói. Kim đan xung quanh Mạc Phàm tăng tới 54 mới dừng lại. Linh khí dao động trên người hắn gần như thực chất, giống như hỏa diễm đang vũ động vần quanh Mạc Phàm, cho dù là người bình thường cũng có thể nhìn thấy được. Giữa ngọn lửa linh khí, Mạc Phàm nhìn hai tay hắn, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Chẳng trách thánh thuật này có thể khiến thanh đế cường đại như vậy, lúc cường thịnh gần như không người có thể địch. Chẳng trách vì thánh thuật này, đã dẫn tới bách tộc phân tranh, thánh thuật đáng sợ như vậy cũng đáng tạo ra quy mô tranh chấp như thế. Hắn tốn nhiều sức lực như vậy chỉ ngưng tụ được 27 viên kim đan, sau khi tu luyện thánh thuật này mới giết 3 người, số lượng kim đan đã tăng lên gấp đôi. Trong số công pháp và thánh thuật hắn biết, không có một loại có thể so được với thánh thuật này. Không tệ. Hắn cười hài lòng, lúc này mới nhìn về phía bầu trời. Phượng Hoàng hỏa diễm vĩ đại đã đến đỉnh đầu cách hắn ba thước, giống như lưu hỏa trời giáng. Đến chỗ nào đều là thế giới hỏa diễm, khí tức hỏa diễm chôn vùi toàn bộ như muốn đốt tất cả. Tuy còn chưa hạ xuống, nhưng bình phong xung quanh đài chiến đấu Bạch Ngọc đã sớm bị nghiền nát, đài chiến đấu Bạch Ngọc cũng che kín vết nứt như mạng nhện, miễn cưỡng tỏa ra bạch quang. Hắn nhìn thoáng qua Phượng Hoàng hỏa diễm, môi son khẽ mở. Phượng Hoàng, bà là dị năng ngũ cấp thuộc tính hỏa đúng không? Không lâu trước tôi mới bổ sung toàn bộ chân hỏa của mình, vậy tôi sẽ dùng chân hỏa này chơi hỏa với bà. Hắn vươn một tay ra, không có pháp thuật khác, một đóa liên hoa lam văn kim sắc xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Rõ ràng là hỏa diễm nhưng giống như do ngọc lưu ly tạo ra, không ngừng xoay tròn trong tay hắn. Đi! Hắn ném liên hoa lam văn kim sắc lên không trung, liên hoa yểu điệu bay về phía Phượng Hoàng hỏa diễm ở trong không trung. Liên hoa này vừa bay đi, không ít người nheo mắt lại, nhìn chằm chằm giống như khi mở thưởng xổ số, sợ bỏ lỡ thời khắc này. Chỉ trong chớp mắt Phượng Hoàng và liên hoa chạm nhau. Liên hoa cỡ bàn tay như một con kiến nhỏ bé, ở trước mặt Phượng Hoàng hỏa diễm vĩ đại che lấp mặt trời. Lúc Phượng Hoàng hỏa diễm đốt cháy không gian như đốt giấy bao phủ liên hoa lam văn kim sắc, liên hoa nở rộ, kim quang vạn trượng xoay tròn xuất hiện trong liên hoa.
Chiêm chiếp phượng hoàng hỏa diễm phát ra tiếng kêu gấp gáp, phượng hoàng vĩ đại không chỉ không bao phủ được liên hoa lam văn kim sắc, trái lại từ phần đầu hướng lên trên nhanh chóng biến thành hỏa diễm lam văn kim sắc. Theo liên hoa lam văn kim sắc chuyển động, phượng hoàng hỏa diễm biến sang lam văn kim sắc nhanh chóng bị liên hoa hấp thu, thể tích của liên hoa tăng nhanh. Chỉ trong phút chốc liên hoa từ to bằng lòng bàn tay, biến thành to như một căn nhà ba phòng, một nửa phượng hoàng vĩ đại biến thành màu như liên hoa. Trên mặt đất, tâm tình không ít người chìm vào đáy cốc. Một kích của phượng hoàng đáng sợ như vậy, không kém vũ khí tiên tiến. Ở dưới liên hoa nhỏ bé của Mạc Phàm, không chỉ không thể làm gì được Mạc Phàm, còn thành chất dinh dưỡng của liên hoa, bị liên hoa của Mạc Phàm hấp thu. Chuyện này, mắt không ít người đảo liên tục, không còn bất luận do dự gì nữa, xoay người rời đi. Tuy trong 8 người mạnh, còn 4 người hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng trận chiến này đã không còn gì phải hồi hộp, mỗi cường giả đều bị Mạc Phàm giết, Mạc Phàm có thể mạnh hơn nhiều. Nếu Phượng Hoàng chết, Lâm Thiên Nam và 3 người còn lại bị giết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không chỉ bọn họ, trên mặt Phượng Hoàng trong Phượng Hoàng hỏa diễm cũng hiện lên vẻ kính sợ và không cam lòng. Chỉ chưa tới 1 phút đồng hồ, vậy mà khí tức của Mạc Phàm cường đại nhiều như vậy. Còn cả hỏa diễm của Mạc Phàm nữa, hỏa diễm của bà ta ở dưới hỏa diễm của Mạc Phàm, thật sự giống như dê con gặp sư tử, chỉ có thể bị ăn không có đường phản kháng. Cho dù là dê trưởng thành gặp phải tình huống này, cũng không có biện pháp. Bà ta gần như không do dự, 3 chữ tràn ngập phẫn nộ truyền từ miệng bà ta ra. Bạo cho tôi. Cứ tiếp tục như vậy Phượng Hoàng mà bà ta không dễ ngưng tụ sẽ thành nguồn năng lượng của Mạc Phàm. Cho dù từ bỏ một kích này cũng không thể khiến Mạc Phàm thực hiện được. Bùm, Phượng Hoàng hỏa diễm còn lại không đợi bị liên hoa của Mạc Phàm cắn nuốt, bùng nổ ra như pháo hoa, một khe hở hỏa diễm nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, diệt sạch ngọn núi tương đối cao ở gần đó. Dưới âm thanh rất to, bầu trời bị nổ ra một đại động, hỏa diễm rơi xuống như mưa, đài chiến đấu bạch ngọc tứ phân ngũ liệt, biến thành vô số mảnh nhỏ. Cả hoa sơn đều lay động dữ dội theo nổ mạnh. Mãi mà không dừng lại, trong chớp mắt có không ít ngọn núi sụp đổ, cự thạch rơi xuống cuồn cuộn. May mà vì Mạc Phàm xây đài chiến đấu Bạch Ngọc ở Hoa Sơn đã được phong bế tạm thời, nếu không không biết có bao nhiêu người chết trong nổ mạnh này. Dưới nổ mạnh này, đóa liên hoa lam văn kim sắc của Mạc Phàm cũng xuất hiện vết nứt. Nhưng liên hoa lam văn kim sắc chỉ chuyển động vài vòng thì khôi phục như thường. Đóa liên hoa tiếp tục hấp thu hỏa vũ tán loạn trong không khí. Thể tích gần bằng với đài chiến đấu Bạch Ngọc. Trong hỏa vũ, Phượng Hoàng nắm chặt tay, đôi mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ hung dữ, hai thanh hỏa đao xuất hiện trong tay bà ta. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Phượng Hoàng một cái, thì không để ý bà ta nữa, trái lại hắn rời mắt nhìn Lão Tổ Thanh Bang đứng một bên. Nếu hắn muốn giết Lão Tổ Thanh Bang trước, vậy thì nhất định sẽ giết Lão Tổ Thanh Bang, tuy bây giờ giết Phượng Hoàng càng tốt hơn một chút. Hắn nheo mắt lại tập trung vào Lão Tổ Thanh Bang, hắn dựng lại đài chiến đấu Bạch Ngọc bị dập nát, cầm Hồng Liên xuất hiện bên cạnh Lão Tổ Thanh Bang. Lão Tổ Thanh Bang bị Mạc Phàm nhìn chăm chú thì sửng sốt, khi không thấy Mạc Phàm ông ta vội vàng muốn trốn, nhưng trên cổ truyền tới cảm giác đau đớn, Hồng Liên đã để ngang cổ ông ta. Ở một bên khác của Hồng Liên, trên mặt Mạc Phàm không có chút biểu cảm trở tay cầm kiếm, đứng song song với Lão Tổ Thanh Bang. Mạc Phàm, cậu! Lúc này hẳn là có một số đệ tử của Thanh Bang có thể nhìn thấy đúng không? Mạc Phàm không đợi Lão Tổ Thanh Bang nói xong, liền ngắt lời ông ta. Có. Lão Tổ Thanh Bang cố gắng nói. Thanh Bang là tổ chức xã đoàn đứng gần đầu thế giới ở nước ngoài, có thể nhìn thấy thông qua vệ tinh là chuyện rất bình thường. À, vậy là được rồi, trong 10 ngày Thanh Bang giải tán, nếu không đồ đệ của tôi sẽ khiến Thanh Bang các ông không còn tồn tại. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thế lực của Thanh Bang có ở khắp nơi trên thế giới, cho dù là một đại quốc đương thời cũng không thể khiến Thanh Bang giải tán, ở chỗ Mạc Phàm lại giống như giải tán một đám học sinh tiểu học. Trong vòng 10 ngày Thanh Bang sẽ giải tán, sau này không còn Thanh Bang ở trên đời nữa. Lão Tổ Thanh Bang nhíu chặt mày, đôi mắt đảo vài cái, không cam lòng cao giọng ra lệnh. Nói xong chưa? Mạc Phàm nghiêng đầu liếc Lão Tổ Thanh Bang một cái, hỏi. Tôi nói xong rồi. Chắc chắn trong vòng 10 ngày Thanh Bang sẽ giải tán. Lão Tổ Thanh Bang gật đầu, trầm giọng nói. Vậy ông có thể đi chết đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hồng Liên trong tay hắn chớp lóe quang hoa,
chém về phía lão tổ Thanh Bang. Cái gì, Mạc Phàm, tôi đã hạ lệnh giải tán Thanh Bang theo lời cậu nói, vì sao cậu còn ép tôi tới đường cùng, đây là uy nghiêm của Mạc Đại Sư sao? Vẻ mặt lão tổ Thanh Bang sửng sốt, sắc mặt thay đổi nói. Ông ta vốn định đồng ý với Mạc Phàm giải tán Thanh Bang trước, đợi sau khi ông ta quay về, lại tập hợp tất cả lực lượng của Thanh Bang diệt Mạc Phàm và Mạc Gia. Trong chiếc hộp Pandora tượng trưng cho những tai nạn trong truyền thuyết, nhất định phải mang tới, ông ta không tin không diệt được Mạc Phàm. Ai biết Mạc Phàm vẫn muốn giết ông ta. Khi nói chuyện cơ thể ông ta lui ra. Tôi là đang nói với những đệ tử Thanh Bang khác giải tán Thanh Bang, không bảo ông ra lệnh cho Thanh Bang giải tán. Còn nữa, tôi có nói với ông giải tán Thanh Bang, tôi sẽ không giết ông sao, ông sẽ là người thứ tư bị tôi giết, Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Sắc mặt lão tổ Thanh Bang khó coi, không quay đầu lại bay ra ngoài đài chiến đấu Bạch Ngọc đã nát vụn không chịu nổi. Mạc Phàm lạnh lùng liếc lão tổ Thanh Bang một cái, cũng không đuổi theo. Có khả năng là ông quên rồi, nơi này là đài chiến đấu sinh tử, cho dù đài chiến đấu bị phá, chưa quyết sinh tử ông cũng không trốn thoát. Mạc Phàm thản nhiên nói, một kiếm chém ra trước người. Bùm, tiếng sấm vang lên, một kiếm chém ra như giết người đàn ông mặc thần bào âm dương. Không gian bị chém ra một cái miệng, kiếm khí như trường xà quấn mấy vòng trong hư không, khi phá vỡ hư không xong thì tới trước mặt lão tổ Thanh Bang. Phập, cơ thể long hóa của lão tổ Thanh Bang bị chém ra làm đôi, giống như cắt đậu hũ dưới một kiếm này, rơi xuống dưới. Một thế hệ lão tổ Thanh Bang, chết. Không đợi thi thể lão tổ Thanh Bang rơi xuống đài chiến đấu Bạch Ngọc, văn tự của yêu tộc cổ tự sáng lên xung quanh Mạc Phàm. Quanh thi thể của lão tổ Thanh Bang, một vùng tinh vực xuất hiện. Một đạo quang chiếu ra từ tinh vực, chiếu lên người Mạc Phàm, một đám hắc cầu cũng xuất hiện theo. Linh khí như hỏa diễm ở phía sau Mạc Phàm lại bành trướng, biến từ trạng thái khí thành gần như là thực chất, khí tức bức người lại khủng bố hơn nhiều. Lúc này không chỉ xung quanh, Phàm là người quan sát trận đấu, sắc mặt đều âm trầm có thể vặn ra nước. Nếu vừa rồi giết người tăng cấp chỉ là suy đoán, bây giờ đã không còn gì phải hoài nghi nữa. Mạc Phàm như vậy chỉ sợ không lâu sau, có thể vô địch khắp thiên hạ. Một kiếm của Mạc Phàm giết lão tổ Thanh Bang xong, vẫn không để ý tới Phượng Hoàng ở trong không trung, lững thững đi tới chỗ hải thần cách đó không xa. Hắn còn chưa tới bên cạnh hải thần, một bóng đen chớp lóe, khổ tu của thần điện ma hóa đến phía sau hắn, khổ tu nổi giận thét lên một tiếng, móng vuốt màu đen vỗ về phía người Mạc Phàm. Mạc Phàm không thèm nhìn khổ tu ma hóa, ném hồng liên lên không trung. Hồng liên giống như đạn được bắn ra, chấn động tại chỗ một lát, thì thôi động dòng khí cường đại muốn bay về phía khổ tu ma hóa, còn hắn thì đi tiếp về phía hải thần. Trước khi hắn sử dụng sát sinh đại thuật, khổ tu ma hóa không phải đối thủ của hắn, hiện giờ khổ tu chỉ như chất dinh dưỡng tăng tu vi cho hắn. Bùm, một tiếng thật to, hồng liên xuyên qua khổ tu ma hóa nổ tung luôn, sóng khí mãnh liệt và kình phong được nhấc lên. Trong kình phong, quần áo của Mạc Phàm bay phấp phới đứng cách hải thần không xa, trên người hắn cũng có thêm một đạo quang mang. Để lại một thứ, tôi có thể không giết ông. Mạc Phàm thản nhiên nói. Trong giọng nói bình tĩnh, có thêm uy nghiêm tuyệt đại. Thứ gì? Hải thần cau mày nói. Thực lực của Mạc Phàm hiện giờ, ông ta tuyệt đối không thể đối phó được, nếu có thể rời đi, vẫn nên rời đi thì hơn. Titan chi tâm trong cơ thể ông. Mạc Phàm nói. Sở dĩ Titan có lực lượng cường đại, hoàn toàn vì Titan chi tâm trong cơ thể ông ta. Trong đám bạch tử hàn mạnh nhất là vong linh Titan, nhưng vẫn kém đám hải thần này một chút. Nếu có thể lấy Titan chi tâm trong cơ thể hải thần cấy vào trong cơ thể vong linh Titan sẽ có lực lượng khủng bố hơn cả hải thần, có vong linh Titan bảo vệ Mạc Gia mới tính là an toàn chân chính. So với thứ này, tôi cảm thấy rời khỏi đây càng sáng suốt hơn. Titan nhíu mày rồi nói. Nếu Mạc Phàm muốn lấy thiết bổng của ông ta, hay những thứ khác ông ta đều có thể suy xét, nhưng nếu Titan chi tâm bị Mạc Phàm lấy đi, ngay cả thiết bổng trong tay ông ta cũng không cầm nổi, còn sống thì không khác gì người thường. Thay vì biến thành phế nhân, không bằng liều mạng. Chạy trốn tới Nga quốc quá khó khăn, chạy trốn tới bên cạnh đám người Mạc gia thì không khó, dù sao ông ta không phải là lão tổ Thanh Bang. Nói xong cơ thể ông ta nhoáng lên một cái biến thành nước biển màu lam. Ngay sau đó cơ thể ông ta tán ra,
biến thành từng viên thủy châu, muốn bay về tám hướng. Những thủy châu này nhoáng lên một cái, liền rời khỏi đài chiến đấu Bạch Ngọc, trong đó có một phần bay về phía đám Bạch Tử Hàn ở xa. Ông đã quên nơi này là đài sinh tử, không chết không ngừng à, trốn thì chết. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Sở dĩ hắn lập đài chiến đấu, chính là vì phòng ngừa chuyện này. Tuy đài chiến đấu Bạch Ngọc đã bị hủy, nhưng lực lượng không chết không ngừng vẫn còn đây. Chữ chết vừa vang lên, một pháp ấn sáng lên trên Thủy Châu bay ra khỏi đài chiến đấu, tiếng kêu thảm thiết truyền từ Thủy Châu ra. Thủy Châu phân tán còn chưa tới trước người đám Bạch Tử Hàn, thì lùi lại ngay lập tức, ngưng tụ thành hải thần ở trạng thái dịch. Không, không. Tiếng kêu hoảng sợ truyền từ miệng hải thần ra, phù văn trên người hải thần sáng lên, một viên đá màu lam to bằng nắm tay xuất hiện. Mạc Phàm giơ tay cầm viên đá màu lam kia, nhìn về phía Phượng Hoàng ở trên bầu trời. Lúc này lưu hỏa trên bầu trời đều được liên hoa hấp thu, liên hoa ngừng chuyển động, trôi nổi trên đài chiến đấu Bạch Ngọc. Trở thành nô lệ của tôi sẽ cho bà cơ hội tăng tới người biến dị lục cấp, hay là chịu đau đớn liên hỏa đốt người, tự bà chọn đi. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Phượng Hoàng nói. Trong tám người tiến vào hoa hạ, hải thần và pháp thần Horus là hám lợi đen lòng, muốn thông qua hắn để nổi tiếng, uy chấn thế giới, những người khác đều có mâu thuẫn với hắn. Nhưng trong số những người này, có mâu thuẫn với hắn ít nhất là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng có thể trở thành người biến dị ngũ cấp ở nơi có linh khí và tài nguyên cằn cỗi như địa cầu, chắc chắn thiên phú không kém. Nếu Phượng Hoàng đồng ý trở thành nô lệ của Mạc Gia, thề sống chết bảo vệ Mạc Gia, hắn không ngại giữ một mạng cho Phượng Hoàng. Hắn có trường sinh linh thụ trong tay, phối một số đan dược và linh dịch giúp bà ta tăng cấp, chỉ là chuyện hạ bút thành văn đối với hắn. Nô lệ. Phượng Hoàng nheo mắt, trong mắt hiện lên sắc bén. Đúng là bây giờ Mạc Phàm có quyền kiêu ngạo, nhưng bảo bà ta làm nô lệ cho Mạc Gia, nghĩ đơn giản quá nhỉ. Phải biết rằng có khả năng bà ta là người biến dị ngũ cấp duy nhất trên địa cầu, ở trong Nguyệt Hạ Chi Dực tương đương với vương. Lâm Thiên Nam, cậu chuẩn bị vẫn đứng ở đó, không làm gì sao? Phượng Hoàng lạnh lùng liếc Lâm Thiên Nam một cái, tức giận nói. Không phải Lâm Thiên Nam mới lên sân khấu, Mạc Phàm đã giết 6 người bọn họ, thực lực càng ngày càng mạnh, Lâm Thiên Nam ngoại trừ một kích hời hợt ban đầu ra thì chưa ra tay. Hửm, không ít người nhíu mày, lúc này mới nhớ tới Lâm Thiên Nam có tới. Lúc này khí chàng của Mạc Phàm thật sự quá mạnh, mạnh tới mức làm bọn họ quên Lâm Thiên Nam vẫn còn ở đây. Trong một góc cách đó không xa, Lâm Thiên Nam cảm nhận được lửa giận của Phượng Hoàng, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, cười khẽ, vỗ tay đi về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, chẳng trách cậu có thể vượt qua tôi nhanh như vậy, hóa ra là vì công pháp này, xem ra chúng ta có điểm tương đồng rồi. Công pháp giết người tăng cấp của Mạc Phàm, tương tự với huyết thần công của anh ta. Khác biệt là anh ta không cần giết người, chỉ cần lan truyền huyết độc ra, thông qua hấp thu lực lượng của huyết độc để tăng tu vi. Mạc Phàm thì sau khi giết người xong, có được lực lượng của người chết. Cho dù Mạc Phàm giết người tăng cấp hay huyết thần công của anh ta, đều là công pháp tuyệt đối không có trong bất kỳ môn phái nào trên địa cầu. Huyết thần công của anh ta là một cơ hội tình cờ, anh ta tìm được bên trong một bí cảnh, sau đó thực lực tăng mạnh, một bước lên trời. Trước đó Mạc Phàm chỉ là người bình thường, phần lớn cũng là cơ duyên xảo hợp đi vào bí cảnh nào đó, chiếm được công pháp này mới có tu vi như vậy. Phượng Hoàng nghe Lâm Thiên Nam nói vậy, lông mày lập tức nhíu lại. Lâm Thiên Nam, những lời này của cậu là có ý gì? Lâm Thiên Nam hơi nhếch miệng, cũng không để ý tới Phượng Hoàng, anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu cũng cảm thấy hứng thú với người phụ nữ này sao? Đúng lúc tôi cũng có hứng thú với người này, trong hai chúng ta chỉ có một người mới có được. Đối diện Lâm Thiên Nam, vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, không giải thích cũng không phản bác. Hắn và Lâm Thiên Nam đi cùng một con đường, Lâm Thiên Nam đúng là ngu ngốc. Nhưng ngu ngốc không chỉ có mình Lâm Thiên Nam. Phượng Hoàng, nếu bà ký gửi hy vọng thoát thân vào người anh ta, tôi cho bà cơ hội này, đợi tôi giết anh ta, bà có thể suy nghĩ những lời tôi nói lúc trước. Mạc Phàm thản nhiên nói. Trên cơ bản mục đích của mỗi huyết ma là huyết nhiễm thiên hạ, Phượng Hoàng trông chờ vào việc liên thủ với Lâm Thiên Nam, không khác gì bảo hổ lột da. Cậu! Phượng Hoàng nhíu mày, trong mắt lóe lên sắc bén, Mạc Phàm không nói chuyện với Phượng Hoàng nữa, hắn rời mắt nhìn Lâm Thiên Nam. Anh đợi lâu như vậy,
tôi cũng giết xong những người này rồi, chúng ta có thể bắt đầu. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu xếp thứ tự cao thấp cho mấy người này, chắc chắn Lâm Thiên Nam là số một, sau đó mới tới Phượng Hoàng. Lúc hắn thi triển sát sinh đại thuật, Lâm Thiên Nam luôn có cơ hội ra tay, nhưng anh ta vẫn đứng ở đó đợi, không thèm động một ngón tay. Không phải Lâm Thiên Nam đợi cơ hội, mà anh ta đợi đám người kia chết đi. Cho dù là pháp thần Horus, hay là người khác chết đi, đều có một vùng thế lực quần long vô thủ, nơi như vậy là khu vực săn bắn với Lâm Thiên Nam. Lâm Thiên Nam nhíu mày, trong mắt xuất hiện vẻ bất ngờ. Sở dĩ anh ta không ra tay, quả thật là muốn mượn tay Mạc Phàm đại khai sát giới, giúp anh ta thanh lý một số người, bây giờ người nên diệt trừ đều bị diệt trừ hết. Tuy thực lực của Mạc Phàm mạnh hơn trước không ít, nhưng không khác quá nhiều đối với anh ta, bởi vì những người đó đã chết, quả thật chúng ta có thể bắt đầu. Ý niệm của anh ta vừa động, quần áo trên người biến thành trường bào huyết sắc, tóc cũng dài ra tới bên hông. Bên hông anh ta có treo một ngọc bài huyết sắc, một thanh trường kiếm huyết sắc cũng xuất hiện trong tay anh ta. Tuy trên người khác màu với Mạc Phàm, nhưng vô cùng tương tự. Cậu có thể hấp thu lực lượng của người chết, tôi có thể hấp thu lực lượng của vật còn sống, lực lượng còn sống đều lại đây cho tôi. Lâm Thiên Nam vươn một tay ra, một đóa liên hoa huyết sắc xuất hiện trong lòng bàn tay anh ta, xoay tròn bay về phía bầu trời. Đóa liên hoa này vừa xuất hiện, giống như có ma lực thần kỳ nào đó hàng lâm. Ngoại trừ đám Mạc Phàm ở bên trong đài chiến đấu Bạch Ngọc ra, xung quanh cho dù là đám Tần Vô Nhai cũng được, những đệ tử các môn phái cũng được, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ thống khổ. Cùng lúc đó, huyết khí trong cơ thể bọn họ không thể khống chế ra khỏi cơ thể. Không chỉ bọn họ, những người vì e sợ Mạc Phàm mà chạy đi vốn đã chạy ra xa mấy ngàn mét, bỗng nhiên sắc mặt cũng khó coi, cơ thể không thể khống chế bị định trụ tại chỗ, huyết khí tuôn ra ngoài một cách điên cuồng. Những huyết khí tuôn ra ngoài hóa thành từng sợi tơ hồng, tụ tập về phía liên hoa huyết sắc. Chuyện này, có chuyện gì thế này? Trên mặt không ít người lộ vẻ hoảng sợ, vẻ mặt mờ mịt mặc huyết khí trong cơ thể sói mòn. Có người muốn khống chế huyết khí trong cơ thể. Nhưng không khống chế thì không sao, vừa khống chế huyết khí càng sói mòn nhanh hơn. Ngay cả đám Bạch Tử Hàn, ngoại trừ vong linh Titan và ác linh vương gia, trên người những người khác cũng có sợi tơ hồng. Theo tơ hồng biến mất vào trong liên hoa huyết sắc, thể tích liên hoa huyết sắc nhanh chóng biến to, rất nhanh đã cùng cỡ với liên hoa lam văn kim sắc của Mạc Phàm. Nhất kim nhất hồng, hai đóa liên hoa che lấp mặt trời. Mạc Phàm liếc mắt nhìn đóa liên hoa này một cái, tay tạo pháp ấn. Trên bạch ngọc bàn chớp lóe kim quang, lúc này huyết tuyến trên người đám Bạch Tử Hàn mới biến mất. Huyết liên đại pháp, đúng không? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Không sai, nhưng không chỉ có thứ này, còn có cả cái này nữa. Lâm Thiên Nam không giấu giếm, nói thẳng. Khi anh ta nói chuyện, tay còn lại vươn ra, một thanh trường đao huyết sắc xuất hiện. Thanh đao này vừa xuất hiện, hồng liên trôi nổi quanh Mạc Phàm lập tức chấn động kêu ong ong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 55.